chương 1841, Tổng tài bá đạo quân thường tiếu. Tô Tiểu Mặt rất may mắn. Diễn xong một vở kịch, mình thế mà chưa bị đánh. Phải biết rằng, biểu diễn là nhân vật phản diện, còn cần cướp vợ nhân vật chính, tuyệt đối đang tìm chết đó. Nói đến cùng quân thường tiếu chưa đi theo bình thường kịch bản, thậm chí giống với hoa mân côi, diễn chút liền diễn thành chính mình. Tông chủ không điên, sau khi kịch diễn xong, mọi người đều suy nghĩ vấn đề này. Ngay lúc đó Tô Tiểu Mặt đang sắm vai như ma vương, man cản phu nhân rời khỏi tông chủ hô lên tên tô tiểu mặt giọng điệu và vẻ mặt hoàn toàn rất bình thường ta đã điên trong đình viện trồng đầy hoa hồng quân thường tiếu giải thích như lại tỉnh táo rồi tỉnh táo khi nào hoa mân côi nhìn về phía hắn quân thường tiếu lặng lẽ một lát mở miệng nói ở một khắc người buông khăn quàng vai xoay người rời đi đau đớn kích thích thần kinh khiến hắn từ trong trí nhớ của hầu ca đi ra tuy hình dung rất đơn giản thật ra lúc ấy ở vài giây ngắn ngủn diễn biến tâm lý của quân thường tiếu ước chừng có thể dùng một chương để thuyết minh đặc biệt quá khứ cùng hoa mân côi tựa như phim ngắn từ thức hải sẻ qua Làm một võ giả trừ phi không muốn nhớ lại một số việc nào đó lại hoặc một số nhân tố nào đó mất trí nhớ không tồn tại quên những ký ức đó bị quên đi ở trong hóc lặng lặng chờ đợi tiết điểm nào đó bùng nổ để lớn tiếng nói cho chủ nhân có một số việc không thể quên thậm chí khắc cốt di tâm cho nên nói hoa mân côi ở trong quá trình diễn giúp bỏ thân phận tử hạ tiên tử khôi phục bản thân ngược lại giúp quân thường tiếu từ điên biến thành bình thường cũng có thể nói trong lòng quân thường tiếu có hoa mân côi khi nhìn thấy nàng buông mũ phượng khăn quàng vai chảy nước mắt mà đi ký ức cùng tình cảm luôn áp chế rốt cuộc chiếm cứ chủ động do đó bộc phát ra cảm ơn chiếu cố ta thông cảm ta đoạn thời gian đó điên quân thường tiếu nhớ rõ điều tốt của hoa mân côi nhớ rõ ngày đêm thủ hộ càng nhớ rõ vì mình biên ra một vở kịch để mình trong kịch thật sự làm được không ngò bó, muốn làm gì thì làm, không cần cảm tạ ta, ta cũng có tư tâm. Hoa Mân Côi nhìn, nói, tự tiện sửa lại chuyện chàng tể, cứ ép mang một chuyện khác dung nhập trong kịch bản. Quân Thường Tiếu từng kể Tây Du ký, cũng từng kể đại thoại Tây Du, cái này xem như nguyên tắc và chuyện đồng nhân, nhưng kịch tình có liên quan trí tôn bảo cùng tử hạt tiên tử, lại bị nàng cố ý thêm vào. Hoa Mân Côi tư tông là ở chỗ muốn lấy thân phận tử hà tiên tử xâm nhập trong cuộc sống của hắn, cho dù thành hôn cũng là cố ý an bài. Biên cho chàng một vở kịch, ta làm nữ nhân vật chính. Năm đó ở hồn tộc đại lục, hai người thành hôn chính là đang gặp dịp thì chơi. Hôm nay, kịch bản hoa mân côi biên chế vẫn như cũ là diễn. Bởi vì nàng biết, sự thật là không có khả năng xuất hiện. Cải biên không tệ, quân thường tiểu nói. Ngươi có tình sẽ thành thân thuộc, hoa mân côi cười. Không là vì được khen, mà là vì hắn tỉnh táo. Nhưng trong lòng vẫn có phiền muộn không tên, bởi vì kịch hoàn mỹ nữ trung quy là kịch trở về hiện thực vẫn như thường cuộc đời vốn chính là một vở kịch không thể thiếu nam nữ nhân vật chính không thể thiếu vai phụ không thể thiếu kiểu đoạn máu chó quân thường tiếu tới vần dán ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói trong kịch của ta còn thiếu một vị nữ nhân vật chính nàng có nguyện ý biểu diễn hay không nụ cười của hoa mân côi đọng lại sau đó lui lại mấy bước bởi vì nghe rất nhiều chuyện xưa cho nên có chút lời chuyên nghiệp có thể nghe hiểu nhưng mà Hoa Mân cồi lấy một loại ánh mắt hồ nghi nói. Ngươi là quân thường tiếu, không phải, hệ thống giết gào. Hắn không phải, nó có thể nghe nội tâm ký chủ. Tuyệt không tin cầu thạng sẽ nói ra lời buồn nôn như vậy, nhưng lại con mẹ nó thiếu một nữ nhân vật chính. Thế này cũng quá làm kêu rồi nhỉ. Đổi ngươi rồi. Bị đọt xá. Hay là đầu óc bị lửa đá. Chính như nàng nói. Mệt rồi, quân thường tiếu đi về phía trước hai bước, cười nói. Thật ra ta cũng rất mệt, không bằng đơn giản ngả bài đi, nghe đến đó sỉ lạp mộng và phong diệt trần quanh năm chú ý vấn đề cảm tình của cầu thẳng kích động ôm nhau nước mắt rơi như người nói tay rẽ mây trời thấy trăng sáng nhớ kỹ quân thường tiếu bước một bước nữa lấy ngón tay đặt lên trên cảm hoa mân côi nói ở trong kịch của ta nàng là nữ nhân vật chính không được hệ thống rít gào đau đâu ta muốn bổ tên này nhìn xem trong đầu rốt cuộc chứa linh hồn nào cầu thẳng là người thế nào nói hiểu biết hơn bất luận kẻ nào hôm nay đột nhiên hóa thân tổng tài bá đạo quả thực trái với lẽ thường hơn nữa từ khi phi thăng thượng giới liền bị thường lải nhảy, nếu thiết lập nam nhân thẳng không còn nữa thực sự trời sụp đất nước rồi nói hệ thống hoạt động nội tâm một phen quân thường tiếu khẳng định biết đặt ở trước kia khẳng định bảo nó cút lần này lại hiếm thấy không bật lại bởi vì coi là không khí coi là không tồn tại mù vù vù hoa mân côi hít thở có chút dồn dập ngực phập phòng không ngừng hắn đã tán đồng mình hắn đã tiếp nhận mình không được không được quá khẩn trương rồi quá đột nhiên rồi, có chút khó tiếp nhận. Trước kia quân thường tiếu mang cảm tình cất giấu, biểu hiện cứ như não tàn. Hoa mân côi đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay bất thình lình hóa thân tổng tài bán đạo, đổi là bất luận kẻ nào cũng không chịu được. Đại tỷ, cho câu thống khoái đi, quân thường tiếu vừa nói ra, lập tức có hương vị bên trong. Chưa đổi ngươi cũng chưa bị đọt xá, hệ thống khẳng định. Hắn thật là quân thường tiếu, là, hoa mân côi đưa tay đặt lên trên bộ mực phập phòng cố gắng khống chế cảm xúc sau đó cúi đầu hoa thành tiểu cô nương thạnh thùng nói nguyện làm nữ nhân vật chính trong vở kịch của chàng rõ ràng là huyền huyễn nghiêm túc sao đột nhiên biến thành ngôn tình hệ vừa giết lòng vừa bị tiểu sỉ và phong diệt trần bên ngoài kéo ra ngoài trên đường thay nhau đánh cũng mắng chỉ ngươi lắm lời dám rít bu ta ra kịch tình không đúng họa phong không đúng đây nhất định là mơ đây nhất định là đang diễn trò ta không điên là bọn họ đi rồi trong sân trồng đầy hoa hồng quân thường tiếu và hoa mân côi cách nhau rất gần một người nhẹ nhàng mỉm cười một người thạnh thùng cúi đầu hình ảnh như dừng lại múc lý thượng thiên xuất quỷ nhập thần chụp hình màn ảnh quân thường tiếu nâng tay năm ngón tay chủ động đan ở giữa năm ngón tay của nàng nói chờ ta xử lý xong việc phía sau sẽ tổ chức bù cho nàng một hồi hôn lễ long trọng để cường giả vũ trụ thượng tầng đều đến làm chứng không cần thiết đâu hoa mân côi nói chúng ta cũng thành hôn hai lần rồi đó là đang diễn trò quân thường tiếu nói huống hổ chỉ có nhận phong bì mới tính là thật phốc hoa mân côi che miệng cười nói chàng rốt cuộc là muốn thành hôn hay là muốn nhận tiền mừng mù quân thử tiếu nhẹ nhàng ôn nàng vào lòng nói hai cái đều muốn còn có con của chúng ta sinh ra đầy tháng rượu trăm ngày lễ trưởng thành cường giả vũ trụ thượng tầng phàm đạt tới tầm chân cảnh đều phải đến chúc mừng một cái cũng không thể thiếu thanh âm không lớn chỉ quanh quẩn ở đình viện nhưng khi quân thường tiếu nói ra giống như ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, trực tiếp xuyên phá vạn cổ giới, xuyên phá độ thiên giới, hóa thành hào quang rậm rạp bay về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, vô luận xa xôi cỡ nào, vô luận hẻo lánh cỡ nào, chỉ cần cường giả đột phá đến tầm chân cảnh trong lòng đều run run, đều dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, dự báo mình sau đây không lâu sẽ có kiếp số xuất hiện. Đây là, một toàn sư hàng đầu đứng dậy, hoảng sợ nói. Tai ương mất tiền bạc, chương 1842, tông môn không khí vui vẻ kia không còn nữa khi tức áp lực hội tụ trên không vạn cổ tông rốt cuộc tiêu tán bởi vì tông chủ từ điên khôi phục đến bình thường quá trình chữa bệnh không tách rời hoa mân côi cũng không tách rời một đám cao tầng đệ tử dốc sức diễn xuất cho nên quân thường tiếu tổ chức đại hội khen ngợi trên hột. hắn làm ra cảnh tình đối với mình thiên ma hoàng đột nhiên đánh tới không có bất cứ sự phòng bị nào nếu không phải hầu ca đột nhiên cứu chàng chỉ sợ đã lạnh toát rồi hệ thống nói tên kia tựa như chính là tới giết ký chủ ta cũng cho rằng như vậy thiên ma hoàng tuy liên tục cường điệu đến độ thiên giới là tìm cố thiên đinh khiêu chiến nhưng mình đơn giản nói xen vào đã nhất định phải dồn vào chỗ chết thật sự có chút nói không thông cũng có khả năng không phải vì ngươi mà đến nhưng ở trong lòng hắn ngươi chỉ là con kiến tiện tay có thể giết hệ thống nói câu này rất tổn thương lòng quân thường tiếu nhưng lại không phủ nhận không có hầu ca đánh hộ mình ở trước mặt tên kia thật sự chính là con kiến hơn nữa chỉ là phân thân ở hạ giới ở thượng giới quân thường tiếu từng gặp được rất nhiều bót chỉ có thiên ma hoàng cho hắn một loại cảm giác cường đại đến không thể địch nổi ta muốn đường đường chính chính giết chết hắn hết phim hệ thống nói rất trực tiếp quả thực chỉ nhìn từ trước mắt quân thường tiếu không thể chống lại thiên ma hoàng hoặc là trần trụi bật hách hoặc là trần trụi tìm đánh hộ hú chi vô luận bật hách hay là đánh hộ tất nhiên có thời gian hồi chiêu lần trước hầu ca ra mặt hóa giải lần sau còn có thể may mắn như vậy nữa sao? Kỳ chủ có thể làm, hệ thống đưa ra đề nghị. Đó là trước thu mình lại, cố gắng tránh đi mũi nhọn. Ai? Quân thường tiếu dây dây huyệt thái dương, nói. Chỉ sợ tên kia không cho ta cơ hội nha. Một vậy chọc chết phân thân đó đủ để đại biểu chết để xé rách ra mặt với thiên ma hoàng. Đối phương đã có ý giết mình. Tuyệt đối không cho thời gian phát triển. Cân thân bị giết hẳn là sẽ mang đến thương tổn cho bản tôn. Khi chủ hẳn là có cơ hội thở dốc, hệ thống nói. Quân thường tiếu nói hắn không có thủ hạ hệ thống trầm mặc vì không nên lụy độ thiên giới quân thường tiếu đứng dậy nói ta phải mau chóng rời khỏi bởi vì có vạn cổ giới có thể làm nơi ẩn thân cho dù đắc tội thiên ma hoàng cũng sẽ không quá mức lo lắng nhưng độ thiên giới không được dù sao trói lọi đứng ở thương vân hệ hiền chất ngươi tỉnh táo rồi đại điện tinh hải minh cố thiên tinh ngạc nhiên nói tỉnh táo rồi quân thường tiếu nói để thúc lo lắng rồi hắn cũng không nói quá nhiều lời khách sáo trực tiếp mang ý định rời khỏi của mình nói ra. Cố thiên tinh đã hiểu, đây là không muốn liên lụy độ thiên giới. Nhưng lắc đầu nói, thật ra ngươi có đi hay không? Độ thiên giới đều đã bị thiên ma hoàng nhằm vào, tư vân hệ ít nhất 20 vị diện đều ở trong cùng thời điểm thu được chiến thư của thiên ma hoàng, hắn muốn chinh phục toàn bộ thương vân hệ, không sai, quân thưởng tiêu nói. Quả nhiên là kiêu hùng muốn thay đổi bố cục vũ trụ nha, trong khoảng thời gian này ngươi điên, cố thiên tinh nói. Đã có 4 vị diện bậc một bị trấn áp, theo dã tâm của tên kia đồ thiên giới ta cũng chạy trời không khỏi nắng quân thường tiếu nhíu mày đối với thiên ma hoàng muốn xưng bá vũ trụ hắn cũng không phản cả dù sao người ta sống trên đời muốn tàm ra công tích vĩ đại cũng là đương nhiên nhưng lấy phương thức tanh máu để hoàn thành thì không đề sướng khúc quân thường tiếu nói chúng ta cùng nhau đi thôi trước kia hắn từng làm rất nhiều chuyện cứu vớt thế giới nhưng phần lớn đều là bị động lần này rất phát từ trong lòng muốn đi cứu vớt vũ trụ nhưng ngại là thực lực không cho phép chỉ có thể uất ức lựa chọn tùy tiện giấu mình điểm này quân thường tiếu ta thừa nhận đấu không lại về sau thì sao 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo đi cổ thiên tinh lắc đầu nói có thể đi đâu túc chỉ cần nguyện ý đi quân thường tiếu vẻ mặt nương trọng nói ta cung cấp cảng tránh gió an toàn nhất cho mày cùng thẩm đồ thiên giới làm vì diện bậc mùa thương vân hệ sinh linh và diện tích so với vạn cổ giới còn lớn hơn nhiều thu hết vào căn bản không chứa được, cũng không nhiều tài nguyên như vậy để cung cấp. Nhưng mà, chứa được vợ chồng cố thị, chứa được tinh hải minh. Đứa nhỏ, cô thiên tinh đứng lên, đi tới cửa, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, nói. Ta trước kia từng nói với ngươi về cô hiên viên không? Từng nói. Hắn là giới chủ hiên viên giới, là tín ngưỡng của hiên viên giới. Đối mặt thiên ma hoàng, không lựa chọn trốn tránh, mà là lấy sinh mệnh đi bảo vệ quê hương mình. Anh hùng như vậy, quân thường tiểu nói đáng giá người đời kính trọng nhưng ở lúc không có thực lực nghịt chuyển tuyệt cảnh chất nhi cháu vẫn hy vọng thúc có thể thích hợp lùi bước dù sao giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt lui không được Cô thiên tinh xoay người nhìn về phía hắn nói nơi này là nhà của ta quân thường tiếu trầm mặc hắn không đi khuyên bảo nữa bởi vì ánh mắt cô thúc giống ánh mắt cô huyên viên năm đó như đúc có người sẽ nói quân thường tiếu không hiểu hàm nghĩa của nhà trên thực tế hắn hiểu hơn so với bất cứ ai khác bởi vì tinh vẫn đại lục từng sụp đổ ở trước mặt loại cảm giác đau thương đó thực sự không thể dùng ngôn ngữ hình dung bởi vì biết cho nên không nói đứa nhỏ cô thiên tinh nói hôn lễ của triều tịch tạm thời chậm lại ngươi dẫn mẹ con nó rời khỏi đi chàng thấy ta sẽ đi sao cũng mẫu không biết khi nào xuất hiện ở ngoài điện quân thường tiếu thấy thế lặng lặng không lên tiếng lui ra ngoài hai người nói chuyện với nhau cái gì hắn chưa nghe thấy nhưng khi xuống núi quay đầu nhìn lại chỉ thấy đôi vợ chồng này tựa vào nhau ở ngoài đại điện, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, trên mặt trao mỉm cười làm người ta hâm mộ. Tổng, phong gian luyện của vạn cổ tông, quân thường tiếu tung một cú đấm ở trên máy kiểm tra, ánh mắt lóe ra tức giận cùng thống khổ. Hắn muốn giúp cố thúc, hắn muốn giúp độ thiên giới. Nhưng, kết quả là lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cục cái đuôi như chó nhà có tang đào tẩu. Không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Ông, ông, tổng lực lượng cuồng bạo quanh quần ở trong phòng thanh âm vang vọng toàn bộ tông môn dạ tinh thần ngồi dưới tàng cây siết chặt hai nắm tay lửa giận cùng nghẹn khuất của tông chủ thân làm đệ tử hắn có thể cảm nhận được như chỉ có thể vô năng hơn dỗi. ngục tiêu tội kỳ đứng dậy đi về phía hậu sơn tu luyện mạnh lên ai hà vô địch lắc lắc đầu nói tông môn bầu không khí vui vẻ kia không còn nữa cũng chẳng khác nào thanh xuân của rất nhiều người cũng không còn hắn cực kỳ hiểu biết tông chủ bây giờ thống khổ nhưng lực bất tòng tâm bởi vì cho dù mình phô trương thể hiện như thế nào nữa, lấy thực lực trước mắt cũng đấu không lại thiên ma hoàng. Hà vô địch mạnh, không ở cảnh giới, ở chỗ có thiên địa thuộc tính cao hơn cung cấp. Có thể từng bước tìm hiểu võ học tầng sâu, nhưng trung quy có giới hạn, trung quy có cực hạn. Nghĩ ức, đổi cái vị diện cao hơn. Có được thiên địa thuộc tính mạnh hơn, lời không dám nói quá dữ. Một ngón tay mang thiên ma hoàng bóp chết hẳn là không thành vấn đề. Ngày hôm sau, vạn cổ hào đỗ ở ngoài tinh Hải Minh, quân thường tiếu không cáo biệt với vợ chồng cố thị cắm đầu đi vào khoang điều khiển lão ca ta muốn ở lại đừng cản ta tai cũng đừng cản ta cô chủ tịch bị đám người liễu tư nam và công tôn hầu kéo chặt chỉ có trơ mắt nhìn cửa khoang bị dần dần đóng lại ngục vạn cổ hào cắt qua hư không biến mất ở vách ngăn không gian mẹ đứa nhỏ cô thiên tinh đứng ở trước đại điện cười nói con về sau khẳng định có tiền đồ lớn cô mẫu giúp vào trong lòng phu quân cười nói ta không hy vọng nó tương lai có thể trở nên nổi bật ta chỉ hy vọng nó tương lai thành gia lập nghiệp con cháu đầy sảnh đường sẽ cố thiên tình nói đứa nhỏ trung quy sẽ trưởng thành có thể hiểu được dụng tâm của cha mẹ mai điện cao tầng tinh hải minh lấy bành phó minh chủ ngẩng đầu ưỡn ngực Độ thiên giới là nhà của họ thẳng đến lúc sinh mệnh đi đến điểm cuối cũng sẽ bảo vệ đến cùng ai vũ trụ tinh không khi vạn cổ hào biến mất một bóng đen dần dần hiện ra ánh mắt tang thương nhìn về phía độ thiên giới nhìn về phía đám người cố thiên tinh lắc đầu nói lại có một vị diện bậc một lựa chọn phản kháo thiên ma hoàng người thay đổi bố cục vũ trụ rốt cuộc khi nào mới xuất hiện chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba tin tức tốt của dạ đế vạn cổ hào tựa như một chiếc truyền nhỏ không nhà để về sóc này ở trong hải dương vũ trụ vô tận nói dễ nghe chút gọi là lữ hành giữa các vì sao nói không nghe chút gọi là chó nhà có tang bầu không khí tâm môn cũng trở nên càng thêm áp lực không còn vui vẻ hài hòa ngày xưa các đệ tử càng nhiều thời gian dùng cho tu luyện, liều mạng tu luyện. Thân là một phần tử trong nó, tự nhiên không hy vọng chạy trốn. Nhưng thực lực không bằng người ta, lại có thể làm sao bây giờ? Phu quân không phải thường nói. Trong thư phòng, hoa mân côi đặt chén trà ở trên bàn, nói. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm sao? Quân thường tiếu cay đắng nói. Đây chỉ là bát canh giá tâm linh, lời an ủi môi mở ra khép lại có thể nói ra, nhưng chờ thật sự trải qua mới biết được hiện thực có đôi khi rất tàn khốc, thường thường đè người ta không thở nổi. Đương nhiên, quân thử tiếu sẽ không cam chịu. Hắn đang nghĩ biện pháp, không nói có thực lực đi chơi cứng với thiên ma hoàng, ít nhất có năng lực tự bảo vệ mình chứ. Hệ thống lúc này hiếm thấy không đi xuôi khiến ký chủ cái thương thành, bởi vì loại trình độ mặt đen kia cùng giá trị thanh danh không đủ giàu có, cho dù cày táng ra bại sản cũng chưa chắc ra thứ tốt. Khẩu ca, quân thường tiếu lẩm bẩm, còn có thể ra nữa không, suy nghĩ cả buổi, lại nghĩ đến tìm đánh hộ. Hắn cũng không muốn, như nhìn từ tình huống trước mắt, có tự tin chơi cứng với thiên ma hoàng, chỉ có thể mời hầu ca đến đánh hộ. Ngủ, quân thường tiểu lấy ra bộ trang bị đại thánh, nhẹ nhàng vuốt ve hoàng kim tỏa từ giáp, nói. Lúc ấy ở thời điểm nguy cơ, ta vốn định dựa vào nó để hóa giải. Kết quả, tựa như có chút không giống. Trên lịch rất lớn, hệ thống nói. Thật giống như đổi một người khác. Chẳng lẽ đại thánh này không phải đại thánh kia? Các độc giả có hóc nhìn thượng đế, Đích Hầu ca đánh hộ đến từ Thiên Uy bí cảnh, làm đương sự Quân Thường Tiếu còn chẳng hay biết gì. Nói chính xác hắn lúc ấy tìm đánh hộ, tìm là hiệu quả đặc biệt đại thánh trở về, tới cứu chẳng lại là anh linh thần thoại. Có thể là anh linh cấp xích trong Thiên Uy bí cảnh hay không? Quân Thường Tiếu nói. Hắn có thể đoán được, không phải chỉ số thông minh quá cao, mà là ở sau khi hoàn toàn tỉnh táo nói chuyện với Lý Thanh Dương trong lúc vô ý biết, mình lúc ấy bị nhập vào, bộ dáng tương tự với con khỉ trên bức tường bí cảnh, đều là vé da hổ vàng nhạt. Tóc rối bù phân nhánh. Ta nhớ rõ lúc ấy, hắn đang chất vấn trang bị của mình, hệ thống nói. Tích hợp đám người dạ tinh thần đi khiêu chiến, lần lượt vạp được quan vũ cùng lữ bố không có trang bị, giữa hai bên có liên hệ hay không? Chẳng lẽ, quân thường tiếu đoán, bộ đồ đại thánh là từ nơi này trộm đến, tuy không muốn đi thừa nhận, nhưng có chuyện không thể thay đổi. Mình từ thương thành mua mỗi một vật, tám phần đều là đồ đánh cắp, hai phần khác thì sao? Tạ thời còn chưa tìm được người mất của, ta phải đi vào coi một chút quân thường tiếu xuất phát tới hậu sơn hắn muốn tiến vào thiên uy bí cảnh thăm dò đến tột cùng kết quả nhiều lần bị vòng xoáy từ chối ngoài cửa dứt khoát sửa dùng thân thể đầu đi húc cuối cùng đau ôm đầu ngồi ở trên mặt đất hệ thống nói đã nói chỉ có đệ tử có thể đi vào kỳ chủ khẳng định không vào được mượn lời tốt lành của ngươi quân thường tiếu thừa dịp sữa độc phát công tiếp tục húc thiên uy bí cảnh bộ đồ đại thánh nếu thực đến từ anh linh thần thoại trong bí cảnh như vậy bên trong nhất định cất giấu bí mật mình chỉ cần nắm giữ chưa chắc không có tư cách chiến một trận với thiên ma hoàng ít nhất có thể có năng lực bảo hộ cố thúc và độ thiên giới tổng tầm quân thường tiếu không từ bỏ húc thiên uy bí cảnh từng lần một đệ tử đi ngang qua thấy thế theo bản năng đoán tông chủ chẳng lẽ lại chịu kích thích điên rồi mới sẽ làm ra hành động húc đầu vào tường không thể nói lý ong ong ngay lúc này vòng xoay bí cảnh có phản ứng trong lòng quân thường tiếu vui vẻ sau đó lại bị mất mát thay thế. Động tĩnh là có, nhưng đó là bởi vì dạ tinh thần từ bên trong đi ra. Tông chủ đang làm gì? Dạ đế hỏi. Quân thường tiếu đáp. Húc đầu vào tường, dạ tinh thần trầm mặc một lát, nói. Đệ tử có tin tức tốt muốn nói cho tông chủ, không rảnh, quân thường tiếu nói. Né sang một bên đi, đừng chậm trễ bổn tọa húc tường, dứt lời, muốn tăng tốc lao về phía vòng xoáy, nháy mắt sắc va chạm đột nhiên thấy đủ, quay đầu nói tin tức tốt, vâng, giả dạ tinh thần gật đầu nói, điển cưỡng tính là thế, tin tức tốt gì, đệ tử đã được lữ bố ma hóa tán thành, mang hắn đánh phục rồi, xem như vậy, quân thử tiểu nói, đối với ngươi mà nói, quả thực tính là tin tức tốt, đệ tử này của hắn vài năm nay luôn luôn ở thiên uy bí cảnh đơn đấu ma hóa lữ bố, có thể được đối phương tán thành, đủ để nói lên thực lực có sự tăng lên rõ ràng, đổi làm trước kia cầu thạng sẽ vui mừng, bây giờ thì không có cảm giác quá lớn bởi vì cho dù được tán thành, cũng chỉ có thể chứng minh bản thân mạnh hơn, nhưng mạnh cũng không mạnh đến mức có thể đi chống lại thiên ma hoàng. Hệ thống cạn lời, lã này chịu đả kích, bây giờ làm cái gì cũng lấy thiên ma hoàng để đối chiếu, lữ bố ma hòa nói. Dã dạ tinh thần bổ sung nói, ta đã được hắn tán thành, có thể chịu hắn xuất chiến, gì, quân thường tiếu trận tròn mắt. Dã dạ tinh thần xoay người đi vài bước, đứng ở khu vực tương đối rộng rãi, nhẹ nhàng nâng tay nói. Nhân trung lữ bố, mã trung xích thố. Bùa vù 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 chưa hiện vừa hô lên cùng phong chợt nối nếu không phải quân thường tiếu đột phá thiên cơ cảnh bệnh dụng tóc được chữa khỏi giờ phút này tình huống khẳng định là tóc giả bị thổi bay hiển lộ ra dọ não bóng lưỡng cùng với hoa mân côi ở nơi xa la lên phu quân thật đẹp trai tình huống gì vậy quân thường tiếu giơ tay đội sóng cùng lui về phía sau đội thanh thế hơi yếu đi nhau mắt nhìn lại liền thấy dạ tinh thần đứng ở khu vực trống trải sau lưng có con ngựa trên ngựa chồng một người người này cao khoảng hai trượng mặc liên hoàn khải mặt thú nuốt đầu đội tử kim quan cột tóc ba chĩa mặc bách hoa bào gấm đỏ tây xuyên đau bát tí thần lực cung tay cầm phương thiên họa kích ánh mắt lạnh lùng tựa như thanh kiếm sắc bén khí tức kinh nghiệm chiến trường bùng nổ có thể nói khí thế ngập trời ôn hầu quân thường tiểu nói lữ phụng tiên đám người dạ tinh thần chưa từng đọc tam quốc trí càng chưa từng xem tam quốc diễn nghĩa hiểu biết đối với lữ bố không nhiều cầu thạng đến từ hoa hạ tự nhiên mưa rồng thấm đất cho nên lập tức nhận ra ngươi là người phương nào lêu bố quanh thân tràn ngập hào quang đỏ đậm lạnh nhạt nói thế mà lại biết tức vị của ta là quân thường tiếu dừng một chút một tình cảm tha hương gặp bạn cố chi trào lên trong lòng nói đồng nguyên không đồng tông với ngươi đồng nguyên chỉ việc cùng tổ tiên đồng tông chỉ cùng tộc hoặc cùng họ đồng nguyên không đồng tông ý tứ là tuy không phải cùng tộc cùng họ nhưng có tổ tiên chung cũng không sai hai người là linh hồn hoa hạ đều có tổ tiên chung tiểu gia hỏa lữ bố cười lạnh nói đừng ngư toan kéo gần quan hệ với ta bởi vì ta đã cùng hắn nhưng về phía dạ tinh thần nói ký kết khế ước an linh khế ước an linh quân thường tiếu ngạc nhiên nói có ý tứ gì lữ bố nói ta là an linh hắn là ký chủ kẻ địch của ký chủ đó là kẻ địch của ta ký chủ nếu chiến ta liền chiến quân thường tiếu đã nghe hiểu mà nó hệ thống nhị không được làm nhạc mới từ ngôn tình lưu đi ra sao lại biến thành triệu hồi lưu rồi? Chương 1844. Quân thường tiếu anh linh lữ bố. Không được, quân thường tiếu ông đầu nói. Có chút loạn, căn cứ bản thuyết minh thiên uy bí cảnh đến xem, đây chỉ là bí cảnh tính chất tặng trang bị, kiêm bồi luyện, sao còn tặng anh linh vậy? Ta tựa như hiểu cái gì rồi, hệ thống nói. Hiểu cái gì? Quân thường tiếu vội vàng hỏi. Hệ thống giải thích. Anh linh tồn tại trong đó có thể hay không cũng coi như một loại phần thưởng chỉ có được tán thành mới có thể hợp tác đệ tử xuất chiến vậy ta lại là tình huống gì cho dù tương tự chiến tranh quốc thánh đệ tử có thể triệu hồi anh linh nhưng mình không thể vào làm sao mà hầu ca triệu hồi không còn không phải là triệu hồi mà là được đánh hộ có khác biệt rất lớn với dạ tinh thần triệu hồi ma hóa lữ bố ngươi quản nhiều như vậy làm chi hệ thống nói vấn đề là chuyện tác giả cần cân nhắc lại không phải nhân vật chính như ngươi cân nhắc nếu từ trong đó được lợi không nên ngẫu hứng nhảy đoạn cực lạc tịnh thổ sao có đạo lý quân thường tiếu thông suốt không quan tâm thiên uy bí cảnh rốt cuộc cất giấu bí mật gì đệ tử nếu có thể triệu hồi anh linh chiến đấu thực lực khẳng định được tăng lên mình vì sao cứ phải truy hỏi tới cùng tinh thần quân thường tiếu nói hắn mạnh hay không đã ký khế ước an linh tự nhiên càng chú ý cho có thể mang đến trợ giúp lớn bao nhiêu tiểu tử lúc này lỡ bố dư phương thiên họa kích lạnh nhạt nói ngươi là đang nghi ngờ năng lực của ta sao nhìn từ từ thế tự như muốn đánh nhau quân thường tiếu sao có thể yếu thế sơ sơ cái mũi nói đánh một trận như thế nào phụng bồi đến cùng ngoài đại điện ngọn núi cao nhất lữ bố ma hóa cưỡi ngựa xích thố đứng ở phía sau dã tinh thần vô luận thân thể hai binh khí đều bị ánh sáng tương tự ngọn lửa màu đỏ bao phủ mát tô tiểu mặt kinh ngạc nói hắn sao lại đi ra rồi nói thật lữ bố toàn thân võ trang hắn thiếu chút nữa không nhận ra bởi vì vô luận khí chất hay là khí thế quả thực như hai người khác nhau nghe nói bị dạ sư đệ hàng phục rồi Ly Phi nói. Vậy cũng được, Tô Tiểu Mạt mở to mắt. Lý Thanh Dương khoanh hai tay, ánh mắt ngưng trọng nói. Lúc chúng ta khiêu chiến, người này không có trang bị đã rất mạnh, hôm nay trang bị đầy đủ, không biết thực lực khủng bố bao nhiêu, đến đây đi. Quân Thường Tiêu nói. Bổn tọa không chờ nổi nữa, Rút lời, tựa vào trên ghế. Chờ một lát, lã này không phải muốn đánh sao, sao lại ngồi ở trên ghế. Giờ phút này màn ảnh kéo ra xa, mới phát hiện quân thường tiếu cuối cánh tay ra sau giấy. Tiêu Diêu tự tại ngồi ở trước đại điện. Về phần trên diễn võ trường rằng co với lữ bố ma hóa. Ngược lại là kẻ đang nhẹ nhàng cởi giáo phục, nhẹ nhàng gấp giáo phục. Tử Lân yêu vương, không phải, ta tử ở trong lòng rít gào. Tông chủ hại, vì sao để cho ta tới đánh? Ngủ. Đột nhiên, ánh mắt dạ tinh thần nghiêm túc hẳn lên. Phía sau anh linh lữ bố và ký chủ sinh ra sự cộng hưởng nào đó trên linh hồn, lập tức thúc ngựa sung phong phương thiên họa thích trong tay đâm thủng hư không hào quang màu đỏ nổ bắn tới vù 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 khí tức mạnh mẽ ánh sáng hiệu quả đặc biệt chói làm tất cả mọi người đều có chút không mở được mắt má của ta ơi tô tiểu mặt kinh hô cái này tuyệt đối siêu mãnh nha tầm trong nháy mắt trên diễn võ trường truyền đến tiếng nổ vang mũi đất cuồn cuộn mang theo sóng khí màu máu đầy trời lao thét đám người lý thanh dương liên tiếp lui về phía sau ánh mắt nổi lên kinh ngạc lưỡi bố mặc vào trang bị chỉ từ đâm ra một phát kích nhìn như nhẹ nhàng băng quơ có thể nhìn ra được thực lực phi thường khủng bố từ đường chủ hắn ngủ đúng lúc này một cái bóng màu tím từ trong sóng khí trượt ngược ra tạo tư thái nửa ngồi sổng đứng ở vùng bên cạnh từ lân yêu vương hai tay giao nhau mái tóc tím theo gió mà bay múa khuôn mặt hiện ra hơi dữ tợn khoảng thời gian này vô luận cao tầng hay đệ tử đều đang đột phá cân là tử thương đạo hóa côn thực lực của nó cũng tăng lên không ít hoàn toàn có thể đấu có qua có lại với nửa bước thiên cơ cảnh nhưng mà ngay mặt thừa nhận lữ bố ma hoa công kích vẫn là có như vậy một điểm toan thích a à? ngục dã tinh thần hai tay hợp cùng một chỗ lạnh lùng nói tiễn xuyên nhật nguyệt vừa dứt lời lữ bố cưỡi ở trên ngựa xích thố tung người lên ở giữa không trung mang long thịt cung sau lưng lấy ra tay trái kéo ra dây cung nháy mắt hội tụ một luồng hào quang giống như xuyên qua nhật nguyệt vụ không ổn tử lân yêu vương biến sắc lập tức không để ý hình tượng lấy động tác lùi lăn lộn phi thường chật vật vòng ra bên cạnh ầm trong tích tắc mũi tên nhọn bắn ở trên diễn võ trường phiến đá do nhiều tầng trận pháp thêm vào hơn nữa chất liệu phi phàm kia nháy mắt tan vỡ hiện ra một hố to rộng vài trượng tử lân yêu vương miễn cưỡng có thể né tránh nhìn lại chán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh tiễn xuyên nhật nguyệt tiễn xuyên nhật nguyệt dạ tinh thần liên tục đánh ra thủ ấn mù lù lưỡi bố ma hóa trao ở giữa không trung không ngừng thể hiện động tác kéo dây thả dây chỉ thấy từng mũi tên ánh sáng lấy bộ dạng đổ ập xuống nổ vang diễn võ trường ầm 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 tầng ầm 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 trong mưa bom bão đạn từ lân yêu vương không ngừng tránh né động tác mặc dù có chút khó coi nhưng ít nhất còn có thể ứng đối cũng ở trong lòng rít gào thứ này không có sao liên tiếp phóng thích thời gian hồi chiều có sau khi liên tiếp bắn ra mười mấy mũi tên lỡ bố ma hóa thù cung hai tay cầm phương thiên họa kích lấy uy của phi tướng từ phía trên ép xuống nghẹ nó Tử Lân yêu vương đứng vững thân thể, một chân dẫm ở trên mặt đất nứt vỡ. Thân thể lõa lổ bùng nổ hào quang màu tím, nắm tay đảo hồng hội tụ yêu lực minh mông minh đón, quát. Ép côn quá đáng, có người có thể đã quên danh hiệu riêng của A Tử. Không sai. Vô năng rít gào. Tuy đã có chút lạc đơn vị, ít nhất ở thời điểm phẫn nộ, ở thời điểm chiến đấu tùy ý giống to, có thể gia tăng sức chiến đấu. Vù vù, vù vù vù, phương thiên họa kích mang theo lực lượng đỏ rực như sóng chiều ngập trời ép xuống, mang tay đỏ hồng cùng yêu khí màu tím lập trời nên đón rắc 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 không gian chu quanh nhanh chóng chụp đổ ẩm ừ. cuối cùng lực lượng đỏ tím ở giữa không trung ngạc nhau tựa như hai viên đạn hạt nhân va chạm nháy mắt cuốn lên sóng khí cuồn cuộn rung động lòng người không lý thanh dương tuyệt vọng khôn đầu giờ phút này hắn không để ý lữ bố và a tử ai thắng ai thua càng để ý diễn võ trường hơn mất rồi mất hết rồi Ngượng sóng không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán dần dần yếu đi diễn võ trường quý cách cao dốc hết tâm huyết tạo ra đã bị hố to thay thế nay cả viên gạch mới đầu sụp đổ cũng bị lực lượng nghiền thành bột phấn chết thê thảm vô cùng đám người tô tiểu mặt trận mắt há hốc mồm bọn họ mang ánh mắt tập trung ở trên người dạ tinh thần tập trung ở trên người lữ bố cầm vũ khí cưỡi ngựa cũng tập trung ở trên người tử lân yêu vương ba bên đều bất động giống như thời gian dừng lại lợi hại ước chừng một lát a tử cười vang tay đỏ hồng giơ ngón tay cái sau đó lấy phương thức ngã ngửa ầm ầm ngã xuống đất mi mắt trợn lên trên sữa đậu nành sáng sớm uống không ngừng từ trong miệng gói ra tốt quân thường tiếu đứng dậy vỗ tay trên mặt hiện lên hài lòng có thể mang a tử đánh thành bộ dáng này lữ bố ma hóa sức chiến đấu rất mạnh đệ tử có thể ký kết khế ước với hắn tương đương có thêm một tay đấm kim bài tông chủ ngay lúc này bên tai truyền đến tiếng của thượng quan hâm giao bản đầu lục tục xuất hiện vật phi hành bất minh như là chiến hạm tinh linh giới ồ quân thường tiếu lập tức quay về vạn cổ hào đám người tô tiểu mặt thì mang tử đường chủ đưa đến y dược đường nhưng khi bọn họ vừa rời đi ca tử nằm ở trên giường bệnh đột nhiên mở mắt âm trầm may mắn nói may mắn giả ngất bằng không xui xẻo chương 1845 vạn cổ tông ta lại di chiến một trận mọi người đều cho rằng tử lân yêu vương bị trà đạp ngất rồi trên thực tế hắn là giả vờ vì sao giả vờ rất đơn giản đánh không lại lữ bố ma hóa không có trang bị một đám đệ tử hạch tâm gian nan thắng hôm nay chẳng bị đầy đủ hết vậy thật sự là phi tướng trăm trận trăm thắng tử lân yêu vương bị viên công tử cha tấn học được thông minh rồi thấy tình thế không ổn lập tức giả chết nhưng đánh là đau thật ác tử lân yêu vương chỉ động một lần liền cảm giác thân thể như dã rời làm côn thú hiếm thấy thân thể phòng ngự mạnh nhưng nếu lúc ấy không nhanh chóng giả chết tiếp tục cứng với lữ bố kết quả khẳng định không phải ngất đi đơn giản như vậy qua sáng suốt rồi. A tử may mắn mình sách lược cơ trí. Đám người quân thường tiếu đều bị lừa rồi, không ngờ một kẻ ngày thường tính cách ngạo nghĩ không thu gì dạ tinh thần vậy mà sẽ giả chết. Tôn nghiêm ở đâu? Thể diện ở đâu? Thật ra ở một khác đó cầm lấy kim chỉ may vá quần áo. Tôn nghiêm và thể diện đối với tử lân yêu vương mà nói đã không quan trọng nữa. Chuyện này cũng nói cho chúng ta biết, toàn bộ tông môn trừ số ít đệ tử, rất nhiều người đều đang thay đổi, ví dụ như dạ tinh thần, ví dụ như quân thường tiếu, tàu vạn cổ quân thường tiếu ngồi ở trên ghế hạng trường đề vấp như khuôn mặt nhìn về phía bản đồ vũ trụ màn hình hiện lên điểm sáng đại biểu có chiến hạng tồn tại ngục thượng quan hâm giao cắt hình ảnh gần dần dần thấy rõ hình thái điểm sáng đại khai mấy chục chiếc cực kỳ tương tự với chiến hạng tinh linh giới quân thường tiếu nói không giống chiến hạng tinh linh giới thái huyền lão nhân cũng có mặt sau khi cẩn thận đánh giá gật đầu nói chỉ từ thể trạng mà nói lớn hơn tàu vạn cổ không ít tông chủ thượng quan hâm giao nói khu vực những chiến hạm này bay đi thuộc loại chưa biết quân thường tiếu hơi trầm mặc nói sau đó chiến hạm có rất nhiều điểm tương tự với tinh linh giới hai bên hẳn là tồn tại quan hệ gì hắn tính thăm dò đến tột cùng nếu có cơ hội có thể hệ thống nói Cướp. ngươi nói quân thường tiếu nói ta chưa nói Cẩu thạng quả thực có ý đánh cướp đương nhiên đây là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết vốn có thủ oán với tinh linh giới nếu hai bên có gì liên lụy tự nhiên sẽ không nhân từ huống chi một lần xuất động nhiều chiếc chiến hạng như vậy tuyệt đối không phải khách du lịch có lẽ chuẩn bị làm chuyện xấu ngủ tàu vạn cổ thay đổi phương vị hướng tới đám chiến hạm bay đi trong lúc đó cố ý giữ khoảng cách sợ bị phát hiện quả nhiên thái huyền lão nhân ngạo nghĩ nói trận pháp che chắn do ta tự mình nghiên cứu có thể che chắn rất tốt khí tức của chiến hạm mà không bị phát hiện không tệ quân thường tiếu khen một câu Tông chủ, bọn họ dừng lại. Thượng quan hâm ra nói. Quân thường tiếu vội vàng nhìn về phía khoang bên ngoài. Chỉ thấy nơi xa bên ngoài một vị diện lấy ra hào quang, mấy chục chiếc chiến hạm đã chậm rãi dừng lại, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, nói. Hạm đội thiên ma hoàng, làm sao thấy được? Năm đó thủ hạ thiên ma hoàng điều khiển chiến hạm vây công hiên viên giới là bộ hình ảnh này, khác nhau chỗ ở chỗ lần này số lượng ít chút, như loại trận thế này vẫn như cũ không kém. Sinh linh thanh ngân giới ngay, ngô hoàng đã cho các ngươi thời gian cân nhắc, nếu vẫn lựa chọn phản kháng, tê tiếp thừa nhận hậu quả đều phải tự gánh vác. trong chiến hạng chính truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lẽo, chứng thực quân thường tiêu phán đoán, thật ra thanh ngân giới là một trong các vị diện trong miệng cố thiên tinh để cập bị thiên ma hoàng hạ chiến thư. dùng lời chiến thư để nói, bọn họ nếu từ chối thần phục thiên ma hoàng, như vậy hôm nay sẽ là ngày chế tài. ngục ngục, trong thanh ngân giới, từng vị cường giả nửa bước bay ra, bọn họ lơ lửng ở tinh không tới tam đối chọi với mấy chục chiếc chiến hạng ánh mắt lóe ra tức giận Cặc khạc khạc tiếng cười quái dị từ chiến hạm chính vang lên thấy vẻ mặt các ngươi thấy trách không sờn là tính từ chối thần phục sao tự nhiên một lão giả đầu bạc giọng điệu kiên định nói từ sau khi nhận được bề ngoài là chiến thư thật là thư khuyên hàng lão cùng đồng bạn luôn than thảo cuối cùng ra kết luận là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành một khi đã như vậy vậy bổng tọa hôm nay liền tuyên bố thanh ngân giới từ nay xóa tên ở thương vân hệ ở toàn bộ vũ trụ thượng tầng nghe được thanh âm này ánh mắt quân thường tiếu lại lạnh lẽo thêm vài phần hắn ở thời điểm diệt tông môn khác cũng từng nói lời này nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ hai bên tồn tại mâu thuẫn mà thiên ma hoàng lại bởi đối phương không thần phục liền nói diệt là diệt tực mang mình coi là chúa tể vũ trụ rắc 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 ngay lúc này mấy chục chiếc chiến hạng mở ra khoang đáy từng binh sĩ càng lớn mặc chiến giáp đặc thù bay ra theo dần dần xếp hàng ở trên hư không nhưng số thế mà nhiều tới mấy chục vạn đương nhiên có thể hành động ở trong vũ trụ, không đại biểu tất cả đều là nửa bước thiên cơ. Mà là đa trí bảo có thể chống đỡ lực lượng không gian. Món đồ chơi đó quân thường tiếu từng đạt được. Nhẹt, yeah, chiến hạng chính truyền đến thanh âm không có cảm tình. Ngủ, ngủ, trong khoảnh khắc, mấy chục vạn binh sĩ trang bị hoàn mỹ lao về phía thanh ngân giới, lao về phía cường giả thủ vệ quê hương. Một hồi kịch tình về xâm nhập và phản kháng cứ thế trình diễn. Ma khí cường thế cùng tiếng nổ vang dội, vang vọng mảnh vũ trụ này năng lượng dao động một tầng tiếp một tầng trong thủ hạ của thiên ma hoàng không thiếu nửa bước thiên cơ cảnh hơn nữa ở trên nhân số chiếm chủ động cho nên hai bên vừa bùng nổ xung đột liền giành được áp chế nói thật một màn này so sánh với cô hiên viên bảo vệ quê hương quả thực một trời một vực nhưng vẫn rung động cao tầng cùng đệ tử đặt mình trong tàu vạn cổ ầm ầm năng lượng bùng nổ ở trong vũ trụ tựa như pháo hoa nở rộ không chỉ lay động không gian cũng mang đi từng vị đỉnh phong tầm chân cảnh thậm chí nửa bước thiên cơ cảnh thái làm ngọc vỡ không làm ngói lành một cường giả thanh ngân giới ở sau khi bị thương nặng ngửa mặt lên trời giống to cuối cùng lựa chọn linh hồn tự bạo đồng quy vu tận cùng kẻ địch giác quân thường tiếu siết chặt nắm tay ánh mắt dần dần đỏ bừng lên một màn cường giả thanh ngân giới bảo hộ quê nhà khẳng khái hy sinh khiến hắn nhiều tới tinh vẫn đại lục bị diệt lửa giận cùng sát ý tràn ngập ở trong thức hải tông chủ dã tinh thần xuất hiện ở khoa điều khiển lạnh lùng nói đệ tử thỉnh cầu xuất chiến chúng ta đám người lý thanh dương và tiêu tội kỷ cũng đến đây lớn tiêu nói thỉnh cầu xuất chiến bọn họ và thanh ngân giới không thân quen gì lấy thực lực trước mắt lại khó đi cứng đối cứng với thiên ma hoàng cho dù xa xa nhìn cũng không có ai sẽ nói cái gì nhưng tông chủ đã giận thân làm đệ tử có thể làm chính là đi giúp hắn nuôi giận quân thường tiếu từ trên ghế tự chậm rãi đứng dậy hắn luôn cúi đầu luôn đưa lưng về phía đệ tử hồi lâu mới mở miệng nói đã đối lập với thiên ma hoàng ngẩng đầu sát ý tràn ngập đôi mắt Vạn cổ tông ta sợ di chiến một trận ầm ầm mấy chục vạn đại quân của thiên ma hoàng từng bước ép sát đã là binh đến giới thành hơn 10 tên cường giả thanh ngân giới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã sớm chi trích vết thương tích sụp đổ đã rất sát rồi bọn họ chết thanh ngân giới diệt các vị lão giả tóc bạc rít gào ngươi còn giới còn ngươi chết giới mất vù 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 quanh thân lão không ngừng tràn ngập ra những hạt ánh huỳnh quang đó là dấu hiệu linh hồn thiêu đốt mới sẽ xuất hiện hiển nhiên muốn ở lúc sắp chết kéo thêm vài cái điện lưng ngăn cản hắn đừng để hắn tự bạo trong nháy mắt hơn 10 tên cường giả quân địch ép tới các loại năng lượng gào thách bùng nổ chỉ ở ngay lập tức đánh gục mục tiêu tránh cho thiêu đốt linh hồn sinh ra vụ nổ lớn ngủ vù vù hù ngay lúc này trong hư không nơi xa đột nhiên bay tới mũi tên ánh sáng đồng loạt đánh chúng đám cường giả lao xuống đó khiến họ nổ tung tại chỗ hóa thành xương máu đầy trời tổng lão giả tóc bạc cuối cùng không lọt vào trở ngại linh hồn có thể tự bạo thành công song khi tự như đạn hạt nhân bùng nổ nháy mắt càng quét mảng lớn vũ trụ cũng mang đi mấy ngàn binh sĩ quân địch mà ở trước khi tử vong lão thấy khu vực mũi tên bay tới một người trẻ tuổi cầm cung từ trong bóng đêm đi ra phía sau dẫn theo mấy chục võ giả mặc trang phục giống nhau thời gian quá mức gấp gáp không cách nào thấy rõ diện mạo mỗi người chỉ nhớ rõ chỗ ngực đều khắc ba chữ vạn cổ tông chương 1846 bổn tọa tuyên bố các ngươi tử hình lão giả tóc bạc linh hồn tự bạo thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mang đi mấy ngàn kẻ địch nói cách khác cho dù quân thường tiếu mang đệ tử đi chiến trường vẫn như cũng không thay đổi kết cục xả thân thủ nghĩa của đối phương tiền bối một đường đi mạnh giỏi quân thường tiếu nắm long thịt cung thấp giọng nói thật ra ở tình huống vừa rồi mình bắn chết kẻ địch lao tới lão giả tóc bạc hoàn toàn có thể từ bỏ việc thiêu đốt linh hồn như lão vẫn làm như vậy vì sao bởi vì bị thương quá nặng bởi vì khó chống đỡ nữa trái phải đều là chết không bằng lấy phương thức tự bạo để khiến càng nhiều kẻ địch chôn cùng cho dù mạo hiểm kết cục hồn phi phách tán cũng phải đồng quy vô tận với kẻ địch loại tinh thần này cảm nhiễm quân thường tiếu thật sâu cho nên hôm nay những người đến xâm phàm này hết thảy đều phải chết ha tù hạ thiên ma hoàng đang tấn công phòng tuyến thanh ngân giới đều quay đầu lấy ánh mắt âm trầm độc ác nhìn về phía quân thường tiếu vạn cổ tông trong chiến hạm chính hàn trường người ngón tay đan vào nhau lại lùng nhìn đám người kia xuất hiện trên bản đồ vũ trụ, cười lạnh nói. Thiên ma hoàng đại nhân từng hạ lệnh sau khi diệt thanh nhân giới, các lộ hạn đội tập trung độ thiên giới, cần phải mang tông môn này diệt trừ, không ngờ sẽ lập được ở đây. Ngục, quân thường tiếu mang long thiệt cung trả lại cho dạ tinh thần, từ những không gian lấy ra, nan thu chi đao sắp mọc lông rồi. Tính thời gian Vũ khí thủ nguyện này cách lần ra sân gần nhất, còn cần ngược dòng đến tiểu long long bị đóng điên ở trên long trụ. Là hết mục khai ấn rồi. Không, còn có hai tấm quân thường tiếu chưa lấy ra dùng là vì từ sau khi rời khỏi thượng giới hình thái thứ tư nan thu chi đao rõ ràng không còn sức tiếp tục tiểu tử hàm trưởng không nhìn thanh đao đồ chơi kia nói ngươi ở vạn cổ tông đảm nhiệm chức vụ gì chức tông chủ quân thường tiếu trả lời rất bình thản chó sủa sẽ không cắn chó không sủa mới cắn người giờ khắc này cầu thạng càng bình thản tự nhiên cũng càng đáng sợ ngươi là tông chủ hàm trưởng ngồi ở trên chiến hạng chính vẻ mặt ngạc nhiên Thiên Ma Hoàng Đại Nhân có lệnh, các hạn độ sau khi tiêu diệt vị diễn chỉ định phải hội tụ ở ngoài độ thế giới mới có thể đi diệt vạn cổ tông. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, tông môn đó thực lực không tầm thường, nếu muốn bắt phải tập kết càng nhiều lực lượng, như thế cũng càng thêm thuyết minh. Tông chủ vạn cổ tông tất nhiên không đơn giản, nếu không sẽ không khiến Thiên Ma Hoàng Đại Nhân để ý như vậy. Hạm trưởng, phó hạm trưởng vẻ mặt ngương trọng nói, tình huống có chút không ổn, hạm trưởng cũng ý thức được. Giờ phút này hắn thu hồi nụ cười trên mặt, bị vẻ mặt tuyệt đối nghiêm túc thay thế. Vừa nghe nói là tông chủ, lập tức nghiêm túc đối đãi, thủ hạ bót cuối thiên ma hoàng cũng không não tàn nha. Hôm nay, bổn tọa tuyên bố, các ngươi tử hình, quân thường tiếu cúi đầu từng bước một từ hư không đạp bước đi đến. Thanh, tiếng rút đao thanh thúy chuyển đến, quân thân nháy mắt bị thuộc tính đen xì bao phủ, dần dần, hắn khoác áo bảo đen, táo lưỡi hái vầng trăng từ trong đó đi ra, không vạn giải. Cũng không có nhạc nền, Nan Thu Chi đao lần này giải phong, có thể nói giản dị nhất lịch sử. Nhưng, càng như thế, càng khiến khí tức vũ trụ âm trầm đến mức tận cùng, lực lượng trói buộc quấy động không gian kia tựa như sóng trùng ngập trời tràn tới. Phạm binh sĩ chạm tới nó nhất thời cảm thấy thân thể cứng ngắc. Không ổn, mọi người kinh hô một tiếng, nho nhao vận chuyển tâm pháp chống đỡ lực lượng trói bụng đó, rất nhanh mang nó áp chế ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Lúc này, Nan Thu Chi đao thể hiện ra sự lực bất tòng tâm, muốn khống chế các binh sĩ thực lực đều ở cấp độ tầm chân cảnh đỉnh phong này thật sự khó khăn. Đương nhiên, số lượng quá nhiều cũng có một mặt nhân tố. Quân thường tiếu cũng không trông cậy vào mang bọn họ trói buộc, tái diễn một vở kịch đại sát bốn phương. Mục đích của hắn rất đơn giản, lấy phóng ra lực lượng trói buộc để mang đến tác dụng phụ cho đối phương, do đó giúp đỡ đệ tử tư diệt họ tốt hơn. Nan Thu Chi đao hình thái thứ tư tuy đã không thể ứng đối hoàn cảnh võ đạo càng thêm tàn khốc, nhưng các đệ tử bồi dưỡng hoàn toàn mới, ở cấp độ tầm chân cảnh thậm chí nửa bước cũng coi như có năng lực một mình đảm đương một phía. Dễ, quân thường tiêu nói. Thanh âm này xuyên thấu qua ít hầu, tỏ ra cực kỳ trầm thấp. Không đợi cao tầng và đệ tử vạn cổ tông hành động, khoa chiến hạng chính mở ra, hàm trưởng võ trang hạng nặng mang theo hào quang lao tới đầu tiên. Cây lưỡi hái trăng non kia có chút tà môn, xuất phát từ an toàn, mình phải tự động thủ. Chết. Vù vù, ma khí ngút trời bùng nổ, biến ảo độc thủ trục vào quân thường tiếu, tên hạm trưởng này thực lực không tầm thường đã có được tu vi thiên cơ cảnh mục quân thường tiếu vung lưỡi hái tựa như tử thần nháy mắt mang bàn tay to màu đen chia ra làm hai sau đó hai tay áo không gió mà tự bay lên ngư tụ lực lượng chân linh lao tới thiên cơ cảnh thiên cơ cảnh chí đột nhiên ngựa xích thô truyền đến tiếng hí vang chỉ thấy dạ tinh thần hóa thành hào quang lao về phía đám người phía sau anh linh lữ bố ma hóa dục ngựa lao đi từng vết vó ngựa màu đỏ rực lưu lại ở trên hư không lên ngủ ngủ đám người liễu tư nam cũng đều bùng nổ tu vi sung phong không biết tự lượng sức mình hãng trưởng cười lạnh một tiếng tông chủ vạn cổ tông này có chút tàng môn hắn biểu hiện rất cẩn thận không có chút tâm tính khinh địch nhưng mấy chục người dám lao về phía mấy chục vạn đại quân xác định không phải đang lấy trứng trọi đá vù 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 đúng lúc này từng lù thuộc tính tương tự mắc khí bùng nổ nụ cười trên mặt hạng trừ động lạn bởi vì trong tầm nhìn từng binh sĩ mặc giáp cưỡi yêu thú xuất hiện một trăm một ngàn một vạn ken trung nghĩa rút kiếm ra vẫn nộ quát sông pha trận địa hữu tử vô sinh giết 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 thành viên chiến kỵ đường trang bị hoàn mỹ thúc ngựa giơ đao tựa như mũi đao sắc bén lao về phía chiến trường thái huyền lão nhân trong khoang điều khiển ngẩng đầu ưỡn ngực trên mặt hiện ra biểu cảm kiêu ngạo chỉ có thành viên chiến kỵ đường đỉnh phong tầm chân cảnh có thể bỏ qua lực lượng vũ trụ là vì hắn phá giải trận pháp trong lệnh bài do đó tiến hành sản chất lượng lớn làm được mỗi người một cái. Ta coi như nhìn ra rồi, hệ thống nói. Thái huyền lão nhân chính là chuyên môn phụ trách và víu, chỉ có chiến kỵ đường ra trận là xong rồi. Còn có dương mộc oánh dẫn dắt đại quân ma vọng tộc, tuy chỉ ra vẻn vẹn mấy vạn, lại mỗi người đều là được lựa chọn kỹ càng. Tổng, tổng, chê không vũ trụ, quân thường tiếu và hạm trưởng đã bắt đầu giao thủ. Bởi vì hai người đều là cấp độ thiên cơ cảnh, lại là đao thật thương thật, không gian vũ trụ chung quanh nháy mắt tan vỡ thành mảnh nhỏ vạn ma loạn vũ hạng trưởng tự như trong lòng có sự kiên kỵ hoặc là không muốn dây dưa quá nhiều sau khi mang tính tượng trưng thử hai chiêu trực tiếp thi triển đại sát chiêu vù hù, vù 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 trong vũ trụ u ám trong không gian tan vỡ thuộc tính quỷ dị đen xì như mực điên cuồng trào ra chúng nó dần dần hội tụ ngưng tụ ra yêu ma quỷ quái hình thái không đồng nhất dương nanh múa vút hướng quân thường tiếu lao tới rắc 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 rắc, rắc. nơi đi qua vũ trụ sụp đổ quân thường tiếu đứng ở tại chỗ mái tóc đen bị thổi bay múa hỗn loạn lại không chút hoang mang thu hồi na thu chi đao sau đó ngửa đầu hướng trên không bay đi cực nhanh giống giống vạn con yêu ma rít lào đuổi theo màn ảnh kéo xa một luồng hào quang bay lên cực nhanh giống như muốn xung phong phá tan không gian nàn vạn yêu ma quỷ quái dương nanh múa vuốt đuổi theo tiếng rít gào thảm thiết quanh quẩn vũ trụ chấn động làm không gian lạnh dày dưới đình huống bình thường nhân vật phản diện lập tức sẽ hình thường nhân vật chính chỉ biết chạy trốn nhưng hạm trưởng lại sắc mặt ngương trọng trong lòng thậm chí dâng lên một tia bất an không ổn sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi muốn say người bỏ chạy không còn kịp rồi quân thường tiếu hướng về phía trước không ngừng phi hành cực nhanh đột nhiên dừng chân sau đó tiêu sái ngửa ra sao đầu cắm xuống đồng thời một bàn tay chậm rãi vương ra ông hào quang màu vàng đột ngột lóe ra chữ vạn thật lớn bỗng dưng hiện lên sau đó chỉ thấy chữ ấn màu vàng kỹ xào bùng nổ mang theo lực lượng phổ độ chúng sinh ép về phía trước vạn con yêu ma quỷ quái ầm um, ầm um, ầm um. màn hình chậm rãi gõ ra sáu chữ vàng đại nhật như lai thần trưởng không sai hệ thống nói võ học do trí tôn thương phẩm mở ra rốt cuộc bị ký chủ thi triển ra không thạnh với áp trục hơn 300 trăm chương táp đến mức các độc giả cũng quên rồi vù 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 khu vực cực kỳ xa xôi cũng có thể nhìn thấy trường ấn màu vàng thế như trẻ che ép xuống vô luận yêu ma hay quỷ quái phàm là chạm đến sẽ là hóa thành cho bụi ta ô ngã ngao ồ ồ tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói chu vang lên giống như ác linh rơi vào địa ngục thừa nhận vô tận tra tấn không hạng trưởng trận mắt muốn nước giống to lên chỗ hát vừa vặn ngay tại khu vực đại nhật như lai thần trưởng bao trùm chỉ có thể hoảng sợ trận mắt lên tùy ý trưởng ấn sư độ ép xuống mà bất lực tên thủ hạ này của thiên ma hoàng rất cẩn thận hai chiến liền vận dụng đại sát chiêu vô cùng chắc ăn nhưng mà quân thường tiếu so với hắn càng chắc hơn bởi vì cũng không chút ướt át bẩn thiểu phóng ra rất chiêu. Ngươi vạn ma loạn vũ, ta đại nhật như lai, ngươi bốn con hai, ta vương tạc. Một từ thông dụng trên, mô tả những điều được giấu kín đến tận cùng và mang đến cho mọi người những tin tức chấn động ẩm. Đám người liễu tư nam đang cùng địch quân phóng thích chém giết, đột nhiên nghe được tiếng nổ vang kịch liệt, đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không gian nơi xa sụp xuống, dần dần ngưng tụ một đóa hoa sen màu vàng khác chữ Phật. Ngủ, quân thường tiếu hạ xuống bên trên ngồi khoanh chân, hai tay tạo thế chắp lại, đáng tiếc bệnh dụng tóc chữa khỏi rồi bằng không lộ cái đầu chọc bóng lưỡng tuyệt đối có thể so với một vị thánh tăng vù 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 hoa sen màu vàng bùng nổ phật quang chiêu khắc vũ trụ tinh không tối tăm phàm là đệ tử vạn cổ tông bị chạm đến đều có cảm giác tắm rửa gió xuân sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt lên không ít đồ cùng hộ nhất phải là độ nan hắn cầm một cây thiền trự từ thiên uy bí cảnh đạt được quát to phóng hạ đồ đao lập địa thành phật không buông chết ông thiên trượng có lực lượng cảm hóa lần lượt đánh nổ đầu thủ hạ của thiên ma hoàng khiến máu tươi bay tung tóe sau đó ở trong tiếng quỷ khóc sói chu hóa thành hư vô ma ơi tô tiểu mặt kinh ngạc nói lã này nổi hung lên so với chúng ta còn hung ác hơn lời đấy sai rồi đồ nan lấy hai cánh tay kẹp lấy thiên trượng chấp lại nói ta đây không phải hung ta đây là xây người lại thiên trượng mang theo phật quang mang mấy binh sĩ đánh lén tiêu diệt nói Đội chúng nó đi hướng nơi cực lạc chúng ta cùng nhau động đáng người tô tiểu mạt cùng lý phi không cam lòng yếu thế đều lấy ra thần khí riêng của mình kích phát văn tự riêng thừa dịp có vật quang phổ chiếu thêm vào dũng mãnh xông vào trong đám người chém giết có người sẽ hỏi hạn trừ đâu linh hồn đã qua tay thiên cực lạng đăng ký xếp hàng rồi cũng đừng trách chiến đấu thiên cơ cảnh không hoành tráng vô cùng đơn giản đã vân ra thắng bại chủ yếu vẫn là hai người đều vận dụng sát chiêu kết quả cuối cùng khẳng định phải chết một người cầu thẳng bên này vừa thông suốt vừa cảm tình có thăng hoa sử chi với hoa mân côi, con cũng chưa sinh ra. Cho nên, ai chết ai sống. Mọi người biết rồi chứ. Hình ảnh Phật Quang Phổ Chiếu duy trì mấy canh giờ, chờ vũ trụ lần nữa khôi phục hình ảnh tối tăm, vài tên cường giả còn xuất lại của thanh ngân giới đã ngây ra như phỏng. Nơi xa, cao tầm cùng đệ tử vạn cổ tông đang tích cực dọn dẹp chiến trường. Thái huyền lão nhân mang theo người ra vào trong mấy chục chiếc chiến hạc, thẳng đến lúc điều chỉnh thử xong mới nói. Tông chủ, những chiến hạm này khống chế hết rồi ngủ. quân thường tiếu phất tay mang nó thu vào vạn cổ giới sau đó búng va ngón tay dẫn đám người quay về tàu vạn cổ đỗ ở xa xa thật sự làm được nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi cất tay chỉ mang đi mấy chục chiếc chiến hạm nhìn theo hào quang dần dần biến mất cờ giả thanh ngân dưới hai chân như nhũn ra ngã bệt ở trên hư không theo màn ảnh dần dần kéo đi ra mấy thục vạn thi thể lơ lửng ở quanh bọn họ mau tươi hội tụ thành dòng sông bày ra hình ảnh tựa như lò sát sinh hoặc là Tử vong Nguyện ngục. Chương 1847. Điều khiển viên cơ giáp số 66 Tĩnh Chi hiểu thỉnh cầu xuất chiến. Mấy chục vạn đại quân của Thiên Ma Hoàng bị giết, mấy chục chiếc chiến hạm bị ma đi. Đây là chuyện võ giả may mắn sống sót của Thanh Ngân giới hoàn toàn không ngờ tới. Vạn Cổ Tông, một cương giả hướng phương vị tàu Vạn Cổ biến mất chắp tay nói: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bọn họ đã làm sẵn chuẩn bị hy sinh vì quê hương, chưa từng nghĩ đến ở thời khắc nguy cơ được cứu, cái cứu người thế mà lại là tông môn các đệ tử thăng cấp vòng chung kết vũ trụ thanh chiến chúng ta được cứu rồi kẻ xâm nhập bị tiêu diệt hết rồi là vạn cổ tông là vạn cổ tông đã cứu chúng ta trong giới các võ giả bôn tẩu bẩm báo kích động hoan hồ cũng mang phần ân tình trọng đại này di tạc trong lòng đinh chúc mừng ký chủ cứu vớt thanh ngân giới khiến sinh linh mang ơn phù hợp phạm chủ nhiệm vụ chủ tiến chinh phục tiến độ hoàn thành 5%, quân thường tiếu ngồi ở trong khoang điều khiển ngạc nhiên giải cứu một vị diện sắp bị thiên ma hoàng trấn áp thế mà cho 3% phần trăm độ hoàn thành thật sự có chút bất ngờ ai hệ thống nói xem tình huống ký chủ phải đối kháng đến tận cùng với thiên ma hoàng rồi không sai quân thử tiếu đồng ý đi diện thiên ma hoàng nhằm vào có rất nhiều mình hôm nay giúp thanh ngân giới là ý nghĩa giúp vị diện bị hại khác cũng có thể đạt được độ hoàn thành phải không trước kia đoán giải quyết thiên ma hoàng có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hôm nay tựa như có thể xác định chỉ cần ngăn cản vã khuất trương vũ lực hẳn là đủ để thuận lợi hoàn thành quân thường tiếu mười ngón tay đang chặt vào nhau ánh mắt lạnh lùng nói ta cùng cái này phải một sống một chết ta cho rằng hệ thống nói kỳ chủ càng nên quan tâm chạy trốn như thế nào lần này tiêu diệt thủ hạ thiên ma hoàng chắc chắn sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương kế tiếp cho dù lọt vào đuổi giết không ngừng nghỉ cũng rất bình thường ta có vạn cổ giới quân thường tiếu ngạo nghĩ nói hắn có thể làm khó dễ được ta đây là chỗ duy nhất trước mắt đáng giá cầu thẳng khoác lác ít nhất nắp đi sẽ không bị tìm được chỉ sợ hệ thống nói liên lụy độ thiên giới quân thường tiếu siết chặt nắm tay lại hắn không lo lắng bị thiên ma hoàng đuổi giết cùng lắm thì ở vạn cổ giới ẩn nấp đến cùng chờ có thực lực lại chiến một trận với vã nhưng bên ngoài còn có cố thúc cùng cố thầm có cách rồi quân thường tiếu nói đi đánh du kích với thiên ma hoàng trốn không phải biện pháp phải cố gắng thể hiện sự tồn tại do đó mang càng nhiều lửa dẫn dẫn đến trên người mình để đối phương không rảnh bận tâm thứ khác ví dụ như tính các thủ hạ trấn áp vị diện khác điều này có chút nguy hiểm hệ thống không đồng ý bởi vì nếu luôn lộ diện xảy ra xung bột với đối phương sớm hay muộn ngựa rút móng trước còn có biện pháp nào tốt hơn sao hình như hết rồi cho nên chỉ có thể cược một phen quân thường tiếu quyết định cần ở trong thời gian có hạn tận khả năng đi mang đến phiền toái cho thiên ma hoàng ít nhất không thể để gã ở thương vân hệ muốn làm gì thì làm đúng rồi hệ thống nói ký chủ có thể đi tìm quy khư kiếm thánh thôi đi quân thường tiếu lắc đầu nói ta không muốn mang tai nạn dẫn dắt đến trên thân người khác từ trong trao đổi cùng cố thúc biết được quy khư kiếm thánh rất mạnh ở thương vân hệ cũng coi như có tư cách nhưng chưa chắc có thể chống lại thiên ma hoàng mình một khi tìm lão chẳng khác nào mang tới phiền đoái trên việc không quan trọng cầu thẳng có thể tìm người gánh tiếng xấu thay trên việc lớn khẳng định sẽ không liên luyện người vô tội đây là điểm mấu chốt làm người của hắn huống chi chu hồng còn cần toàn thân tâm tu luyện tuy trở mặt với thiên ma hoàng nhưng quân thường tiếu vẫn sẽ tham gia vũ trụ thành chiến có lẽ cũng có dính dáng tới chinh phục vũ trụ thì sao tông chủ thượng quan hâm giao nói lại phát hiện quần thể hạm đội rồi quân thường tiếu nhìn về phía bản đồ tinh không cho khu vực càng thêm xa xôi hiện lên điểm sáng đi quân thường tiếu hạ lệnh trao sau đã diệt một cái hạm đội hắn không để ý diệt vài cái nữa hạm đội của lão thất sao tự dương biến mất sợ có bất chắc trong chiến hạm chính đánh số là lục hàm trường vẻ mặt âm trầm lạnh lùng trầm giọng nói nhanh chóng bẩm báo thiên ma hoàng đại nhân chiến thư thiên ma hoàng phát ra rất nhiều vị diện từ chối thân phục cũng nhiều cho nên hạn đội đến chế tài không ít tế tiếp sẽ lấy đánh số để miêu tả ví dụ như chiến hạm chính quân thường tiểu lúc trước diệt đó là số 7. trước kia là số 7, bây giờ là tàu thiên thiên bởi vì hệ thống trận pháp đã bị thái huyền lão nhân phá giải ngay cả mặt ngoài cũng sơn màu mới bị đưa vào còn có rất nhiều chiến hạm chúng nó kế tiếp sẽ bị lần lượt phá giải sau đó lấy tên đệ tử đặt tên ví dụ như tàu thanh dương tàu tội kỷ quân thường tiếu không lo lắng đặt tên lo lắng có thể cướp được càng nhiều chiến hạm hơn hay không rất nhanh hắn đã thoải mái bởi vì tới gần quân thể điểm sáng kia lại nhìn thấy mấy chục chiếc chiến hạm vô luận nhìn từ quy cách hay phẩm chất đều không kém gì tàu vại cổ của mình liễu từ nam nói lại là thủ hạ thiên ma hoàng cho nên quân thường tiếu mười ngón tay đan vào nhau ánh mắt nóng rực nói cướp hết đến dù sao không chết không thôi với thiên ma hoàng chân trụi biểu đạt ra ý tưởng muốn cướp của mình cũng không sao cả đồ đồ trong chiến kỵ đường tiếng cảnh báo vang lên ngủ ngủ từng thành viên từ ký túc xá chạy ra tung người nhảy vào trong cơ giáp của mình bọn họ vừa luyện được mệnh lệnh muốn tiến vào trạng thái chiến đấu ai trung hợp mao tiểu đạo đang dọn dẹp nhà xí chiến kỵ đường nhìn thấy đồng môn một lần nữa bắt đầu hành động hâm mộ nói ta cũng thật muốn xuất chiến tĩnh chi hiểu trầm mặc hắn chưa biểu hiện ra ý nguyện chiến đấu nhưng máu trong lòng lại đang thiếu đốt hận không thể lao tới trước cơ giáp số 66 tĩnh chi hiểu ngay lúc này trung nghĩa quát có bắt nguồn từ thói quen tĩnh chi hiểu thẳng người hành lễ thông phân đang hoánh đổ xuống dội đầy người mau tiểu đạo tông chủ có lệnh trung nghĩa nói do người thao túng cơ giáp số 66 xuất chiến ong câu này tựa như tiếng sét nổ tung ở trong thức hải của tĩnh chi hiểu Khiến hắn không tự giác run lên. Khoe mắt dần dần hội tụ nước mắt. Lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, hắn vẫn luôn để ý cơ giáp, cho dù trước khi ngủ cũng sẽ bắt trước tư thái phi hành, hôm nay rốt cuộc lại chờ được tông chủ triệu hồi, mở ra cái gì? Trung nghĩa quát. Nhanh chóng hành động, vâng. Yến Chi hiểu lau đi nước mắt, trong lòng nở hoa lao về phía cơ giáp số 66, lao về phía tình yêu lớn nhất mình ngày nhớ đêm mong. Sư huynh, phía sau. Mao tiểu đạo phất tay hô thời điểm chứng minh bản thân đến rồi đừng để mọi người thất vọng đây là một câu cổ vũ rất dai mũi lại kèm theo hương vị giác cửa khoang cư giáp chậm rãi đóng vào cảm giác lâu rồi không có tràn lập tức hải tĩnh chi hiểu khiến hắn không tự giác nhắm mắt lại linh hồn giống như muốn thăng hoa điều khiển viên số 66 nghe được xin trả lời điều khiển viên số 66 nghe được xin trả lời thanh âm đến từ đài chỉ huy không ngừng lặp lại gọi tiểu tử này đào nguyên nói sao không trả lời ngục ngay lúc này tĩnh chi hiểu giống như thần du vũ trụ lại giống như hòa hợp một thể cùng cơ giáp mở to mắt hai tay đặt lên trên trận pháp ánh sáng lấy ý niệm điều ra số liệu cơ giáp rậm rạp áp suất không khí bình thường năng lượng bình thường nhiệt độ bình thường hình thức bình thường các hạng trị số bình thường điều khiển viên cơ giáp số 66 tĩnh chi hiểu thỉnh cầu xuất chiến khi bốn chữ cuối cùng nói ra máu tĩnh chi hiểu thiếu đốt đến mức tận cùng cũng thể hiện hoàn mỹ tố chất chuyên nghiệp của điều khiển viên cơ giáp yếu tú. cất cánh đào nguyên lập tức hạ lệnh tay phải tĩnh chi hiểu nhanh chóng vung ở trên trận pháp ánh sáng tựa như về số đua xe đỉnh cấp ngủ trong khoảnh khắc cánh đuôi cơ giáp số 66 phun ra hào quang hóa thành ánh sáng lao ra đường băng dung nhập trong vũ trụ vô tận xuyên qua màn hình phản quang có thể nhìn thấy khuôn mặt kích động phấn khởi đó của hắn ra điều khiển viên cơ giáp số 66 tĩnh chi hiểu đến đây ầm trong vũ trụ tinh không sau khi trải qua điên cuồng chém giết một nhóm binh sĩ cuối cùng của chiến hạm số 6 của thiên ma hoàng bị đánh chết hào quang lấp lánh xua tan bóng đen đồng thời cũng tuyên bố chiến đấu chấm dứt chiến dịch này hàm trưởng chiến hạm số 6 bị quân thường tiếu tiêu diệt hơn 10 vạn binh sĩ cũng hữu tử vô sinh 20 chiếc chiến hạm bị thu nạc vạn cổ tông lấy được toàn thắng tông chủ kích toán sau cuộc chiến lý thanh dương nói mấy trăm cơ giáp tổn thương cần tiến hành chữa trị chỉ có cơ giáp số 66 mươi sáu tĩnh sư đệ thao túng tự bạo không Tĩnh Chi Hiểu bị vài tên đệ tử kéo ra ngoài đại điện, rít vào. Là cơ giáp bảo dưỡng không làm tốt, giữa đường xảy ra trục trặc, thời khắc nguy cơ chỉ có thể lựa chọn tự bạo, không phải vấn đề trên thao tác của ta, tông chủ. Nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích, chương 1848. Hiểu Thiên thí ma. Tĩnh Chi Hiểu ngồi một mình ở trên giường, đầu luôn cúi thấp, không khí ủi oải tràn ngập toàn bộ căn phòng. Điều chỉnh thử cấp chuyên nghiệp, cất cánh đỉnh cấp, đủ để có thể xưng là cọc tiêu của đệ tử vạn cổ tông. Kết quả xuất sư bất lợi nổ máy, chết hắn sao? Không chết, đã cố gắng thao tác, đã cố gắng khống chế, nhưng bởi vấn đề bảo dưỡng, máy móc xuất hiện trục trặc, thật sự không thể vãn hồi, cho nên tình huống lúc ấy chỉ có tự bạo, tao không ít kẻ địch chôn cùng. Tĩnh Chi hiểu đã làm được điều mình có thể làm được, thể hiện một điều khiển viên ở sau khi gặp được tình huống đặc thù, còn có thể giữ bình tĩnh, còn có thể lợi dụng thủ đoạn lớn nhất hóa để tranh thủ ít lợi cho bên ta. Ai? Mao Tiểu Đạo đi tới, vỗ vỗ bảo vai hắn nói: Hiểu cho sư huynh không? Tĩnh Chi hiểu ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa hét lớn. Các ngươi ai cũng không hiểu ta, ai đều không hiểu. Giờ khác này, khóc như đứa nhỏ. Quân Thường Tiếu cũng chưa bởi vì nổ máy đi trách cứ hắn, nhưng mà Tĩnh Chi hiểu tự trách mình. Tông chủ đã cho ta một lần cơ hội, ta lại lấy nổ máy để báo đáp, không thể tiếp nhận. Họ có thể tiếp nhận. Ở toàn bộ Tông môn luận về thao tác cơ giáp tĩnh chi hiểu xưng đệ nhất là danh xứng với thực mà chính hắn cũng cho rằng như vậy cho nên lần này bị nhục không thể nghi ngờ mang đến đà kích đau đớn càng là người kiêu mạo càng không thể tiếp nhận sai lầm có thể được tông chủ tha thứ hay không không sao cả mối chốt là mình không thể tha thứ chính mình đây mới là một điểm khó chịu nhất tế tiết tĩnh chi hiểu luôn lấy cảm xúc uể oải dọn dẹp nhà xí đổi làm trước kia hắn sẽ sau khi bận rộn xong tiếp tục mô phỏng điều khiển cơ giáp ảo tưởng mình du lịch ở trong vũ trụ tinh không đại biểu vạn cổ tông đại biểu chính nghĩa chém giết cùng quân đoàn tà ác bây giờ sống ở trong tự trách cùng hối hận làm bạn tốt ma tiểu đạo liên tiếp khuyên giải không có kết quả chỉ có thể đứng ở nơi xa bất đắc sĩ lắc đầu thở dài quân thường tiếu cũng âm thầm quan sát nhưng chưa ra mặt đi khuyên nhiều hắn vì sao sẽ đột nhiên hạ lệnh để tĩnh chi hiểu xuất chiến bởi vì tên đệ tử này nhiệt tình yêu thương đối với cơ giáp hắn đã sướng thấy ở trong mắt mãi không chịu hồi luôn để hắn quét nhà xí, thật ra là đang khảo nghiệm. Ngươi làm việc lớn, nhất định phải khổ tâm trí nhọc cân cốt hàn trước. Đinh. Đệ tử A hoàn thành nhiệm vụ B, đạt được 100 điểm giá trị thanh danh. Đinh. Giá trị thanh danh tông môn. 20.000. Sau khi về tới thư phòng, bên tai quân thường tiếu truyền đến tiếng nhắc nhở đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thuần thục kéo ra hệ thống thương thành. Cho nên, hệ thống tận dụng mọi thứ nói. Có thể chiến một trận với thiên ma hoàng, kỳ chủ còn phải dựa vào thương thành nha, quân thường tiếu trừng mắt bắt đầu cập nhật mới ha sau lần đầu tiên cập nhật mới trong ô vuông thứ ba của hàng thứ hai xuất hiện một vật phẩm tên là hiểu thiên thí ma ấn vào giới thiệu vật phẩm hiểu thiên thí ma giới thiệu một trong các cơ giáp loại hình hiểu thiên của thế giới lấy cơ giáp làm chủ sáng chế tác dụng loại hình hiểu thiên tổng cộng có 7 cơ giáp trong đó lấy dòng máy thí ma chiến đấu giết chóc làm chủ tư điểm sức chiến đấu và sức phòng ngự đều là tiêu chuẩn đứng đầu khuyết điểm tiêu hao năng lượng cực cao. Giá: yeah. 20.000 điểm giá trị thương thành. Cấp bậc: Lấy thế giới cơ giáp chủ lưu làm tiêu chuẩn đánh giá, hiểu thiên thí ma có thể phân loại là cơ giáp đội bậc thăng không? Quân thường tiếu cạn lời. Thì ra thương thành thực có cơ giáp a. Tất nhiên. Hệ thống nói: Chỉ có thứ ký chủ không thể nghĩ tới, không có thứ ký chủ không quét được, thế giới lấy cơ giáp chủ lưu. Quân thường tiếu lắc đầu nói: Hệ thống vũ trụ chỗ ta cũng không phải cơ giáp lưu quỷ biết cơ giáp đội bậc thang không mạnh hay không hắn không có ý mua Nhớ đâu tính năng không bằng thần hủy diệt bóng đêm đời thứ ba vậy thì khốn nạn rồi mua đi hệ thống giải thích ký chủ cũng tăng lên tới thiên cơ cảnh rồi vật phẩm dân vọng trong thương thành khẳng định sẽ không kém quân thường tiếu bắt đầu dối rắm đúng vào lúc này hắn nhìn thấy tĩnh chi hiểu đeo sẻ tựa như mất đi linh hồn lắc lươi đi qua trong lòng đã có lựa chọn vì đệ tử này tiêu pha hai vạn lại như thế nào bịch tĩnh chi hiểu về phòng tuổi oải vô lực nằm ở trên giường mông man mình bị bắn ra cơ giáp nổ tung hiện lên hốc mắt không tự giác đã ơn ướt ta vô năng ta vô dụng ta có lỗi tông chủ có lỗi đồng môn sư huynh ngay tại thời điểm tự trách mao tiểu đạo xông vào thở hồng hộc nói tông chủ bảo ngươi đi đại điện một chuyến chỉ sợ ai tĩnh chi hiểu đứng dậy sửa sang lại áo một phen nói nên đến vẫn đến rồi dứt lời như lao tới pháp trường tới đại điện một lát sau tĩnh chi hiểu đứng ở trong điện vẻ mặt bi tráng chi hiểu đệ tử có lỗi cam nguyện chịu phạt quân thường tiếu bên này vừa mở miệng tĩnh chi hiểu đã chủ động nhận tội bổn tọa đệ tử cô phụ tông chủ coi trọng cô phụ đồng môn kỳ vọng vô luận trừng phạt nặng bao nhiêu cũng tiếp nhận Cật ra đệ tử biết tổng quân thường tiếu một đấm đánh bay tĩnh chi hiểu tả giận nói có thể không ngắt lời không phóc tĩnh chi hiểu nằm ở trên mặt đất bên ngoài phun ra bọt mét gian na nói có thể tít 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 trong tiếng vạn cổ vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm bản đồ tinh không dần dần hiện lên từng điểm sáng tông chủ thượng quan hầm giao truyền âm nói lại phát hiện hạm đội thiên ma hoàng ngủ quân thường tiếu xuất hiện vào khoang điều khiển sau đó ngồi ở trên ghế mười ngón tay đan vào nhau nói tiếp tục cướp bên ngoài vị diện nào đó hai mươi chiếc tinh không chiến hạm lơ lửng có thể thủ hạ của thiên ma hoàng còn chưa đạt được tình báo tức thời vẫn không biết hạm đội thứ sáu thứ bảy đã toàn quân bị diệt cho nên tâm tư đặt hết ở trên nhiệm vụ trấn áp vị diện xác định không thần phục sao thanh âm hạm trưởng vang vọng tinh không thiên ma hoàng gây hại vũ trụ coi rẻ sinh linh sớm hay muộn sẽ bị báo ứng cường giả thủ vệ quê hương giận dữ giống to vì diện hắn bảo hộ chỉ bậc hai tổ chức mặt thiết hạng của thiên ma hoàng tuyệt đối không chịu nổi một đòn cho nên đã sống không ôm hy vọng nói nếu đánh không lại vì sao không chọn đầu hàng chứ bởi vì một vị diện cùng một tộc đàn lựa chọn thân phục mà không đi phản kháng, cuối cùng không có gì khác với diệt tộc. Tâm huyết cùng tôn nghiêm là cần có người đi dũng mãnh bảo vệ. Ở niên đại dung chuyển, tờ niên đại chiến hỏa, luôn có những tiền bối không muốn làm nô lệ mất nước vì quê nhà mà đứng lên, mà rơi đầu đổ máu. Báo ứng, hạm cười dài nói. Hành vi của thiên ma hoàng đại nhân, đang tạo phúc vũ trụ, công tích của ngài chắc chắn vạn cổ truyền lưu, mà các ngươi những kẻ cản trở đại thế này, đều sẽ ở dưới chín suối xám hối bản thân vô tri dễ vù 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 thiên ma binh sĩ võ trang hạng nặng lao tới nhân số nhiều tựa như châu chấu rậm rạc ngủ đột nhiên không gian chấn động dâng lên gợn sóng chỗ tinh không cách vị diện gần nhất bỗng dưng có thêm một chiếc chiến hạn bên trên khắc ba chữ vạn cổ hào giác khoang mở ra quân thường tiếu từ từ hiện ra hắn ngồi ở trên ghế bắt cháo chân trong tay lắc ly chân dài đựng đầy nước sôi nói Hồng Anh giới này, bổn tọa bảo vệ, vù vù vù, khi nói chuyện, cao tầng cùng bị tử lấy liễu từ nam cầm đầu bay ra, bay trận ở trước Hồng Anh giới. Đông loạt bùng nổ ra tu vi nửa bước thiên cơ cảnh. Thời buổi này còn có người đóng vai anh hùng, hạm trưởng cười lạnh một tiếng nói. Muốn chết? Giết? Giết? Mấy vạn thiên ma binh sĩ lao lên chém giết. Nhưng vừa hành động không bao lâu, đưa theo bản năng dừng chân, ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Cái này, hạm trưởng chậm rãi đứng dậy, có có thể tin nói là cái gì trong tầm nhìn một bộ cơ giáp toàn thân như sắt thép đúc bị mấy sợi xích kéo đang chậm rãi từ chỗ khoang đáy tàu vạn cổ hạ xuống thể trạng vật ấy chừng mấy chục trượng giống như một ngọn núi lớn thân hủy diệt bóng đêm do thái huyền lão nhân chế tạo tuy chất liệu chọn dùng khoáng thạch quy cách cao nhưng trên tạo hình vẫn tương đối tiếp cận cổ đại mà bộ cơ giáp chậm rãi ra sân này từng cái linh kiện từng chi tiết nhỏ đều bày ra cảm giác khoa học kỹ thuật cực cao thậm chí là trong vũ trụ đen xì lóe ra hào quang lấp lánh vai trái khắc thí, vai phải khắc ma, chỗ ngực tựa như một con sư tử được há mồm rít gào. Sau lưng, trong một vỏ đao tràn lập cảm giác máy móc, chui đao lộ ra vẫn hiện ra mỹ cảm khoa học kỳ thật cực cao. Năng lượng bổ sung 20%, 30%, 40%, 100%. Bên trong khoang điều khiển truyền đến tiếng nhắc nhở của tiểu tỷ tỷ ngọt ngào, Tĩnh Chi hiểu lúc này mới buông bản thiết minh thao tác xuống, sau đó đội mũ giáp cảm ứng chuyên dụng bắt đầu ấn các loại ngút bấm. Múc. Múc, bốn sợi xích buông ra thu hồi. Cơ giác vững vàng lơ lửng ở trong tinh không. Tĩnh Chi hiểu đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó một tay đặt lên trên cần tiết xúc, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Điều khiển viên thí ma Tĩnh Chi hiểu, thỉnh cầu xuất chiến, chuẩn cho phép." Quân Thường Tiêu nói. Ngủ, còn chưa dứt lời, năng lượng cuồng bạo dữ dội gào thét thổi tới, thổi loạn mái tóc đen của hắn, mặt cũng sắp bị thổi biến hình. Đám người Lý Thanh Dương ngạc nhiên nhìn qua, liền thấy hiểu thiên thí ma đã đứng ở phía sau chiếc chiến hạm nào đó bày ra từ thái dạng chân hai tay nắm đao lưỡi đao tràn lập mỹ cả máy móc lóe ra hào quang giác dạ? tiếng vỡ tan vang lên một chiếc tinh không chiến hạng quy cách không kém tàu vạn cổ chậm rãi vào trước mặt mọi người sụp đổ thành hai đạn sau đó ầm ầm nổ tung ánh lửa chiếu sáng lưng hiểu thiên thí ma rõ ràng nhìn thấy con số vừa khắc lên 66 66 má ơi tô tiểu mặt há hốc mồm chấn động nói mạnh như vậy sao chương 1849, cơ giáp sư đứng đầu vạn cổ tông. Trong khoang điều khiển, tĩnh chi hiểu nước mắt rơi như mưa. Từng tự trách ái náy, hắn hôm nay điều khiển bộ hiểu thiên thí ma, rốt cuộc dùng thực lực chứng minh bản thân. Châu bảo, đám người tô tiểu mặt xương ngón tay cái lên. Nếu để bọn họ đi đao thật thương thật đánh nhau, hẳng định không có vấn đề gì, nhưng thao tác loại to sát đặc thù này, tuyệt đối không so được với tĩnh sư định. Mỗi nghề có cao thủ riêng. Ở phương diện lái cơ giáp, Tĩnh Chi hiểu tuyệt đối năm ba vạn. Nó chấm một không làng bổn tọa thất vọng, quân thường tiếu gật gật đầu, rất nhanh họa phong biến đổi, rít gào. Vì sao phải chém chiến hạng? Một chiếc chiến hạng có thể dùng cho di chuyển trong vũ trụ tuyệt đối giá trị xa xỉ, cứ như vậy bị chém mất, thật sự lãng phí. Tổng, ngay lúc này, lại có tiếng nổ mạnh truyền đến. Quân thường tiếu cứng ngắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiểu Thiên thí ma lại đứng ở phía sau một chiếc chiến hạng. ánh sáng vụ nổ mang số 66 phụ trợ tỏa sáng lấp lánh. Lại, nổ một chiếc cầu thẳng tựa vào trên ghế tay ôm ngực nói con mẹ nó khó chịu dết dết đám người lý thanh dương không cam lòng tĩnh sư đệ một mình biểu diễn đều bùng nổ tu vi xung phong tới trong lúc nhất thời thuộc tính hội tụ trong vũ trụ huyết tán tựa như sóng biển vì diện cấp hai thực lực chỉnh thể không cao tù hạ thiên ma hoàng phái tới chấn áp cũng không tính là quá nhiều cho nên hoàn toàn không thể mang đến uy hiếp cho vạn cổ tông hơn nữa con có hiểu thiên thí ma loại cơ giáp tràn lập nghi cảm khoa học kỹ thuật này là thực sự khủng bố một đao qua đi không chỉ lay động không gian còn mang đi mảng lớn binh sĩ có thể nói lập thần giết thần lập ma giết ma lãi rồi quân thường tiếu phấn khởi không thôi nay từ đầu hắn không ung hy vọng dù sao mới hai vạn giá trị thương thành cho dù có tác dụng chỉ sợ cũng chỉ mạnh hơn thần hủy diệt bóng đêm một chút kết quả loại sức chiến đấu tùy ý chém nổ chiến hạn này khẳng định thực sự thơm ngon nha đã sớm nói mà hệ thống nói mua đồ thương thành không chịu thiệt, mua không mắc bẫy. Chết. Ngay lúc này, hào quang đen xì từ chiến hạm chính của quân địch bay ra, phát ra ma khí cùng sát khí nổi giận. Hạng trưởng chiến hạm số 9, thực lực ti so ra kém bị quân thường tiếu tiêu diệt, nhưng cũng tính là thiên cơ cảnh hàng thật giá thật. Mục tiêu của gã là hiểu thiên thí ma, dù sao chiến hạm nổ thì nổ, binh sĩ chết thì chết, hoàn toàn chính là bà thân tên to sát kia đang biểu diễn. Tít tít. Khoang điều khiển vang lên tiếng cảnh báo, Tĩnh Chi hiểu tiêu diệt một đám binh sĩ thấy trên màn hình có lực lượng cường đại đột kích, lập tức xoay người. Dương ngang đào lên, cười lạnh nói. Cá lớn ra rồi, ngủ, ngủ, ngủ. Hạm trưởng vung tay lên, ma khí giống như hóa thành những viên đạn pháo, tét xuống như mưa rào. Hiểu thiên thí ma vung đao. Ở phía trước mặt đan ra tầng đao kín không kẽ hở. Ẩm ầm ẩm, tầng ẩm ẩm. Đạn pháo ma khí điên cuồng tấn công, đều bị lần lượt phá giải. Tô tiểu mặt thấy thế, Ông đầu nói. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Đổi làm mình, khẳng định không thể chống lại nhiều đạn pháo như vậy. Kết quả lại bị một bộ cơ giáp dễ dàng hóa giải. Nếu người khác cờ khoang điều khiển, nhìn thấy màn hình có thể khóa mục tiêu năng lượng đột kích, nhất thời sẽ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải tĩnh sư điện mạnh, mà là khoa học kỳ thuật mạnh. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận kỳ thuật của tĩnh chi hiểu. Lần đầu tiên thao tác đã mang hiểu thiên thí ma đùa mịch thuần thục, thật sự có chút yêu nghiệt. Hiểu thiên phách không chảm, sau khi hóa giải hào quang ma khí rậm rạp, Tĩnh Chi hiểu thao túng cơ giáp bay qua, hai tay cầm đao đột nhiên bổ về phía hư không, một ánh đao dày nặng như xé rách không gian chém tới. Một đao này chém ra uy lực rất mạnh, nhưng không ẩn chứa thiên địa thuộc tính. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ giáp hành động cùng bùng nổ, tất cả đều dựa vào nguồn năng lượng tiến hành chuyển hóa, hoàn toàn có thể phân loại ở trên cấp bậc lực lượng. Không có khả năng, Hàn Trường số 9 trợn mắt, không có bất cứ thiên địa thuộc tính nào bùng nổ không có bất cứ võ đạo áo nghĩa nào tồn tại tên to xác nhìn qua như tảng đá chỉ bằng ma lực đã có thể xé rách không gian vũ trụ thế này cũng quá dạ người rồi tinh không chiến hạng cũng là do nguồn năng lượng tiến hành thúc đẩy nhưng càng nhiều lại ỉ lại vào hệ thống trận pháp hiểu thiên thí ma là sản phẩm khoa học kỹ thuật thật sự trải qua khoa học chuyển hóa bùng nổ ra lực lượng không thuộc thế giới võ đạo cũng có thể lý giải tương tự trước kia dùng ngắm ma pháp cải tạo pháo giã chiến các loại vũ khí nóng cũng không có thiên địa thuộc tính nguyên lý vận hành thao tác chúng nó là lấy nguồn năng lượng thế giới cao võ để thúc đẩy sản phẩm khoa học kỹ thuật trong đó bao trùm rất nhiều công thức có rảnh ta sẽ liệt kê ra ầm đao khí bá đạo trực tiếp dán bảo vai từ trước mặt hạng trưởng số 9 quét qua đùng nổ sóng khí sợ hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phương diện tâm tính vừa sợ khi thế liền rơi vào thế yếu trái lại tĩnh chi hiểu đã hòa hợp một thể với hiểu thiên thí ma thì máu thưa đốt lập tức cầm đao lao tới bóng đao đầy trời phát thiên cái địa ép tới ầm ầm hai bên nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu. Hàn trưởng số 9 càng đánh càng kinh hồn táng đảng. bởi vì tên to xác kia từ đầu đến cuối cũng chưa bùng nổ thiên địa thuộc tính, hoàn toàn dựa vào lực lượng chiến đấu với mình. Không đúng, khẳng định có ẩn tình, hoặc là đối phương đang cố ý trêu chọc mình, căn bản chưa đánh thật. Nhi đến đây, Hàn trưởng số 9 càng hoảng. Do so chiêu giữa cao thủ đấu là tâm tính cùng chi tiết, phàm là xảy ra chút vấn đề liên phi thường chí mạng, huống hồ hiểu thiên thí ma có chuẩn xác, thân tích sơ hở mọi phương vị, cho nên tĩnh chi hiểu bắt lấy thời điểm đối phương hoảng hốt trực tiếp mang nguồn năng lượng tiêu hao nâng lên đến mức tận cùng Tạo ánh đao chém tới mục hào quang bùng nổ lướt qua trong nháy mắt tích tích tít nguồn năng lượng còn lại năm nguồn năng lượng còn lại năm tiếng cảnh báo ra sức vang lên ở khoang điều khiển tĩnh chi hiểu tháo mũ giáp cầm lấy gì là bên cạnh cuối đồng điểm hỏa tựa vào trên gối khí từ từ phun ra vòng khói đói bẩm báo tông chủ mục tiêu đã đánh gục man ảnh kéo ra xa hiểu thiên thí ma tạo thế nắm đao đứng ở vũ trụ hàn trưởng số 9 lơ lửng sau lưng nẻ mặt gã dại ra xoay người gia nan mở miệng nói cật nhanh phốc khe hở nhỏ bé hiện lên ở giữa mi tâm từ trên cao lăn tràn xuống toàn thân sau đó ầm một tiếng nổ tung tại chỗ hoàn toàn không cho người ta cơ hội nói cho hết lời quân thường tiếu thấy thế cầm lấy bộ đàm nói thu được trên mặt tĩnh chi hiểu hiện lên mỉm cười hai hàng nước mắt không ngăn được chảy ra đây không phải đau lòng đây là vui quá mà khóc sau khi bày ra giá trị của mình cho tới nay vô luận hắn hai đệ tử khác đều sống ở dưới hào quang đệ tử hạch tâm không phủ nhận các sư huynh rất yếu tố nhưng thân là một đệ tử vạn cổ tông ai không muốn có nhiều cảnh chút ai không muốn dùng thực lực báo đáp tông chủ tĩnh chi hiểu cùng tác giả có giao dịch không thể cho ai biết có nhiều kịch tình như vậy cũng không phải tùy tiện lấy việc vớ vẩn của đệ tử không quan trọng mà kéo dài chương mà là đại biểu ảnh thu nhỏ của tập thể đệ tử không có tên chưa từng xuất hiện hôm nay bổn tọa tuyên bố tĩnh chi hiểu được trao tặng danh hiệu vạn cổ tông thủ tịch cơ giáp sư quân thường tiếu cao dạng tuyên bố tĩnh chi hiểu tựa vào trong khoang điều khiển lệ chảy xuống như suối trào nếu mọi người dứt tưởng tượng thật sự có hạn có thể tham khảo một màn giãn thiên cửu sau khi nói ra tôi nuôi cô nha liễu phiêu phiêu ngồi ở trên taxi khóc nếu lại kèm theo đoạn nhạc điện đó liên căng có cảm giác hơn Phiên vua hài kịch của cho tinh trí giãn thiên cửu liễu phiêu phiêu do trương bà chi thủ vai tầm các cao tầng cùng đệ tử vạn cổ tông giết quên cả trời đất một hai canh giờ sau chiến đấu kết thúc mọi người bắt đầu thuần thục thu nạp vật phẩm thắng lợi quân thường tiếu luôn tân thủ nguyên tắc bắn một phát súng đổi một chỗ sau khi dọn dẹp chiến trường liền mang theo mọi người rời khỏi ân nhân đại ân nhân võ giả vị diện được cứu đều hô to cũng nhớ thật kỹ vạn cổ tông đinh chúc mừng ký chủ cứu phất giới khiến sinh linh mang ơn phù hợp phạm trù chinh phục của nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ hoàn thành 10% sao mới cho hai điểm. Quân Thường Tiếu đã liên tiếp diệt 3 hạn đội của Thiên Ma Hoàng. Cái thứ nhất cho 3%, cái thứ hai cũng cho 3%. Một cái này chỉ cho 2%, thật sự có chút không thể tiếp nhận. Hẳn là dựa vào cấp bậc vị diện để cho, hệ thống suy đoán. Nếu cứu được một vị diện có thể so với hiên viên giới, có phải cho càng nhiều hay không? Quân Thường Tiếu nói. Có lẽ. Hệ thống lo lắng nói nhiều sẽ có sai sót, cho nên nói phi thường cẩn thận. Quân Thường Tiếu nói còn phải nghĩ nhiều hơn cho vị diện mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tông chủ tĩnh chi hiểu từ bên ngoài đi vào lau đi nước mắt chưa khô nhếch miệng cười rạng rỡ hoàn toàn không còn ủy oải cùng tinh thần xa suốt của ngày hôm qua hiểu thiên thí ma tính năng như thế nào quân thường tiếu hỏi quá mạnh rồi tĩnh chi hiểu phấn khởi nói sau khi trải qua lần đầu lái thử cùng với chém giết hắn thậm chí có ý niệm lái cơ giáp đơn đấu dạ tinh thần đi đi quân thường tiếu phất tay nói quét nhà xí vâng Tĩnh Chi hiểu sai người, nhưng lại vội vàng quay đầu, nói. Tông chủ, đệ tử còn cần đi quét nhà xí sao, nói lời thừa, quân thường tiếu hướng về phía hắn giết vào. 20 chiếc chiến hạm bị chém năm cái, tổn thất lớn như vậy ngươi không lấy quét nhà xí hoàn lại, chẳng lẽ còn muốn để bổn tọa đi thay ngươi sao, không? Trường hợp tương tự xuất hiện một lần nữa, tĩnh chi hiểu bị vài tên đồng môn nâng đi, trên đường. Hắn lớn tiếng gào lên, ta lần sau tuyệt đối không chén chiến hạm nữa, tông chủ, xin cho ta một lần cơ hội nữa. Chương 1850. Tồn tại Thiên Ma Hoàng Kiên Kỵ. Trong hoàn cảnh tương tự tế đàn, một bóng đen khoanh chân mà ngồi, cái tay khô gầy lộ ra bên ngoài run lên khay khẽ, hiển nhiên phi thường tức giận. Ngô Hoàng, thủ hạ đứng ở nơi xa trong lòng run sợ mang lời sau đó nói ra. Ba hạm đội tất cả đều là bị vạn cổ tông tiêu diệt, một đám phế vật, bóng đen nâng tay. Hào quang phun trào. Ẩm, tên thủ hạ báo cáo kia đập mạnh vào trên vách tường, máu tươi điên của phun ra trượt rơi xuống thông báo hạm đội khác giọng bóng đen âm trầm lạnh lẽo nói cho dù mang thương vân hệ lật cái đáy hướng lên trời cũng phải mang vạn cổ tông tìm ra nghiền thành bột phấn vâng thủ hạ kéo thân thể bị thương nặng rời đi mới vừa đi ra khỏi căn phòng bí mật một người trẻ tuổi lao tới bị quỳ ở trên mặt đất xé tim xé phổi nói ngay vì sao phải giết mục cần không sai là lang lệ từ mạo uyên cốc đi ra nó lấy mạng của mình đổi về mạng của ngươi đây là lý do bóng đen thản nhiên nói đã được xưng là nghĩa phụ như vậy tự nhiên chính là thiên ma hoàng hệ thống nói đúng người này tổn thất một phân thân quả thực mang đến ảnh hưởng cho bản tôn nếu không sẽ không ngồi xếp bằng ở trong phòng bí mật chữa thương không lang lệ trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất thiên ma hoàng nói nếu như bị tình vây khốn sớm hay muộn sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục nghĩa phụ. đừng nói nữa trở về tu dưỡng cho tốt ngay vũ trụ thanh chiến mở ra phải mang quán quân cầm về cho vi phụ lăng lệ lảo đảo đứng lên giống như mất đi linh hồn từ nhỏ trải qua chén giết tàn khốc mà sống sót cả đời có thể dùng hắc ám để khái quát thẳng đến khi gặp được một tia sáng mới có chỗ dựa cùng động lực hôm nay vĩnh viễn mất đi rồi vạn cổ tông lang lệ siết chặt nắm tay trợn mắt muốn nứt nói lang lệ ta cùng các ngươi không chết không thôi hắn mang cái chết của mục cẩn quy tội trên người vạn cổ tông bởi vì không có tông môn này mình hoàn toàn có thể đạt được quán quân giải đấu tinh hệ, có thể được mỹ phụ ca ngợi, mà không phải bị đưa đi ma nguyên cốc, mà không phải liên lụy người yêu chết đi. tức giận, sát ý, tràn ngập ở trong thân thể cung thức hải, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng. lực lượng tình yêu có thể thay đổi một người, tương tự cũng có thể tích phát một người. thiên ma hoàng lưu ý biến hóa của lăng lệnh, thầm nghĩ, hy vọng ở trên giải đấu vũ trụ, nó có thể mang lửa giận phát tiết ra ngoài. mô hoàng, ngay lúc này, mô thủ hạ tới báo cáo. Dạ Vương Minh tựa như thu được tiếng gió, phái rất nhiều cường giả tới Thương Vân Hệ. Ồ, biết rồi, Thiên Ma Hoàng thản nhiên đáp, tựa như ở trong dự đoán. Mô Hoàng, lão giả tương tự mưu sĩ đi tới, khó hiểu nói. Dạ Vương này khắp nơi đối nghịch với chúng ta, thậm chí liên hợp vì diện khác hình thành đồng minh, vì sao không thanh lý nó? Không phải không muốn, Thiên Ma Hoàng nói. Mà là kiên kỵ, mưu sĩ ngạc nhiên nói. Vũ trụ thự tầng còn có tồn tại hoàng của ta kiên kỵ, chỉ lấy thế lực mà nói bổn hoàng không sợ bất cứ vị diện nào nhưng nếu lấy tu vi mà nói Dạ vương này thực lực sợ không ở dưới ta thiên ma hoàng nói mô hoàng từng giao thủ với hắn ngư sĩ hỏi chưa ngư sĩ nói thầm trong lòng đã chưa từng giao thủ vì sao sẽ kiên kỵ ngươi từng nghe nói vị bạc tử hay chưa từng nghe nói vị bạc tử từng bói một quẩy cho dạ vương nói hắn chính là cường giả duy nhất của vũ trụ thượng tầng có tư cách bước vào suốt đời đường thiên ma hoàng nói Ngư sĩ vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, cho hắn hiểu biết, vị bạc tử ngươi cũng như tên, vị bạc tiên chi biết trước, tính không bỏ sót. Đã nói như vậy, đủ để đại biểu Dạ Vương không tầm thường. Theo thuộc hạ thấy, Ngư sĩ nói, "Vị bạc tử chỉ sợ không tính được, ngô hoàng đại nhân về sau sẽ ngang trời xuất thế nhỉ, tính đến rồi." Thiên Ma Hoàng nói. Từng tin đến bổn Hoàng, trên mặt Ngư sĩ hiện lên sự chấn động. Nếu nói từ trong miệng người khác nói ra, hắn còn có thể sinh ra nghi ngờ, truyền lệnh xuống, Thiên Ma Hoàng cân nhắc một chút, nói: "Giám thị nhân Mã Dạ Vương Minh mọi lúc, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo, vâng, bưu sĩ lui ra." Thiên Ma Hoàng quay về căn phòng bí mật, hắn chưa tiếp tục điều dưỡng thương thế, mà là đứng ở khu vực trung ương, nếu lại một màn vị bạc tử năm đó tìm đến mình. "Xin lỗi." Cho dù ngươi thống nhất toàn bộ vị diện cũng sẽ không thay đổi bố cục vũ trụ, vì sao? Bởi vì ngươi không có tư cách." Cho cười, "Bổn hoàng nếu không có tư cách vũ trụ thượng tầng còn có ai có tư cách thay đổi bố cục ai có thể thay đổi vũ trụ bố cục ta không thể suy tính ra nhưng có thể khẳng định chỉ có ngươi không có tư cách bởi vì sát tâm quá nặng tàn bạo bất nhân không phù hợp thiên đạo định luật nhi đến tận đây thiên ma hoàng ánh mắt lạnh lùng nói ngươi đời nói ngươi biết trước tính không bỏ sót bổn hoàng nhất định phải dùng hành động nói cho ngươi ngươi có thể tính chúng sinh tính thiên địa duy chỉ có không tính được thiên ma hoàng ta đại điện vạn cổ tông Quân Thường Tiếu tựa vào trên ghế thống khổ ôm ngực, Lẽ ra lại tiêu diệt một chiến hạng, hắn nên vui vẻ mới đúng. Vì sao nhìn qua khó chịu như vậy? Bởi vì căn cứ viên công tử thống kê mới nhất, vì nạp đầy năng lượng khởi động Hiểu Thiên Thí Ma, tổng cộng tích lũy chuyển vận hơn một tỷ thượng đẳng linh thạch. Không được, Quân Thường Tiếu thống khổ nói, tim ta đau quá. Giải quyết một tên thiên cơ cảnh đủ để chứng minh sức chiến đấu của Hiểu Thiên Thí Ma, nhưng nguồn năng lượng tiêu hao thật sự khủng bố. Tất nhiên vạn cổ giới tồn tại không ít mỏ linh thạch lấy thân phận giới chủ của hắn hoàn toàn gọi là đến nhưng một lần thiếu đốt mấy tỷ đổi ai cũng không mánh vác được khó trách rẻ như vậy quân thường tiếu ở trong lòng giết gào cầu thạng vốn tính trở giá trị thương thành thành giá trị công hiến điên cùng mua loại cơ giáp này bây giờ triệt để đánh mất ý định dù sao một chiếc hơn một tỷ mấy chục trăm cái chẳng phải trong nháy mắt táng ra bại sản Đừng nóng vột hệ thống an ủi có lẽ về sau có thể quét ra phiên bản tiết kiệm năng lượng thì sao một số trường hợp nào đó nó là ra sức châm chọc nhưng quan hệ đến thương thành tiêu phí sẽ là ra sức an ủi có thể nói kẻ theo chủ nghĩa siêu hiện thực ta tin ngươi được à lúc này thái huyền lão nhân đi tới nói có thể để trận pháp đường chúng ta nghiên cứu hiểu thiên thí ma một lần hay không loại sản phẩm công nghệ cao này với lão mà nói quả thực chính là thứ yêu nhất hận không thể lập tức tháo rỡ tỉ mỉ nghiên cứu cấu tạo bên trong đúng rồi quân thường tiếu vỗ ót nói có thể cho sư tôn thử cải tạo từ tiêu hao cao biến thành loại hình tiết kiệm năng lượng, cầm đi đi, không, 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 bên ngoài trận pháp đường, tiễn chi hiểu nắm chặt, đau khổ khóc lóc, đám người Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ thiếu chút nữa không kéo đi được. Các vị, thái huyền lão nhân mặc áo dài trắng, đeo khẩu trang chuyên nghiệp, tay trái cầm bảng, tay phải lấy kìm, giọng điệu sâu xa nói. Bắt đầu đi, vâng, thành viên nhóm nghiên cứu gật đầu, sau đó triển khai các loại công cụ cháo rỡ, sóc xong, xong đi về phía bộ hiểu thiên thí ma đứng ở trên diễn võ trừ rắc 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 xẹt 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 ong 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 tiếng khoan tay tiếng súng hơi tiếng trục xoay liên tiếp vang lên không tĩnh chi hiểu khóc lóc rãi ruộng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảm chân thành so với vợ còn quý giá hơn bị lần lượt tháo rỡ cuối cùng trở thành khung xương lớn chương 1851, dạ vương minh không thể tưởng tượng trong trận pháp đường thái huyền lão nhân cầm kính lúc cúi lưng tỉ mỉ đánh giá mỗi khối cơ giáp tháo dỡ xuống sự chấn động trong lòng cao thêm mãnh liệt tác phẩm nghệ thuật phạm giã tử lấy tay sờ sạng một cái đinh tinh ngạc than thở tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ quân thường tiếu ngồi ở bên cạnh lắc đầu loại sản phẩm khoa học kỹ thuật này hắn thường xuyên ở hoạt hình hoặc phim ảnh nhìn thấy tự nhiên sẽ không ngạc nhiên hai vị quân thường tiếu hỏi có thể mô phỏng không rất khó thái huyền lão nhân cùng phạm giã tử trong miệng một lời thật ra hai người cũng rất muốn mô phỏng nhưng thực lực hoàn toàn không cho phép. Từ từ nghiên cứu, quân thường tiểu nói. Không vội, cầu thạng cũng không trông cậy vào hôm nay tháo rỡ cơ giáp. Ngày mai có thể làm ra hàng nhái, dù sao khoa học kỳ thật cùng võ đạo có khác biệt quá lớn, cần lượng lớn thời gian tìm hiểu. Hiểu thiên thí ma xuất hiện, mang đến dẫn dắt cho Thái Huyền lão nhân cùng phàm giã tử, mở rộng nhận biết, cho dù về sau không nỡ thiếu đốt linh thạch khởi động, chỉ cần đặt ở đây cho bọn họ nghiên cứu cũng đáng. khổ Tĩnh chi hiểu, vừa mới sướng một phen, kết quả cơ giáp bị dỡ thành tám mảnh dẫn tới lúc quát dọn nhà vệ sinh mỗi khi nhớ tới hình ảnh tháo rỡ sẽ là nước mắt rơi như ngược. vô cùng đau đớn tít 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 trong khoang điều khiển tàu vạn cổ thường xuyên vang lên tiếng nhắc nhở trên bản đồ vũ trụ hội tụ không ít điểm sáng đa xen ngang dọc bao phủ mảng lớn vũ trụ tông chủ thượng quan hâm ra nói đây là đang tìm chúng ta ồ quân thường tiếu tựa vào trên ghế cua cua lý đế chân dài nói liên tiếp bị diệt nhiều hạm đội như vậy kiên ma hoàng khẳng định có hành động may mà sớm phát hiện máy dấu ở trong tàu vạn cổ bằng không chúng ta giờ phút này sợ sớm đã bị bao vây thượng quan hầm giao nói không sai tình huống quân thường tiếu bây giờ chẳng khác nào bản thân trong bóng tối Trên hạm thiên ma hoàng phái đi ở chỗ dáng chỉ cần cố ý tránh đi khẳng định sẽ không bị bọn họ chặn được chính là như thế mới dám liên tiếp ra tay bằng không sớm giúp ở vạn cổ giới lén lút phát triển đừng bị bọn họ phát hiện Quân thường tiếu hạ lệnh nói. Tiếp tục bắn xong một phát đổi một chỗ. Vâng, một đoạn thời gian kế tiếp, tàu vạn cổ tự như u linh xuất quỷ nhập thần lượn lờ ở trong thương vân hệ, chưa bao giờ xảy ra xung đột chính diện với đại bộ đội thiên ma hoàng. Ngẫu nhiên gặp được lạc đàn mang nó tiêu diệt. Dần dần, chiến hạng thu được đột phá trăm chiếc, hội tụ ở vạn cổ giới, hình thành một tiên phong cảnh hoành tráng. Thành viên trận pháp đường tăng ca thiên giờ tiến hành cải tạo, sau đó lấy đệ tử để phân biệt đặt tên, phương diện thiên ma hoàng lần lượt kịp thời đưa tới chiến hạng quy cách cao không thể nghi ngờ làm đủ chuẩn bị cho quần thể hạn đội khổng lồ sau này hàng lâm tinh linh giới đương nhiên người ta cũng không phải kẻ ngốc dần dần ý thức được bị cướp đi chiến hạng mãi lục tục bắt đầu trở nên cẩn thận kẻ địch càng cẩn thận cơ hồ càng ít quân thường tiếu không ngừng điều chỉnh sách lược luôn sợ bị đối phương tóm được có đôi khi trốn một lần là mấy tháng treo nhiều lần nhằm vào thiên ma hoàng bảo toàn vị diện khác không bị diệt ba chữ vạn cổ tông bắt đầu truyền ra ở thương vân hệ thậm chí được rất nhiều vị diện coi là đại cứu tinh, đại anh hùng. Nhưng mà, không phải toàn bộ vị diện đều có thể được quân thường tiếu cứu. Ở trong thời gian ngắn nguồn nửa năm, vị diện chịu khổ thiên ma hoàng chân áp nhiều tới 10 cái, mà con số còn có thể tiếp tục tăng lên. Xin lỗi. Tàu vạn cổ cho ở bên ngoài vị diện bị hủy diệt, quân thường tiếu đứng ở khoang điều khiển, bất đắc sĩ nói. Ta rất muốn làm đại anh hùng cứu vớt vũ trụ, nhưng năng lực thật sự có hạn, ngủ, ngục, Ngay lúc này, trong vũ trụ hắc ám vô tận đột nhiên bắn ra mấy luồng hào quang tựa như tên lửa xuyên lục địa khóa mục tiêu tàu vạn cổ lấy tốc độ xé rách không gian bắn tới thượng quan hâm dao vội vàng thay đổi phương vị trên hạm hình thể to lớn nháy mắt trình diễn ra vở diễn hay cực hạn tránh né bị thiên ma hoàng phát hiện rồi đây là suy nghĩ đầu tiên của quân thường tiếu như nhìn về phía khu vực hào quang bay tới lại phát hiện ba người áo đen mang mặt nạ từ trong vũ trụ như ẩn như hiện đi đến nhìn từ hình thái hẳn là nhân loại ai ngươi đeo mặt nạ đồ đen đi dẫn đầu phía trước thở dài vẫn là tới chậm một bước một cái vị diện nói diệt liền diệt quả thực táng tận thiên lương võ giả bên phải lạnh nhạt nói quan thân dần dần tràn ngập sát ý cho nên võ giả bên trái rút kiếm ra khỏi vò chỉ hướng tàu vạn cổ nói loại hành vi tội ác sâu nặng này phải do chúng ta chế tài ba người ngươi một lời ta một câu khiến quân thường tiếu nhất thời hiểu đây là bị nghĩ lầm mình diệt vì diện thậm chí bị cho rằng là tay sai của thiên ma hoàng đừng nhiều lầm cầu thạng giải thích vì diện này không phải bổn tọa diệt dám làm không dám nhận người áo đen nâng kiếm cười lạnh bổn tọa không làm vì sao phải nhận quân thường tiếu thản nhiên trả lời ngươi có thừa nhận hay không đã không sao cả bởi vì nam tưởng dưa kiếm ánh mắt lạnh lùng mấy đạo kiếm khí bắn đến nơi đi qua không gian bị cắt xét ra vết kiếm sâu dài tông chủ thượng quan hong giao cả kinh nói trốn không thoát ầm tổng đúng lúc này vũ chủ tinh không đột nhiên nổ tung kiếm khi đánh tới bị phá hủy toàn bộ chỉ thấy quân thường tiêu tóc dài bay bay đứng ở trong đó lạnh nhạt nói các ngươi mắt ngủ không thấy bên trên có khắc vạn cổ tông hình ái tảo vạn cổ ti có điểm tương tự với chiến hạng của thiên ma hoàng nhưng dù sao khắc ba chữ to vạn cổ tông huống chi gần đây mình luôn luôn tìm đối phương gây hấn đã cứu không ít vị diện phàm là có chút đầu óc có chút chỉ số thông minh đều sẽ không nhận lầm nhì đóng giả một cái tông môn làm việc táng tận thiên lương võ giả cầm đầu thản nhiên nói thiên ma hoàng có thể làm ra quân thường tiếu ở trong lòng mắng từ không có đầu óc không có chỉ số thông minh các vị võ giả cầm đầu nói chúng ta đã gặp thì nên tuân thủ minh ước quy định thay trời hành đạo diệt trừ gian tà lời vừa nói ra được hai người khác đồng ý đều bùng nổ tu vi mà nó quân thường tiếu mắc mồm nói các ngươi rốt cuộc là ai võ giả cầm đầu rơi lên một khối đệnh bài nạm vàng bên trên khắc chữ dạ nói dạ vương minh dạ vương minh Quân Thường Tiếu cố gắng tự hỏi Cố Đại Thúc từng giảng giải cho mình chuyện có liên quan vũ trụ thượng tầng, cuối cùng ra kết luận là chưa từng nghe nói. Ngủ, ngay lúc này, võ giả cầm kiếm ép tới. Kiếm khí đầy trời tựa như sao băng từ phương vị khác nhau bắn đến, chỉ nhìn từ kiếm thế đủ để so sánh thiên cơ cảnh. Bổn tọa ghét nhất bị hiểu lầm, Quân Thường Tiếu lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt đao, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Cho dù các ngươi là kẻ địch với Thiên Ma Hoàng, ầm, ầm." Ánh đao lóe lên, kiếm khí phá hết tiểu tử này thực lực không kém võ giả cầm đầu kinh ngạc nói võ giả bên cạnh nói thiên ma hoàng có gan xương bá vũ trụ thượng tầng tay sai dưới chứng tự nhiên không kém đối phó loại người gian tà này chúng ta cũng không cần để ý quy củ giang hồ ngủ ngủ hai người từ bên cạnh vòng qua nhìn từ khí tức bùng nổ hiển nhiên cũng là thiên cơ cảnh một cân ba có chút thú vị quân thường tiếu vẻ mặt cạn lời lan phong vạn phòng chưa bị thiên ma hoàng tìm được kết quả lại bị vương bát minh nào đó chặn lại không thể tiếp nhận nhất là thế mà lại bị nhận chỉ là tay sai của tên kia con rùa con ba ba ma hàm ý trời rùa phỉ báng được rồi vậy thì chơi thôi chương 1852 kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu tinh không sụp đổ cù phong lào thét năng lượng cuồng bạo tựa như hồ quang không ngừng tràn ngập ba bóng người đứng tạo thành hình tam giác khi tức cường đại tràn ngập toàn thân toàn bộ không gian cũng kịch liệt run rẩy nhìn từ khung cảnh trời sập đất nước nơi này hẳn là vừa trải qua một hồi kịch chiến đã nghiên quân thường tiếu nhất miệng cười lên giờ phút này hắn ngồi ở trên một khối vẫn thạch vỡ vụn nếu lại đặt ở bên người vò rượu độ ngầu liền lập tức tăng vọt lên một cân ba cầu thẳng hoàn toàn không sợ biểu cảm trên mặt ba cường giả dạ vương minh dần dần âm trầm vì diệt trừ hạng người dân tà này bọn họ không tích gác lại thân phận lấy nhiều đánh ít kết quả thế mà không chiếm được yêu thế các ngươi không thắng được ta quân thường tiếu khuyên nhủ không bằng thôi đi tiểu tử chớ cuồng tên kiếm tu kia đột nhiên vung bội kiếm ra hai tay nhanh chóng kết ấn mái tóc dài và trường bào gào thét bay múa quát to Cử tiêu huyền kiếm kinh thiên biến vù 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 tựa như thiên địa luân hão kiếm thấy khí nuốt núi sông bùng nổ nhanh chóng bao phủ thanh kiếm sắc bén cho ở trên không khiến nó không ngừng bành trướng không ngừng khuếch đại cuối cùng giống như một ngọn núi dốc đứng dựng ở trong vũ trụ lão hạc dùng sát chiêu rồi một chiêu cửu tiêu huyền kiếm kinh thiên biến này uy thế so với trước kia càng mạnh hơn trên mặt hai cường giả khác hiện ra chấn động làm bạn làm đồng nghiệp chứ không nói kiếm chiêu thật sự so với trước kia mãnh liệt hơn hay không ít nhất phải thổi phồng lẫn nhau một phen xì quân thường tiếu khinh thường cười loại chiêu thức hóa kiếm thành núi này mình cũng sắp dùng nát rồi được rồi quân thường tiếu đứng lên triệu gia trí chăn tiên kiếm nói bổn tọa hôm nay để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm chiêu ngủ tung người bay lên kiếm châu vũ trụ mục kiếm thế cường đại từ quanh thân quân thường tiếu tràn ra dần dần bao phủ trí chân tiên kiếm sau đó hóa thành hình thái chùi lớn tiếng hát kinh lôi tu vi thông thiên này trời sập đất nứt từ kim chùi xong rồi hệ thống nói miểu sát hạ trong chớp mắt vì sao nói như vậy bởi vì ký chủ chỉ cần mở cổ họng đừng nói thiên đạo không chống đỡ được lục đạo cũng không được nhưng mà hệ thống sữa độc lại phát công. Sau khi quân thường tiếu hô lên chữ chùi, ba cường giả dạ vương minh vẫn đứng ở tại chỗ, tựa như hoàn toàn không chịu âm luật lan đến. Quả nhiên, cái gọi là mở miệng hát đòi mạng, chính là pha trò, đối mặt cường giả chân chính, tân bản không thể lay động tâm cảnh, loại tốc bộ thay đổi ý tưởng này của hệ thống, quả thực làm cho người ta theo không kịp. Đương nhiên, quân thường tiếu cũng không phải muốn dùng thanh âm để nháy mắt hạ gục đối thủ. bổ ý hắn là muốn dựa vào kiếm đạo để chế địch. Vù vù, vù 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 kiếm khí như đại chùi ầm ầm ép tới lấy phương thức bá đạo nhất bày rãy nhìn nát nhất mang cái gọi là cửu tiêu huyền kiếm kinh thiên biến kia đập nát bách phốc tên kiếm tục kia dạ vương minh phun máu tại chỗ ngươi như diều đứt dây bay ra lão hạc ngủ kiếm quang chật lóe cắt qua vạn giọng hai cường giả dạ vương minh tập trung nhìn liền thấy quân thường tiếu đã đứng ở trước mặt kiếm tu bắn bay ra chỉ chân tiên kiếm gác lên trên cổ đối phương lạnh nhạt nói phục không kiếm tu chưa nói gì bởi vì kiếm chiêu bị phá gặp cắn trả còn có các ngươi quân thường tiếu nói nếu không muốn để cho hắn chết mau buông vũ khí đầu hàng hai cường giả dạ vương minh vẻ mặt khó coi nhưng vẫn hoàn hoãn tán đi tu vi quân thường tiếu ở trong lòng cạn lời ba người này hẳn là nhân sĩ chính phái đối nghịch cùng thiên ma hoàng mình tùy tiện uy hiếp một tên đã khiến bọn họ đi vào khuôn khổ hành vi của họ tựa như thiểu năng dựa vào bọn họ cứu vớt vũ trụ hệ thống đánh giá là hoàn toàn hết phim quân thường tiếu tuy chỉ từng có một lần vập mặt với thiên ma hoàng hơn nữa còn là phân thân nhưng có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải nhân vật phản diện bình thường nếu phương diện chính phái không có chút người phi phạm đấu với hắn tuyệt đối tương đương chịu chết nhìn từ trước mắt dạ vương mình cái gì đó chỉ sợ khó gánh vác trọng trách cho nên hệ thống đóng vai phụ nói cứu vớt vũ trụ nhiệm vụ gian khổ như vậy còn phải dựa vào ký chủ đến hoàn thành có giá trị danh vọng cập nhật mới thương thành thêm đi trong thiên nguyên chấn ngục tháp ba cường giả dạ vương minh bị nhốt vào nhị nha triệu đậu đậu cùng đối luật cho rằng lại có việc làm ăn vội vàng bắt đầu chuẩn bị các loại đạo cụ kết quả lại bị quân thường tiếu dạn dò cần phải đối xử tử tế ba người tổ ba người ngục giam chỉ có thể yên lặng thu hồi roi chấn hồn nến đỏ thường trói tiên thật ra đây chỉ là hiểu lầm quân thường tiếu tin tưởng thời gian sẽ làm bọn họ rõ mình không phải là hạng người dân tả tiểu tử cư giả cầm đầu cả giận nói dạ vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi dạ vương quân thường tiếu dâng lên hứng thú ngồi ở trên ghế cười hỏi thần thánh phương nào minh chủ dạ vương minh một người khác ngạo mễ nói tồn tại duy nhất của vũ trụ thượng tầng dám chống lại thiên ma hoàng chủ tử ngươi cần thiết làm sáng tỏ một lần nữa quân thường tiếu nói ta không phải thủ hạ của thiên ma hoàng ta là kẻ thù của hắn cô tên kiếm tu bị thương kia cười lạnh một tiếng nói điều khiển chiến hạng thiên ma hoàng mới có nói mình không phải thủ hạ của gã Tực mang ba huynh đệ chúng ta coi là ngu ngốc không thể trách bọn họ thiểu năng chủ yếu vẫn là tàu vạn cổ cùng chiến hạng thiên ma hoàng quá tương tự võ giả trong sạch ai có thứ đồ chơi này chứ quân thường tiếu lười giải thích do hỏi dạ vương minh ở nơi nào hắn vẫn là lần đầu tiên biết được cái gọi là minh chủ dạ vương minh thế mà là tồn tại duy nhất có thể chống lại thiên ma hoàng tạm không nói đến đối phương đang chém gió hay không nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu nếu có cơ hội trái lại có thể kết giao một chút đây cũng là nguyên nhân vì sao phải đối xử tử tế ba tù phạm để tránh bằng hữu chưa làm được ngược lại thành kẻ địch lời nói khách sáo võ giả cầm đầu cười lạnh nói si tâm vọng tưởng quân thường tiếu cạn lời xem ra bổn tọa ở trong mắt các ngươi từ cùng thiên ma hoàng là cá mè một lứa mà thôi mà thôi lắc đầu nói hôm nay ba vị đã thành tù nhân mua sống sót không bằng nhanh chóng thông báo minh chủ nhà các ngươi cầm tiền đến thực người không nói chỗ ta có rất nhiều phương pháp khiến lão đại nhà các ngươi tới đây trừ phi không thèm để ý sống chết của ban vã thiên cơ cảnh tiểu tử võ giả cầm đầu lạnh nhạt nói ngươi một tên tay sai không có tư cách gặp minh chủ nhà ta quân thưởng tiếu đứng lên từ trong tay nhị nha cầm lấy roi chấn hồn một cước đá văng cửa ngục nổi giận đùng đùng đi vào nói bổn tọa hôm nay không trả đạp các ngươi nở từng đóa hoa đào các ngươi sẽ không biết hoa vì sao đỏ như vậy bốt bốp bốt 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 ta ha ngao 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 trong phòng giam tiếng roi cùng tiếng rít gào lúc trầm lúc bổng triệu động đậu cùng đối lật ngồi ở bên ngoài một người cắn hạc dưa một người ăn lạc nói ai đã nói phải đối xử tử tế ba người tông chủ sao lại tự mình động thủ thư phòng sau khi trà đạp ba cường giả dạ vương minh quân thường tiếu rất thoải mái nằm ở trên thế nhưng vẻ mặt dần dần nghiêm túc hẳn lên từ vừa rồi nói chuyện với nhau hàn ý thức được hai vấn đề Cứ nhất vạn cổ của mình tương tự với chiến hạng thiên ma hoàng điểm ấy tuy sớm đã biết nhưng trọng điểm vấn đề ở chỗ chiến hạng là từ tinh linh giới cướp được không cần nghĩ nữa hệ thống nói thiên ma hoàng cùng tinh linh giới khẳng định to gan lớn mật cấu kết thứ hai dạ vương minh này tựa như tự cho mình là trình phái cũng liền ý nghĩa trừ mình vũ trụ thượng tầng còn có thế lực khác đang phản kháng thiên ma hoàng nhanh chóng liên hệ hệ thống nói thêm một tầng lực lượng thêm một tầng nắm chắc dạ vương quân thường tiếu lắc đầu nói. Trung Quy chỉ là vương, vạn cổ tông ta còn có đế kìa, từ danh hiệu mà nói, vững vàng đè hắn một bậc, đế. Lấy đâu ra? Dạ đế, tên chữ tinh thần. chương 1853, tâm sự của dạ tinh thần. Hệ nào đó, giới nào đó, một ngọn núi lớn mây mù lợn lờ đang từ từ di động. Bên trên nhà cao cửa rộng, đình đài lầu cát, cho người ta một loại cảm giác phi thường chấn động. Núi, vì sao có thể di động? bởi vì ngọn núi này bị một con thú họ dù thật lớn kéo. Phàm là cường giả có nhãn lực, đều dễ nghe lập tức ý thức được, đây là bàn sơn thánh quy dù thánh chuyển núi vũ trụ thượng tầng cực kỳ hiếm thấy, trình độ hiếm có hoàn toàn không ở dưới côn. Ầm ẩm, tầm ẩm ầm, bàn sơn thánh quy hành động dị thường chậm chạp, nhưng giơ tay nhất chân có thể xưng là núi sập đất nứt. Con thú này sẽ không lui tới trong thế tục, sẽ chỉ tồn tại sơn dã, cho nên cho dù mang đến động tĩnh rất lớn, cũng sẽ không mang đến tai nạn cho sinh linh thậm chí có người trùng hợp gặp được, còn có thể chấp lại cầu nguyện, hy vọng được thánh quy phù hộ. Không, nói chính xác, hy vọng được ngọn núi lớn phù hộ. Cái này phải bắt đầu nói từ bảng hiệu trước sơn môn, khắc ba chữ dạ vương minh. Không sai, ngọn núi lớn này được bàn sơn thánh quy trở, có thể di động. Đó là căn cứ dạ vương minh quân thường tiếu lúc trước hỏi. Từ khi thiên ma hoàng làm hại vũ trụ thượng tầng, tổ chức có tính chất liên minh này liền gặp thời cơ mà sinh, thậm chí được toàn bộ vũ trụ thượng tầng coi là cứu tinh, vạn cổ tông cũng coi như cứu tinh nhưng trước mắt chỉ cực hạn ở thương vân hệ còn chưa khuếch tán đến tinh hệ khác miệng dạ vương phù hộ minh giới của ta không chịu thiên ma hoàng quấy rối bàn sơn huyền quy chậm rãi đi khoa một lão giả thành kính chắp tay nói lão là từ vị diện khác cố ý chạy tới chỉ hy vọng có thể được đến dạ vương minh che chở cúc cù cúc cù đột nhiên tiếng kêu tương tự bồ câu vang lên trên bầu trời sau đó liền nhìn thấy một luồng hào quang cắt qua không trung bay tới sau đó đáp ở trong một chỗ rừng trúc u nhã trên ngọn núi di động. Đó là con bồ công màu vàng, mắt chớp chớp đặc biệt có linh tính. Ôn muốn chết, trong phòng trúc, một người trung niên lôi thôi đi chân trần ra, bước ra mỗi một bước đều sẽ ngưng tụ gió xoáy ở tại chỗ. Mù, hắn đứng ở dưới một tàng cây, mang con bồ câu vàng kêu cúc cu gọi xuống, mặt xa sừng nói. Có dám mau đánh, lão tử còn buồn ngủ, cô cô cô, cô cô cô, bồ câu vàng líu diếu nói tiếng chim, biểu cảm trên mặt người trung niên từ mệt mỏi dần dần truyền thành nghiêm túc sau đó tung người nhảy hướng đại điện rộng rãi vô cùng phía trước bay đi thẳng đến lúc vội vã đi vào nói minh chủ lão lý cùng lão hạc bọn họ gặp phiền toái rồi ngủ ngủ vừa dứt lời trong mấy đỉnh núi khác bay tới mấy thạo hào quang có nữ tử vẫn còn quyến rũ có thư sinh tao nhã có lão giả mắt sáng như đuốc bọn họ bộ dạng và trang phục tuy có khác nhau nhưng tất cả đều khí tức hùng hậu có thể thấy được thực lực tất nhiên không tầm thường Ai làm, còn cần đoán sao, khẳng định thiên ma hoàng. Xen ra, lão này là muốn xé rách ra mặt với dạ vương minh ta rồi. Xé rách thì xé rách, lão tử sớm nhìn tên kia khó chịu, chỉ cần dạ vương ra lệnh một tiếng, bây giờ liền giết đến hang ổ của hắn, ngươi đánh lại thiên ma hoàng. Tết. Đánh không lại cũng phải đánh. Trung quy không thể để cho hắn không kia nể gì làm hại vũ trụ chứ. Mọi người đứng ở trong đại điện nghị luận, không khí trình thể tương đối giận dữ hiển nhiên đã mang đồng bạn gặp chuyện quy tội ở trên người thiên ma hoàng. Đương nhiên, nói tới nói lui. Tất cả vẫn phải nghe minh chủ. Ngủ, mọi người đợi nước chừng một lát, hào quang tựa như màn đêm tối đen từ bên ngoài bay tới, sau đó đáp ở trên ghế tựa vị trí đứng đầu trong điện. Tham kiến dạ vương, mọi người đồng loạt chắp tay hồ. Ngủ, bóng đen ngồi xuống, bởi vì quanh thân luôn bị thuộc tính màu đen bao phủ, cho nên khó có thể thấy rõ dung mạo cho người ta một loại cảm giác thần thần bí bí. Thiên ma hoàng cũng như thế, hóa ra phàm là người có năng lượng đều phải bảo trì cảm giác thần bí mới được quỳ tang dạ vương nói đi trương vân hệ điều tra rõ ràng thanh âm nghe qua bình thường không âm lãnh cũng không khàn khàn thuộc loại âm điệu rất bình thường rất bình thường ta đi á nam tử chân trần vẻ mặt cạn lời tam ca tuy cả ngày chân trần nhưng ở vũ trụ thượng tầng là có tiếng nhanh như điện chớp ngươi không đi ai đi nữ tử xinh đẹp cười nói có thể nói phong tình vạn trùng thiên ma hoàng đang chinh phục các vị diện lớn của thương vân hệ nếu gặp được làm sao bây giờ quỳ tam nói đánh thôi cha hắn tóc đỏ để chân nửa thân trên nói quỳ tam cạn lời ta nếu có da dày thịt béo như ngươi khẳng định chơi đến cùng với thiên ma hoàng đi đi dạ vương ngắt lời hai người nói đừng chậm trễ thời gian đi quỳ tam nói ta lập tức xuất phát rút lời xoay người rời đi đợi một chút dạ vương gọi hắn lại nói tiện đường lấy danh nghĩa bổn vương đi quy khư giới bái phòng quy khư kiếm thánh một lần hy vọng lão có thể vì thiên hạ thư sinh cân nhắc gia nhập dạ vương minh không có hy vọng thư sinh tao nhã lắc đầu nói quy khư kiếm thánh ẩn cư nhiều năm trừ vi thiên ma hoàng chủ động chưa chập lão nếu không sẽ không dễ dàng rời núi đám đầu cổ này thật sự quá cổ hủ rồi thiên ma hoàng ở vũ trụ làm sang làm bệnh bọn họ ai cũng khoanh tay đứng nhìn nữ tử xinh đẹp có chút giận dữ nói ai thư sinh bất đắc dĩ nói trên đời này có quá nhiều người chỉ lo quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ xương trên ngói nhà khác, không biết chờ tai nạn giáng xuống, ai cũng sẽ không thật sự làm được chỉ lo thân mình. Cho nên, nữ tử xinh đẹp lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Dạ Vương nói: "Ở lúc Nguy Nan binh chủ xuất hiện, do hắn dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể chiến thắng tà ác, trả vũ trụ một cái càn khôn trong lành." Mọi người bày tỏ cực kỳ đồng ý. Nói chính xác, cũng chính vì nhìn ra Dạ Vương là người phi phàm các cường giả đứng đầu hoàn toàn có thể ở vũ trụ thượng tầng một mình đảm đương một phía này mới sẽ coi hắn làm chủ sai đâu đánh đó ngủ trên ngọn núi di động quỳ ta một mình bay ra ngoài phương hướng đi chính là thương vân hệ dạ vương đứng ở ngoài đại điện khuôn mặt bị bóng tối bao phủ dần dần hiện ra một đôi ánh mắt quỷ dị tựa như đang nghĩ cái gì lại tựa như đang dối rắm cái gì vạn cổ tông quân thường tiếng mồi ở trong thư phòng đang nghiên cứu bí tịch võ học của hà vô địch chỉ thấy dạ tinh thần đẩy cửa tiến vào biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc. làm sao vậy, tông chủ đệ tử nghe nói ba người bị bắt giữ tự xưng dạ vương minh, oh. ồ biểu cảm trên mặt dạ tinh thần trở nên càng thêm nghiêm túc. ngươi từng nghe nói thế lực này, dạ đế lặng lẽ. ở trong hiện thực hắn cũng chưa từng nghe dạ vương minh, nhưng ở trong ảo cảnh thiên diễn giới từng nghe nói dạ vương, thậm chí mình chính là dạ vương. dạ vương này cùng dạ vương minh, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra có liên quan nhà tinh thần quân thường tiếu có điều phát hiện, do hỏi ngươi có phải có tâm sự gì hay không tông chủ na chồng một chút nhìn hắn có xúc động lập tức mang tâm sự dốc lòng kể ra quân thường tiếu vội vàng ngắt lời truyền lệnh liễu uyển thi làm một bàn thức ăn phong phú sau đó mang vài hũ túi sinh mộng tử bày ra lúc này mới khô tay nói đến mới nói ra chuyện xưa của ngươi khóe miệng dạ tinh thần run rẩy giờ phút này trong thư phòng không chỉ có tông chủ còn có trưởng lão liễu tư nam công tôn hầu đường chủ ngụy lão lê lạc thu sư huynh lý thanh dương Tô Tiểu Mạt. Bọn họ vây quanh ở trước bàn, bắt đũa đặt trước mặt, đông loạt nhìn chằm chằm mình, nhiễm nhiên chính là tới nghe tâm sự. Sư đệ, Tô Tiểu Mộc nói. Chúng ta đang quan tâm người. Hào sàng nói ra đi, chương 1854, tiết lộ thiên cơ. Ngũ, giác, trong thư phòng, đám người liễu tư nam cùng công tôn hầu vừa cắn hạt dưa, vừa nghe dạ tinh thần kể chuyện xưa, rất chân thật, rất nghiêm túc. Xong rồi, xong rồi, quân thường tiểu lâm vào trầm mặc. Thì ra, đệ tử này của bổn tọa ni thiên diễn giới một chuyến không chỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với nữ tử tên giải lang giao còn ẩn giấu một bí mật tiến vào ảo cảnh mọi người thấy thế nào múc liễu tư nam cắn hạt dưa ăn vào cả vò lẫn nhân nói tông chủ việc này nhất định có kỳ quái quân thường tiếu trợn mát có thể chỉ là một loại ảo cảnh hay không vừa vặn lại va chạm với hiện thực công tôn hầu nói không có khả năng liễu tư nam nói tuyệt không đơn giản như vậy Hắn dừng một chút lại nói, "Ở vũ trụ thượng tầng có rất nhiều phương pháp có thể biết trước tương lai, có lẽ ở lại trong ảo cảnh là đoạn ngắn tương lai, Dạ Tinh Thần tương lai rất có thể thực sự kế thừa Dạ Vương Minh, trở thành người đứng đầu một liên minh, bổn tọa cũng cho rằng như vậy." Quân Thường Tiếu gật đầu nói, "Thật ra, hắn để ý không phải tương lai Dạ Tinh Thần sẽ kế thừa Dạ Vương Minh, càng thêm tò mò là đoạn ngắn tương lai ai lưu lại, có thể mang chuyện tương lai xảy ra lấy ảo phương thức cảnh truyền thừa xuống." tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tông chủ, nghe lúc này, dạ tinh thần lại nói. Còn có một việc đệ tử chưa nói. Nói, quân thường tiếu nói. Dạ tinh thần sau khi trải qua một phe dối giám tâm lý, mở miệng nói. Căn cứ hình ảnh ảo cảnh, đệ tử cuối cùng sẽ rời khỏi vạn cổ tông, đàng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng xét điếc tai. Bọn người quân thường tiếu đều là cường giả rồi, vẫn không thể tránh khỏi bị động tĩnh đột ngột dạ. Ngoại ngoại ngoại. Oa nhất là tô tiểu mạt vừa lúc đang ăn cái gì nhất thời bị kinh hãi bắt đầu nôn ngay tại chỗ tình huống gì vậy công tôn hầu đứng dậy kinh ngạc nói thời tiết gió êm sóng lặng sao tự dưng có xét đánh niệm ấy quân thường tiếu cũng phi thường bất ngờ hắn là chúa tể vạn cổ giới mưa gió lôi điện đều có thể khống chế nhưng vừa rồi tiếng rét xạ người ta nôn mở đó hoàn toàn không ở trong quy luật tự nhiên của thời tiết giống như đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ Lỗ Tư Nam cầm lên một hạt dưa đặt bên miệng, vẻ mặt dần dần nghiêm túc nói. Điều Dạ Tinh Thần nói, đã tiết lộ thiên cơ, tiết lộ thiên cơ. Vẻ mặt Quân Thường Tiếu nghiêm túc hẳn lên, đừng nói. Cẩn thận nghĩ thật đúng là cực kỳ tư tự với trong phim, đây tuyệt đối là dấu hiệu tiết lộ thiên cơ bị xét đánh. Sau đó thế nào? Quân Thường Tiếu hỏi. Đệ tử, còn thành hôn, còn có con. Dạ Tinh Thần nói ra lời này, trả giá dũng khí rất lớn, cũng nói rõ thật sự mang tông chủ, mang mọi người coi như người thân mà đối đãi. Vậy thì đúng rồi, công tôn hầu kiên định nói. Cái này khẳng định là trùng hợp, lấy tinh cách hắn sao có thể cưới vợ sinh con. Lời tuy nói tương đối trực tiếp, nhưng được mọi người nhất trí tán thành. Trong tông môn có hai trực nam, thứ nhất chính là dạ tinh thần, thứ hai chính là... Không đúng, tông chủ gần đây tựa như đã thay đổi không ít, tân xuất đi đình viện phu nhân tu bổ hoa hồng cũng đề cao rồi. Quân thử tiếu không cho rằng sự tình đơn giản như vậy hỏi cưới ai dã tinh thần trầm mặc một hồi lâu nói giải lăng dao đằng lời còn chưa dứt xét vang lên lần nữa lần này mang đến động tĩnh so với lúc trước càng mạnh hơn chấn động màng tai mọi người vang lên ong ong cho dù chưa ăn công cũng có xúc động môn ngược vẻ mặt quân thường tiếu càng thêm nghiêm túc hắn đã có thể khẳng định tiếng xét tuyệt đối không phải đến từ hệ thống tự nhiên của vạn cổ giới giống như từ bên ngoài trực tiếp xuyên thấu vách ngăn không gian nếu giải thích có thể là không sai hệ thống nói ra thay hắn lực lượng thiên đạo cũng liền đại điều quân thường tiếu nghiêm túc nói lời của tinh thần chính là sự thật hóa mà nói hệ thống nói vũ trụ nhiều như vậy tồn tại rất nhiều biến số cũng tồn tại rất nhiều trùng hợp có lẽ dạ hương này không phải dạ vương kia thì sao ta tin tưởng rồi tăng cứ công lực nói ngược hệ thống tự mang quân thường tiếu lựa chọn tin tưởng dạ tinh thần cũng tin tưởng một màn tương lai có thể xảy ra tông chủ dạ tinh thần đứng dậy ánh mắt kiên định nói đệ tử hôm nay ở trước mặt trưởng lão cùng đồng môn lập lời thề vô luận sinh tử cũng sẽ không rời khỏi vạn cổ tông nếu như vi phạm nguyện gặp không cần nhiều lời quân thường tiếu đưa một chén rượu nói tất cả trong rượu đến đến các ngươi đừng thất thần nên ăn thì ăn nên uống thì uống vâng mọi người cũng không khách khí nữa tông chủ lúc này Lý thượng thiên chạy vào giọng điệu hấp tấp nói từ đường chủ ở sân phơi quần áo bị xét liên tục bổ hai lần đã đưa đi y dựng đường mọi người thiếu chút nữa cười sặc sụa Giã tinh thần thể ngã sang lại bị bổ ban đêm quân thường tiếu trước sau như một tới đình viện hoa mân côi ở tu bổ hoa cỏ không nói thì thôi thân thục là người ta hâm mộ tinh thần làm sao vậy hoa mân côi từ trong phòng đi ra người ở trong đình nhỏ nói nàng biết ùm không cần phải nói khẳng định là tô miệu rộng truyền quân thường tiếu mang cành cây cắt đứt sửa lại đặt mông ngồi ở trên băng ghế trong đình một chân khoanh ở bên trên nhìn lên tinh không nói trên đời này tôi có đại năng biết trước sao tin thì có không tin thì không có hoa mân côi nói tinh thần tin tưởng rồi quân thưởng tiêu nói nếu không sẽ không vội vã lập lời thề hoa mân côi nói vạn cổ tông có bầu không khí thế lực khác không có chỉ cần đệ tử thật sự dung nhập đều sẽ không tiếp nhận một màn tương lai sẽ rời khỏi ta làm sao không hy vọng nhìn thấy có đệ tử rời khỏi nhưng mà quân thường tiếu cay đắng nún nhún vai nói đứa nhỏ trung quy sẽ trưởng thành cũng cần thành gia lập nghiệp làm người lớn chỉ có thể học được buông tay dạ tinh thần nếu thực có một ngày rời khỏi cầu thẳng sẽ không giữ lại bởi vì mỗi người đều có con đường mình phải đi sao có thể luôn quấy bọn họ lại chứ ví dụ như tô tiểu mạt lúc trước mang hạ thủy vân rời khỏi tông môn trải qua cuộc sống bình thản quân thử tiếu không giữ lại mà là dốc sức ủng hộ mang đệ tử vất vả bồi dưỡng lên hắn không hy vọng lấy đảm đưa người công cụ mà là ở thời điểm thích hợp có thể đi con đường của mình có thể sống cuộc sống của chính mình đương nhiên quân thường tiếu ánh mắt lạnh lẽo nói nếu có người không có ý tốt khiến đệ tử rời khỏi cho dù tương lai thực sự sẽ xảy ra bổn tọa cũng muốn mịch thiên sửa mệnh hoa mân côi nói vô luận tương lai xảy ra cái gì ta đều sẽ bầu bạn ở bên cạnh phu quân không rời không bỏ có vợ như thế còn câu gì nữa quân thường tiếu đứng lên một bước hai bước đi qua mắt thấy hai người sắp mặt đối mặt vạn cổ giới đột nhiên run lên tông chủ thượng quan hâm giao truyền âm nói tàu vạn cổ đang gặp phật không rõ công kích mù quân thường tiếu xuất hiện ở trong khoang điều khiển hắn đầu tiên nhìn về phía bản đồ tinh không phát hiện không có bất cứ điểm sáng nào biểu hiện ông ông đúng lúc này chiến hạng gặp công kích mãnh liệt tựa như con truyền lẻ loi trong biển lớn nháng lên quân thường tiếu vội vàng phóng ra linh nghiệm không nhìn còn tốt vừa thấy bị dạ nhảy dự bởi vì ở phụ cận tàu vạn cổ trong vùng tinh không này dần dần hiện lên chiến hạm bị nhiều tầng hào quang bao phủ số lượng ít nhất mấy trăm hơn một ngàn nhìn từ hình thái miễn cưỡng có thể nhìn thấy hiển nhiên là quần thể chiến hạm của thiên ma hoàng quân tông chủ trong chiến hạm khổng lồ truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lẽo trò chơi mèo đuổi chuột rừng ở đây chương 1855, chắp cánh khó thoát nên đến vẫn đến rồi quân thường tiếu bị thủ hạ của thiên ma hoàng chặn ở trong góc vũ trụ khi hắn lựa chọn chống lại đối phương lại liên tiếp tiêu diệt vài hạm đội một màn này sớm hay muộn sẽ xuất hiện đơn giản vấn đề sớm hay muộn đến tạm truyền rồi hệ thống nói quân thường tiếu ấp ủ cảm xúc một lát rít vào đây là tặng sao giờ này khác này chiến hạm vây quanh tàu vạn cổ ước chừng có hơn một ngàn chiếc không nói bùng nổ khí tức khủng bố chỉ riêng hình ảnh đã đủ dọa người nếu chỉ có mấy chục cái cầu thạng còn có tự tin ăn nhưng bây giờ trừ sinh ra cảm giác chắp cánh khó thoát thì không có thứ khác nữa từ điểm này có thể nhìn ra thiên ma hoàng rất cẩn thận không phái thủ hạ đến từng đám chịu chết tặng bảo vật mà là cho dù chỉ đi giải quyết một con rời bọ cũng muốn dốc toàn lực nguyền xương thành cho tông chủ thượng quan hăm giao nói làm sao bây giờ chạy quân thường tiếu khẳng định sẽ không chơi cứng dù sao không phù hợp sách lược đánh du kích hơn nữa nhiều chiến hạm như vậy trên đó cất giấu bao nhiêu binh sĩ nhớ đâu dùng biển người chiến thuật vậy xác định chết chắc ngủ thượng quan hâm giao giống như hóa thành tài xế lâu năm thao tác tay lái lấy cực hạn lướt trên vũ trụ thay đổi phương hướng hướng chỗ mỏng yếu của vòng vây lao đi bởi vì quá mức đột ngột cùng với chiến hạng chấn động quá lớn cả khuôn mặt quân thường tiếu trực tiếp va vào tường ánh mắt mọi người nổi lên đau lòng mọi người đau lòng không phải tông chủ mà là đau lòng bức tường bị hút chúng kia ngục trong vũ trụ tinh không tàu vạn cổ ở dưới thao tác cực hạn của thượng quan hâm giao lấy tốc độ nhanh nhất hoặc độ xảo quyệt nhất hướng khu vực coi như sơ hở trước mắt bay đi. Không đến không nói. Đệ tử vạn cổ tông ai cũng là nhân tài. Có tính chi hiểu thiên phú chiến đấu cơ giáp điểm tốt đa, còn có thượng quan ham giao tăng hết điểm vào kỹ thuật điều khiển phi thiền. Nếu không phải đệ tử dùng tên độc giả để đặt tên, thiếu chút nữa có ý niệm cổ vũ ghép đôi hai người bọn họ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, một đệ tử dọn nhà xí, sướng sao. Quân tông chủ, trong chiến hạm chính truyền đến giọng nói âm trầm, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, rắc 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 rút lời hơn 1.000 chiếc chiến hạm đột nhiên hiện ra vũ khí tư tự pháo đài đều tập trung tàu vạn cổ phi hành cực nhanh ná pháo rầm 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 các loại hào quang các loại đạn pháo nháy mắt từ bốn phương tám hướng ép tới thanh thế to lớn lay động không gian tít 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 trên bản đồ vũ trụ hiện ra hơn ngàn cột sáng đây là đại biểu đạn pháo cùng hào quang trình độ bao phủ có thể nói là rậm rạp dày đặc thượng quan hâm dao rất bình tĩnh một bàn tay rắn ở trên bàn thao túng nhẹ nhàng nhắm mắt hình ảnh bản đồ vũ trụ hiện lên trong đầu bắt đầu không ngừng điên cuồng diễn biến Ngục, tay phải vung lên tàu vạn cổ di động hướng sang bên thành công tránh đi ánh sáng oanh kích ngục ngục thượng quan hâm dao nhắm mắt điều khiển lấy năng lực tính toán cường đại đó của nàng từng lần từ trong ánh sáng đạn pháo tìm được sơ hở tàu vạn cổ nhìn như vụng về tựa như tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa ở trong mưa bong bão đạn quá mạnh rồi đám người tô tiểu mặt kinh hô tiểu xì nắp ở trong hàng đệ tử không khỏi cảm khái thượng quan hâm giao biểu hiện càng xuất sắc liền tỏ ra tĩnh chi hiểu lại càng không xứng quân thường tiếu ổn định thân thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy ánh sáng sát qua mình khóe miệng hiện lên mỉm cười kỹ thuật thật sự chỉ có ở trong thực chiến mới có thể thể hiện ra Ông, đúng lúc này chiến hạn đột nhiên chấn động bởi vì rất hiện sai lầm cần đuôi lọt vào công kích vấn đề không lớn bản thân thân tàu còn có kết giới bảo hộ chỉ cần không bị điên cuồng oanh tạc còn có thể giữ vận chuyển bình thường. Múc. Lúc này, Trường Quan Hâm giao thừa dịp lúc tàu vạn của Miêng, vỗ một trường ở trên cái nút tăng tốc, trang bị khởi động nguồn năng lượng nháy mắt bùng nổ, bánh xe phát động vang lên tiếng gầm rú, thần đuôi phun ra hào quang chói mắt, hướng tới khu vực nào đó bay đi cực nhanh. Nhanh bao nhiêu? Trong nháy mắt liền từ trong vòng vây sông ra ngoài. Sao có khả năng? Biểu cảm trên mặt hạng trưởng chiến hạng chính dần dần dại ra. Tàu vạn cổ rõ ràng là chiến hạng cùng loại với bên mình cải tạo mà thành tính năng với tốc độ hắn hiểu nhất nhưng vừa rồi tăng tốc hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải vì sao nhanh như vậy chứ đừng hỏi hỏi chính là thái huyền lão nhân cải tạo nói tóm lại chỉ cần chiến hạm và cơ giáp bất thình lình có biểu hiện siêu thần tuyệt đối không tách rời vị thái thượng trưởng lão này trả giá không thạnh với danh hiệu vua tu bổ mạnh nhất vạn cổ tông đuổi theo đừng để bọn chúng chạy ngủ ngủ hơn một ngàn chiếc chiến hạm nháy mắt thay đổi phương hướng nhưng thời gian đã muộn bởi vì tàu vạn cổ đã biến mất ở trong vũ trụ vô tận ngay cả bản đồ tinh không đặc biệt cũng không còn điểm sáng Hạng trưởng chiếc chiến hạm đó không thấy nữa tổng hạm trưởng vỗ một trở ở trên tay vị trong ánh mắt tràn đầy tức giận nói thật hắn từ rất sớm đã phát hiện tàu vạn cổ vì tránh cho rút dây động rừng luôn ẩn núp chỗ tối thẳng đến lúc điều đủ binh lực mới mang nó chặn ở trong hóc vốn tưởng rằng chấp cánh khó thoát kết quả vẫn để đối phương chạy mất cảm xúc của hạm trưởng bình tĩnh lại Hạ lệnh nói: "Lập tức thông báo Thiên Ma Hoàng đại nhân, chiến hạng vạn cổ tông điều khiển được cải tiến, phương diện tính năng vượt xa chiến hạng bên ta, bắt hắn có thể cần một chút thời gian." "Vâng, thủ hạ bắt đầu liên hệ phương diện tổng bộ." Hàm Trường nhìn về phía tinh không bên ngoài, buồn bực nói: "Chiến hạng chạy nhanh thì thôi, sao ngay cả tín hiệu cũng không còn nữa? Có thể nhằm vào tàu vạn cổ, khẳng định có biện pháp gì đặc tù. nhìn từ trước mắt tựa như không có tác dụng nữa." Trong vạn cổ giới, quân thường tiếu đặt mông ngồi ở trong đại điện lao đi mồ hôi trên trán nói quá nguy hiểm rồi quá kích thích rồi vừa rồi thượng quan hâm giao khi phá vây khởi động hình thức siêu tính năng tuy có thể lao ra cũng kéo giãn khoảng cách với kẻ địch nhưng tiêu hao hết toàn bộ nguồn năng lượng nạp thêm vào cần thời gian cầu thạng rất quyết đoán ma chiến hạng thu vào vạn cổ giới cho nên không phải vạn cổ hào tính năng siêu mạnh trong nháy mắt bay ra cách xa vạn dặm các khỏi bản đồ tinh không giám thị mà la vụng trộm dung nhập trong một thiên địa khác nếu chậm một bước kẻ địch khẳng định đuổi theo tông chủ thái huyền lão nhân ngưng trọng nói đối phương nhất định có biện pháp gì đặc thù có thể quan sát tàu vạn cổ tờ trên che chắn khí tức trình thể chiến hạng. lão đã làm đủ tốt nhưng vẫn thần không biết quỷ không hay bị nhiều chiến hạng như vậy bao vây cái này nói lên kẻ địch có kỹ thuật điều tra mạnh hơn vậy mau nghiên cứu kỹ thuật che chắn phản trinh sắc mới quân thường tiêu nói thái huyền lão nhân không nói gì hóa ra lời từ miệng người nói trận pháp đều ta có thể làm được không cần tài chính không cần nhân tài không cần kỳ thuật ông vài ngày sau một hạt cát không bắt mắt tồn tại trong vũ trụ run lên khay khẽ tàu vạn cổ bỗng dương xuất hiện nơi đây không nên ở lâu quân thường tiêu nói nhanh chóng rời khỏi ngủ tàu vạn cổ phun trào hào quang chạy cực nhanh ở trong vũ trụ mặt ngoài có ánh sáng mắt thường có thể thấy được bao phủ đại biểu trận pháp kết giới phản trinh sát cấp bậc cao hơn đã nghiên cứu ra kết quả lại bị chặn ở trong tinh không phương diện thiên ma hoàng lần này càng gian xảo hơn nan chiếc chiến hạm phân bố bất quy tắc nhìn như hỗn loạn thực ra mang toàn bộ phương hướng có thể phá vây khóa chặt hết tông chủ thượng quan hâm dao mở mắt nói không có sơ hở rất khó phá vây quân thường tiếu lắc đầu hắn đứng lên bay ra khỏi tàu vạn cổ một mình ngồi ở đầu thuyền, tiêu xé điểm hỏa xì là điện tử nói Quan oan tương báo khi nào mới thôi từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy phía trước hội tụ rậm rạp chiến hạm cơ lớn càng lúc càng nhiều cường giả và binh sĩ bay ra thực sự chấp cảnh khó thoát quân tông chủ hàm trưởng chiến hạm chính lạnh nhạt nói làm anh hùng ở vũ trụ lấy vũ lực trí thượng kết cục đều sẽ chết rất thê thảm mà ngươi dừng một chút nói cũng sẽ không ngoại lệ phải không quân thường tiếu vãi gãi đầu sau đó rất tùy ý giang tay trong lòng bàn tay có một vật lôi điện quanh quần nói đường ta muốn đi ai cũng không ngăn được. Nếu không có đường có thể đi, Vượt mọi trong gai cũng phải mở một cái, ngủ, đứng dậy, mang vật lôi điện chỉ về phía những chiếc chiến hạm chặn đường phía trước, tựa như mục sư ngâm sướng. Thanh quang sẽ chỉ dẫn các ngươi đi hướng thiên đường. Ong ong, chỗ tia lôi điện quanh quẩn, đột nhiên phun ra ngàn vạn lôi điện. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, ầm. Sóng năng lượng điện từ siêu lớn phun ra ở đầu tàu vạn cổ, mang theo lực lượng trời sụp đất nứt lao tới. Ồ, cùng lúc đó, ở trong chiến thiền khu vực khác nhau của thương vân hệ lục tục có võ giả phát hiện khác thường đứng nhìn về một phía nhìn về phía đạo lôi điện kia tựa như đêm khuya tối đen đột ngột xuất hiện lại giống như sò xuyên thiên địa sò xuyên nhật nguyệt ra ra đó là lực lượng gì trong quy khư giới kiếm tiểu hồng trợn tròn mắt nói ánh mắt kiếm quy khư dị thường ngưng tụ một lát sau mới trả lời không rõ tên lúc này chu hồng đứng ở rừng trúc nơi xa ma toàn bộ lá cây phiêu tán chém thành dạng sợi nát thu kiếm vào vỏ vẻ mặt bình tĩnh nói đây là lực lượng của tông chủ nhà ta xác định xác định kiếm quy khư lâm vào trồng mặc một lát sau như có hứng thú nói lão phu đối với quân tông chủ này càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu có cơ hội đồ nhi không mại giới thiệu một chút chu hồng lắc đầu nói sư tôn tốt nhất đừng gặp tông chủ vì sao sợ ngày đánh tội hộ ha 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 kiếm quy khư cười lớn một tiếng nói Vi sư tuy thoái ẩn giang hồ nhiều năm, nhưng ở vũ trụ thượng tầng coi như có chút năng lượng, tông chủ nhà ngươi chứ vi mang trời chọc thùng, tội gì vi sư không gánh được. Chương 1856. Nan Thu Chỉ Đào. Hình thái thứ 5. Hạng trưởng số 1. Tổng chỉ huy các chiến hạm dưới trướng Thiên Ma Hoàng. Hắn vốn ở tinh hệ khác chấp hành nhiệm vụ, bởi gần đây liên tiếp có các chiến hạm bị diệt, cho nên bị điều đến Thương Vân hệ. Làm tổng chỉ huy hạng đội, người này có uy vọng cùng kinh nghiệm cực cao, cũng ở trong thời gian ngắn nhất tập trung tàu vạn cổ bắt đầu tiến hành bố trí kín kẽ ma danh hiệu hành động đặt tên là bắt cho trong giọng nói thật người này quả thực phi thường xuất sắc tuy trải qua một lần vây bắt thất bại nhưng lại mang tàu vạn cổ bắt được rồi nếu mang quân thường tiếu hình dung là cá trạch hàng trưởng số một chính là cao thủ am hiểu bắt cá trạch đặc biệt lần thứ hai vây bắt nhìn từ phòng tuyến kín không kẽ hở đây tuyệt đối là một đối thủ chỉ số thông minh trên mức bình thường nhưng mà lần này hắn lại thất bại rồi không phải là kế hoạch bố trí không đủ tinh tế mà là ngạp hách giờ này khác này trong khu vực chỗ tàu vạn cổ không gian vũ trụ bị xé rách ra một lải trời rộng chừng nghìn trượng dài không có điểm cuối xẹt 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 địa điểm bê diều vết rách lôi điện rót lại cho dù đã yếu bớt đi vẫn tràn lập lôi uy cường đại phù quân thường tiếu phun ra một vòng khói thuốc khoái miệng cong ra nụ cười mỉm tuyết rách không gian vừa rộng vừa dài kia chính là từ chỗ hắn làm điểm khởi đầu lan tràn ra ngoài về phần những chiếc chiến hạm vốn tồn tại trên tuyến đường sớm ở dưới pháo năng lượng điện từ công kích hóa thành hư ảo rồi thậm chí ngay cả chút mảnh vỡ cũng không lưu lại đinh phá hạn đội quân địch một hai ba đinh đinh một chuỗi tiếng nhắc nhở vang lên ở bên tai quân thử tiếu cuối cùng dừng lại ở 103 cái đinh tổng số chiến hạm quân địch phá hủy 103 trăm trên năm mươi đinh nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành thưởng giá trị thanh danh 10.000 điểm đinh giá trị thanh danh tông môn 12.000 đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, đã được cải tạo hồn thạch nhân một, đã vận chuyển tới trong những không gian, nghe được bốn chữ cải tạo hồn thạch, vẻ mặt quân thường tứ động ngại. sau đó một bàn tay ôm mặt, ngửa mặt lên trời cười phá lên ha ha ha. Ngủ, đúng lúc này, tàu vạn của phun trào năng lượng, lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo vết sách phóng đi. Tổng, quân thường tiếu không ổn định thân thể, từ đầu chuyển va vào thủy tinh chắn gió của khoang điều khiển, mặt tuy rán ở bên trên, nhưng vẫn giữ mỉm cười. Rắc rắc, thủy tinh chắn gió làm bằng chất liệu đặc thù khó có thể thừa nhận bắt đầu hiện lên vết nứt nhỏ bé bất quy tắc thái huyền lão nhân nói cái mặt này thật trầm ngủ. tàu vạn của toàn diện tăng tốc nháy mắt cắt qua tinh không biến mất không dấu vết chiến hạng thiên ma hoàng sao không đuổi theo bởi vì hạm trưởng số một đầu lĩnh dán gờ trên tường khoang điều khiển trong ánh mắt vẫn hiện lên hoảng sợ xuyên thấu qua cửa sổ khoang điều khiển có thể rõ ràng nhìn thấy tết rách do năng lượng điện tử đánh ra cách chiến hạm chính chỉ một bước nếu hướng bên này dịch chuyển một chút hắn sợ sớm đã chết không có chỗ chôn cầu thẳng nương tay trên thực tế vốn muốn tính cả chiếc chiến hạm chính này cùng nhau đánh dụng không ngờ được năng lượng điện tử quá mức khủng bố lại bởi quán tính hóc độ và phương vị nhắm ở thời khắc mấu chốt xuất hiện lệch lạc cho nên chiến hạm chính có thể sống sót hoàn toàn là ngoài ý muốn một pháo 103 chiếc chiến hạm nếu cố thiên tinh có đây khẳng định kinh ngạc trốn mắt quân thường tiếu có thể làm được điểm ấy hiển nhiên đã vận dụng nguyện vọng thứ hai làm màu Cột thu lôi vật ấy từ khi cả tông nhập cư trái phép thượng giới hội tụ lực lượng thiên lôi của vạn kiếp thiên lôi trận chưa thành công thu phục kim hạo thì chưa từng thấy dùng tới không phải không dùng mà là trước sau hội tụ lực lượng lôi hệ cái này còn phải dựa vào bắt một con cửu rác lôi vân thú lúc không có việc gì lấy ra làm vật cưỡi di chuyển sau khi dùng xong ném đến trong thiên nguyên chấn ngục tháp nạp điện cho cột thu lôi mới có thể hội tụ không ít lôi lực không có món đồ chơi này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến quân thường tiếu may mắn nói ngay tại thời điểm bị bao vây lần thứ hai nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt không phải bảo hắn phá vây ra ngoài mà là ở trong thời gian hạn định 60 giây tiêu diệt 50 chiếc tàu quân địch một phút đồng hồ cái nhiệm vụ phụ tuyến này cùng tác giả mang kinh lôi thêm vào não than như nhang nhỉ quân thường tiếu tuyệt không cho rằng mình có năng lực trong 60 giây tiêu diệt nhiều chiến hạng như vậy cho nên tính bỏ qua nhưng dục vọng cầu sinh rất mạnh hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có cột thu lôi vì thế vội vàng từ trong thiên nguyên chấn ngục tháp lấy ra nói thật mới vừa đi đến phòng giam nhìn thấy trang bị bị lôi điện quanh quẩn trong lòng cầu thẳng bị rung động chỉ cần mắt thường nhìn đã có thể nhìn ra giờ phút này hội tụ lực lượng lôi hệ còn mạnh hơn nhiều so với lúc ở vại kiếp thiên lôi trận tất nhiên vạn kiếp thiên lôi trận là trận pháp lôi hệ thượng giới giới đường sáng tạo cái gọi là lực lượng thiên uy chỉ là tầng thấp đám người nhằm vào đều là từ hạ giới nhập cư trái phép đến cửu giác lôi vân thú là thú sống phụ thuộc vào chín tầng lôi vân lôi hệ thuộc tính tinh thuần phi thường mạnh rót nguồn năng lượng vào cột thu lôi thật lâu bùng nổ lực lượng tự nhiên không tầm thường nói cách khác hệ thống nói nếu khi chủ có thể tìm được lôi hệ thuộc tính tốt hơn làm nguồn năng lượng lực phá hoại vật ấy mang đến tuyệt đối lớn hơn nan thu trí đao có thể tìm được hay không quyết định bởi công lực của ngươi hai người ở thời điểm nói chuyện với nhau màn ảnh chậm rãi rời ra rời đến cửu giác lôi vân thú nằm ở trên mặt đất về thành ra bọc xương bị dạ lập tức lại thay đổi phương vị vũ trụ tối tăm, một hạt cát trôi nổi, mặc cho ai cũng sẽ không ngờ được trong này thế mà cất giấu một cái vị diện to như vậy. Bình tĩnh, quân thường tiếu ngồi ở trong thư phòng, cảm xúc kích động dung nhập nhẫn không gian, sau đó mang khối cải tạo hồn thạch nóng hầm hập nâng ở lòng bàn tay. Những vụ phủ tiên thưởng một vạn điểm giá trị thanh danh hắn không cần, để ý nhất vẫn là thứ đồ chơi này, bởi vì căn cứ kinh nghiệm ngày xưa, hẳn là có thể tăng lên phẩm chất của nan thu chi đao. Ngủ, quân thường tiếu phất tay lấy nan thu chi đao hắn lấy linh hồn chạm đến cải tạo thạch khiến nó chậm rãi hòa tan sau đó như thủy ngân bao phủ thanh đao đồ chơi quả nhiên có thể cải tạo le ra đao thủ nguyện đã cải tạo bốn lần Cổ thạng nên rất bình tĩnh mới đúng nhưng giờ phút này lại là hết sức phấn khởi nguyên nhân không có gì khác thiên ma hoàng mang đến áp lực cho hắn quá lớn bước thiết hy vọng có con bài chưa lật mạnh hơn đi ra hộ giá hộ tống nhìn từ trước mắt khinh thái thứ tư lưỡi hai tử thần đối phó đỉnh phong tầm chân cảnh bình thường còn có một chút sức kiềm chế nếu thăng cấp đến hình thái thứ năm có phải hay không có thể chơi cứng với thiên cơ cảnh quá trình cải tạo cần thời gian quân thường tiếu ngồi ở trên mặt đất bắt đầu ảo tưởng hình ảnh cầm nan thu chi đao gặp thần giết thần nụ cười trên mặt dần dần giữ tợn vặn vẹo hóa một canh giờ sau thì ngân hội tụ ở nan thu chi đao dần dần, dần rút đi thành công rồi quân thường tiếu vui sướng đứng lên đột nhiên phát hiện thân đao chợt hiện ra một thuộc tính cổ quái nháy mắt dung nhập trong thức hải ta cầu thạc ung đầu kêu thẳng tiếng như quỷ chu loại lực lượng ăn mòn tư duy đó lướt qua trong nháy mắt quân thường tiếu rất nhanh khôi phục lại sau đó nhún vai cúi đầu đứng ở tại chỗ bốc một lát sau đưa tay vỗ vào trên nan thu chi đao khóe miệng hiện lên mỉm cười nói nan thu chi đao hình thái thứ năm thế mà không cần bùa khai ấn đã có thể sử dụng thiết lập này tương đối nhân tính hóa khặc khặc khạc. vù vù trong khoảnh khắc quanh thân quân thường tiếu bị ánh sáng màu đỏ tươi bao phủ cả người như hóa thành nham thạch nóng chảy rắc rắc rắc, rắc 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 rắc. Tiếng xích lăn lộn vang lên, giống như từ địa ngục truyền ra. Ngục, đột nhiên, lửa dung nham tràn ngập quanh thân quân thường tiếu đột một biến mất, lấy dung nham làm rác, lấy lửa đỏ làm dây đứng ở tại chỗ. Ở trước mặt hắn dựng đứng một thanh kiếm so với toàn bộ thân thể còn rộng hơn, chỗ thân kiếm đến mũi kiếm tạo thành bộ dạng rãy nghiêng. Thế mà lại là một thanh kiếm rãy. Thân kiếm rất rộng, màu sắc thiên về đỏ rực. Tuy chỗ mũi kiếm đứt rãy, nhìn qua không hoàn chỉnh, nhưng không ảnh hưởng văn tự khác ở hai mặt thân kiếm nội dung là vương giả chi kiếm cách giả chi hồn chương 1857 dạ vương minh hộ pháp phong vạn lý quân thường tiếu cầm nan thu chi đao hình thái thứ năm cảm giác được lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn ra khóe miệng hiện lên mỉm cười trước kia vô luận hình thái nào đều sẽ tràn ngập ra khí tức trói buộc không gian lần này không có có chỉ là loại khí tức vương giả cùng phách giả tràn lập kia đáng tiếc quân thường tiếu tức núi nói là kiếm rãy trăng có sáng tối tròn khuyết. Ngươi có bi hoan ly hợp, hệ thống nói. Rất bình thường, quân thưởng tiểu nói. Thăng cấp đến hình thái thứ sáu, kiếm có phải liền hoàn chỉnh hay không? Ngươi như vậy rất dễ dàng khiến độc giả hoài nghi đang tiết lộ kịch bản, hệ thống nói. Quân thưởng tiểu tức giận nói. Trước kia tuyên bố các loại nhiệm vụ, tiết lộ kịch bản còn ít sao, hệ thống không còn lời nào để chống đỡ. Ngủ, quân thưởng tiểu dơ kiếm dãy lên, hào khí ngút trời nói. Thiên ma hoàng nếu lại giết đến, bổn tọa sẽ khiến bọn hắn biết cái gì gọi là khủng bố thật ra với tu vi trước mắt của cầu thạm đơn đấu thiên cơ cảnh không phải quá châu bò thì không có áp lực sợ là sợ bị quần ẩu quy mô lớn hôm nay nan thu chi đao hình thái thứ năm cải tạo xong uy lực tất nhiên tăng lên vậy thì hoàn toàn không kiên kỵ nữa thậm chí có dự tính bay ra chủ động tìm thủ hạ của thiên ma hoàng ổn định không thể phiêu quân thường tiêu cố gắng áp chế tâm tính đắc ý vinh váo nan thu chi đao sau khi thăng cấp tất nhiên có thể ở trên đối địch tỏa sáng rực rỡ nhưng chỉ dựa vào thứ đồ chơi này đã đi cứng đối cứng thiên ma hoàng vậy có chút không thực tế với lại lúc trước dùng cột thu lôi tiêu diệt nhiều chiến hạm như vậy đối phương phẳng là có chút đầu óc tạm thời cũng không dám đến đuổi giết quân thường tiếu tâm niệm khẽ động ông ông mặt ngoài vừa bá chi kiếm bị những tầng xiềng xích trói buộc sau đó từ hình thái rộng lớn dần dần trở về hình thái bỏ túi rắc 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 một lát sau nan thu chi đao lại giải phong lần nữa hóa thành hình thái kiếm rãy. Hệ thống nói, thú vị chứ, đã diền chưa, thú vị, đã diền rồi. Trên mặt quân thường tiếu hiện ra mỉm cười như con trai ngốc nhà địa chủ. Hình thái thứ năm mạnh như thế nào, cần được chiến mới có thể chứng minh. Vui vẻ nhất là, thiết lập não tàn cấp sử chi lấy bùa khai ấn giải phong, rốt cuộc đã bỏ đi ở trong phiên bản mới. Lý do nan thu chi đao tỷ lệ ra sân rất thấp là ở chỗ cần đạo cụ giải phong, hơn nữa nhiệm vụ cho lại đặc biệt ít, cho nên cầu thẳng không nỡ dùng bây giờ không có hạn chế tuyệt đối thích đến bùng nổ tòng mau rắc 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 kiếm dãy thu hồi lại giải phong lần nữa quân thường tiếu tựa như đứa nhỏ từ nhỏ chưa từng được chơi món đồ chơi đứng ở tại chỗ giải phong tới tới lui lui vài lần nhưng việc nào nói việc đó nan thu chi đao sau khi thăng cấp đã thay đổi không ít cho dù cầu thạng không ngừng trà đạp vẫn luôn tinh thần phấn chấn chưa có dấu hiệu suy yếu chẳng lẽ từ hôm nay trở đi thiết lập đạt được lực lượng mất cân bằng với cảnh giới nhất định phải trả giá thê chảm đau đớn sắp bị ăn mất rồi. Thiên Nguyên chấn Ngục Tháp, quân thử tiếu đi vào phòng giam, mang cột thu lôi đặt ở vị trí trung ương, giận dò, tiếp tục nạp điện, cửu giác lôi vân long nằm bệt ở trên mặt đất khóc rồi. Khi cần thì mang làm vật cưỡi, lúc không cần vút ở trong phòng giam làm cục sạc. Đây mới là người công cụ thật sự. Ba vị, quân thường tiếu đi vào trong ngục giam một tầng khác, tiêu sái ngồi ở trên ghế, hai tay đặt lên trên nùi, cười nói. Ở nơi này đã quen chưa, ba cường giả của dạ vương minh trầm mặc thật ra ta cũng có thù hận với thiên ma hoàng mọi người tương đương có kẻ địch chung sao không kết bạn quân thường tiếu nói nghe xong chuyện của dạ tinh thần hắn phi thường cảm thấy hứng thú đối với dạ vương minh này nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lộ tự nhiên không còn gì tốt hơn tiểu tử lão hạc cả giận nói mọi người đều là người dứt khoát ngươi cũng đừng giả vờ nữa mấy người bọn họ luôn nhận định quân thường tiếu là tay sai của thiên ma hoàng cho nên vô luận đối phương giải thích như thế nào cũng không tin. Tài quân thường tiếu lắc đầu nói: Dạ vương minh nếu đều là người đinh bạch như các ngươi, sao có khả năng đấu lại thiên ma hoàng dã tâm bừng bừng? Tiểu tử lão hạc cả giận nói: Muốn giết muốn chém tùy tiện, đừng làm nhục dạ vương minh ta. Cái khác không nói. Ba huynh đệ tuy nhìn qua có chút ngu ngốc đáng yêu, nhưng phi thường coi trọng đối với thế lực của mình. Cho dù lúc trước từng bị roi chấn hồn giáo dục, vẫn dám thích cốt bong bong cứng đôi cứng quân thường tiếu thời gian sẽ chứng minh bổn tọa trong sạch quân thường tiếu mặc kệ ba tên chính phái cơ trí sai người muốn rời khỏi ha ha lão giả cầm đầu luôn trầm mặc kia cười lạnh nói tiểu tử ngươi bắt chúng ta thực cho rằng trời không biết tất không hay Coi ý tứ gì nói thật cho ngươi biết đi dạ vương minh chúng ta có một loại phương thức liên lạc đặc thù chỉ cần người ở cùng tinh hệ vô luận trốn đến chân trời góc biển cũng có thể dễ dàng tìm được lão hạc lạnh nhạt nói cho nên hoặc là mang chúng ta giết đi, hoặc là chờ đại nạn tới nơi đi, quân thường tiếu ở trong lòng nói thầm. Thật đủ ngốc, viên này cũng có thể nói. Bọn họ không ngốc. Hệ thống nói. Có gian mang việc này nói ra. Sợ là đang cố ý tìm chết, quân thường tiếu im lặng. Dần dần, đã nhi thông. Lão già kia sở dĩ nói ra dạ vương minh có phương tức liên lạc đặc thù. Chính là đang cố ý chọc giận mình, chính là đang một lòng muốn chết. Mục đích chỉ sự cũng là không hy vọng mình lấy bọn họ làm con tin do đó bức bách dạ vương minh đi vào khuôn khổ đủ đàn ông quân thường tiếu dương ngón tay cái lên tông chủ vào lúc này bên tai chuyển đến thanh âm chúng ta lại bị chặn rồi Ngủ. quân thường tiếu trở lại tàu vạn cổ theo bản năng phóng thích linh nghiệm, phát hiện khu vực này cũng không có chiến hạm thiên ma hoàng chỉ có một người trung niên đầu bù tóc rối lôi thôi lếch thếch đi chân trần đứng ở trên đường chiến thiên phải qua chỉ một người cầu thạng nhíu mày ngủ đột nhiên nam tử đi chân trần đó không biết khi nào đã đáp ở trước thủy tinh chắn gió nhưng đầu nhìn về phía bên trong lẩm bẩm Trước chiến hạm này cực kỳ tương tự với của thiên ma hoàng trở bên trong sao không phải thù hạ của hắn thật nhanh trong lòng quân thường tiếu nổi lên chấn động vừa rồi còn ở nơi xa đột nhiên tới gần chiến hạm hắn thiếu chút nữa không theo kịp tốc độ của đối phương các hạ là quân thường tiếu nghiêm nghị nói bốc nam tử đi chân trần mang một tờ giấy dán ở trên thủy tinh chắn gió bên trên có chữ dạ cũng tự giới thiệu hô pháp dạ vương minh phong vạn lý khóe miệng quân thường tiếu khẽ giật giật ba huynh đệ trong phòng giam vừa rồi còn nói dạ vương minh có phương thức liên lạc đặc thù không ngờ thực có đồng bạn tìm tới cửa nhìn từ tốc độ một chiêu lóe lên lao đầu vào tường thực lực hẳn là không tầm thường có gì muốn làm sao cứu người quân thường tiếu tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng may ra đối phương khẳng định biết mình giam giữ đồng nghiệp dạ vương minh của gã thì thế lắc đầu nói mời mang cứu đổi thành chuộc chuột. Phong Vạn Lý cười nói. Nghe ý tứ bằng hữu, ngươi dạ vương mình ta bị ngươi bắt cóc, nói bắt cóc thì quá phận, quân thường tiếu nói. Ba đồng bạn của ngươi không phân tốt xấu, nói xấu bổn tọa là tay sai thiên ma hoàng, tự nhiên cần trả giá nát, ồ. Phong Vạn Lý giãi gãi đầu. Nói, nếu quả thực có việc này, Phong Mỗ thay bọn họ nói lời xin lỗi, còn xin bằng hữu mau thả người. Có thể thả, giao tiền, hắn tạm thời mang dạ vương minh định nghĩa là trình phái đối kháng với thiên ma hoàng nhưng vô luận chính phản, đều phải giao tiền, dù sao nói xấu mình là tay sai. Cần bồi thường phí tổn thất danh dự. Được. Không vạn lý nâng tay, dù gió niên cuồng trào ra, đột nhiên đánh về phía thủy tinh, chỉ nghe âm một tiếng, trực tiếp đánh vỡ ngay tại chỗ. Ngại nó, quân thường tiếu đứng dậy, tả giận nói. Dám hủy chiến hạng của bổn tọa, ngươi không phải đòi tiền sao, phong vạn lý hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, nhếch miệng cười nói. Đi ra. Phong mẫu úp cho ngươi chương 1858. Tiền cùng mạng ta đều cần. Tàu vạn cổ rừng ở trong tinh không, thành viên trận pháp đường đang thay mới thủy tinh trắng gió phía trước khoang điều khiển. Một trưởng đánh vỡ mặt kính có trận pháp thêm vào, Thái Huyền lão nhân nghiêm túc nói. Người nọ thực lực phi thường khủng bố, quân thường tiếu lúc trước từng dùng mặt va chạm thủy tinh chắn gió, tuy thuộc loại vô tình, nhưng cũng chấn động ra vết nứt nhỏ. Đối phương một trưởng đánh vỡ, so sánh có thể đại khái suy đoán ra thực lực. Hóa ra, cái khuôn mặt này của cầu thạm đã thành tiêu chuẩn cân nhắc thực lực tông chủ rất tức giận liễu từ nam nói tên kiên nếu không có năng lực chỉ sợ sắp xui xẻo rồi không sai mọi người vật đầu đồng ý nhìn từ góc độ bọn họ trong vũ trụ minh mông bên ngoài quân thường tiếu trong mắt đầy tức giận mà đứng tàu vạn cổ làm chiếc chiến hạm đầu tiên đạt được tuy ở trên bộ phận tính năng so ra kém chiến hạm từ chỗ thủ hạ thiên ma hoàng đạt được nhưng dù sao có cảm tình hôm nay thế mà lại bị hủy thủy tinh chắn gió tuyệt đối không thể tha thứ. Chú Phi, đền tiền. Tiểu tử, phong vạn lý đứng ở đối diện lấy ra một chiếc nhẫn không gian cười nói. Bên trong có không ít linh thạch, nếu muốn, thì xem bản thân có bản lãnh cướp được hay không, hiển nhiên. Không tính lấy tiền chuộc người. Đi, quân thường tiếu rưỡi tay. Lắc lắc đầu. Ngục, đột nhiên. Cuồng phong ngào thách mà đến. Khâu ổn. ông Xui gió đột nhiên nổ tung, chỉ thấy quân thường tiếu đang làm nóng người nhưng mặt bắn bay đi, va và đầu vào trên vẫn thạch nơi cực xa nhưng phong vạn lý đứng ở chỗ cầu thẳng lúc trước nhẹ nhàng thu hồi chân nói ngươi tựa như chưa có năng lực này đám người liễu tư nam trầm mặc một cước đạp bay tông chủ thực lực người này tuyệt đối không phải ba thành viên dạ vương minh bị nhốt có thể so sánh đứng đầu sao hà vô địch tựa vào trước cửa khoang truyền thầm nghĩ người khác có thể không rõ đến từ cấp bậc cao hơn hắn biết thiên cơ cảnh thật ra còn có phân chia tuy không nói quá tỉ mỉ ít nhất chia ra bình thường cùng đứng đầu bình thường quân thường tiếu loại này mấy tên hạng trưởng từng bị giết cũng là loại cấp bậc này đứng đầu chính là chỉ phong vạn lý loại này không nói cái khác nhìn từ tốc độ một cước đạp bay quân thường tiếu hai người rõ ràng có trên lịch nếu hạm trưởng thiên ma hoàng phái tới đều có thực lực hộ pháp xã vương minh khẳng định sẽ không bị giết trái tại còn có thể mang cầu thẳng đánh dính vào tường phù quân thường tiếu ổn định thân thể dây dây bả vai bị đá phong vạn lý không kinh ngạc tên này chịu của mình một cước còn có thể biểu hiện như không có việc gì nói ta bây giờ có thể khẳng định ngươi không phải tay sai thiên ma hoàng có ý tứ gì quân thường tiếu nói bởi vì phong vạn lý nhún nhún vai nói thực lực quá yếu quân thường tiếu không nói lẽ ra bị châm chọc trần trụi như vậy hắn nên tức giận mới đúng nhưng giờ phút này lại dị thường bình tĩnh thậm chí từ trong lời của đối phương nghe ra dưới trường thiên ma hoàng hẳn là có không ít cường giả đúng rồi một kiêu hùng có vang chinh phục vũ trụ thượng tầng nếu thủ hạ đều là cấp độ đám hạm trưởng kia sao có khả năng có thể muốn làm gì thì làm hệ thống nói có lẽ ở trong mắt người ta thương vân hệ chỉ là tiểu địa phương tuy tiện phái chút người tới thì có thể thu phục nếu nghiêm túc hẳn lên thủ hạ phái tới có thể hủy diệt tất cả thì sao ví dụ như quân thường tiếu nhìn về phía phong vạn lý nói ngươi như vậy tuy không muốn đả kích ký chủ nhưng mà hệ thống dừng một chút nói có thể không chỉ một người quân thường tiếu trầm mặc dưới trường thiên ma hoàng thực có nhiều cường giả như vậy mình về sau ra ngoài chỉ sợ phải cẩn thận chút thả bọn họ phong vạn lý nói ân oan trước đó xóa bỏ ta cũng cho rằng như vậy quân thường tiếu nói nhưng trả tiền trước mặc kệ ngươi vái chính phản đắc tội lão tử phải trả tiền quân thường tiếu luôn kiên định lập trường cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp bởi đối thủ thực lực mạnh bởi vì có con bài chưa lật mạnh hơn tiểu tử phong vạn lý nói ngươi thật sự là cứng đầu mất khôn hơi hơi lã lắc lắc đầu nói đã để ý vật ngoài thân như vậy phong mẫu chỉ có thể cho ngươi hiểu trên đời đây quan trọng nhất không phải tiền tài mà là vù 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 khi nói chuyện quan thân tràn ngập cuồng phong sau đó hóa thành lốc xoáy nói à rắc 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 sức gió vô tình tràn ngập quanh mình không gian bị dần dần cắt rách treo ý ta quân thường tiếu lấy ra nan thu chi đao đặt ở đầu ngón tay thưởng thức nói Mạo tất nhiên quan trọng tiên càng quan trọng hơn ha ha phong vạn lý đặt mình trong cơn lốc cười to nói phong mẫu sông pha vũ trụ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người cần thiền không cần mạng mù lúc xoáy dựng đứng kia lấy khi thế cuốn chấn động vũ trụ hướng tới quân thường tiếu di động cường độ của phong hình thành quả thực có thể dùng trời sập đất nứt để hình dung Nuôi về phía sau thái huyền lão nhân nói nhanh lui về phía sau mù mù thành viên trận pháp đường vừa mới thay thủy tinh mới ùn ùn trở về chiến hạng. trưởng quan hâm giao lập tức quay đầu tàu lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía một mảng tinh vực khác rắc, rắc 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 vừa rời khỏi không bao lâu khu vực lúc trước dừng lại liền ở dưới cuồng phong quấy phá vặn vẹo sụp đổ ngàn dặm lấy lốc xoáy làm trung tâm toàn bộ không gian tựa như một tờ giấy đột nhiên bị vo thành cục hình ảnh có thể nói là khủng bố quân thường tiếng mặt ngoài bình tĩnh trong lòng chấn động tương tự đều là cấp bậc thiên cơ cảnh người này biểu hiện ra thanh thế cũng quá đáng sợ rồi. tiểu tử, phong vạn lý như hòa hợp một thể với lốc giấy lạnh nhạt nói. ngươi còn có một lần cơ hội, lựa chọn cần tiền hay là cần mạng. vù vù, cùng phong nào thét ập đến, thổi tung mái tóc dài của quân thường tiếu, hiển lộ ra một khuôn mặt như đao vót, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, hiện lên mỉm cười kiệt ngạo bất tuân. Múc, khi nói chuyện, ngón tay búng ở trên nan thu chi đao. keng, tiếng ra khỏi vỏ truyền đến ở trong cuồng phong gào thét tỏ ra đặc biệt thanh thúy vù 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 cùng lúc đó một thuộc tính tựa như nham thạch nóng chảy lại tựa như lửa cháy bùng nổ ở trong vũ trụ dao động sau đó dần dần ngưng tụ ra một thanh kiếm dãy thực chất hóa ồ phong vạn lý nhướng mày múc trong ngọn lửa dung nham thào ra một bàn tay chụp vào trên chui thanh kiếm gãy quân thường tiếu từ trong đó từ từ đi ra tóc bả vai thân thể đều mang hiệu quả đặc biệt ngọn lửa tông chủ đám người liễu tư nam trốn tới khu vực an toàn trận mắt há hốc mùng giờ phút này bọn họ không chỉ nhìn thấy quân thường tiếu cầm một thanh kiếm rãy toàn thân bùng nổ hiệu quả đặc biệt đứng ở trong vũ trụ thậm chí nhìn thấy bên trái mặt khác chữ vương bên phải mặt khắc chữ bá tổ hợp lại đó là vương bá vồ hù nan thu chi đao hình thái thứ năm sau khi phóng thích quân thân quân thường tiếu tràn ra khí thế ngập trời tục tính tựa như ngọn lửa giống như quần ma loạn vũ bay đi bốn phương tám hướng dần dần tốc độ gió chậm đi thậm chí ngừng sao có khả năng phong vạn lý kinh ngạc nói khi tức kẻ này tràn lập ra thế mà có thể áp chế cửu tiêu huyền phong của ta xin lỗi quân thường tiếu nhẹ nhàng giơ lên vương bá chi kiếm tí cười ở khoái miệng càng đậm hơn nói trẻ con mới làm lựa chọn mà ta tiên cùng mạng đều muốn ông dứt lời một gợn sóng màu đỏ mắt thường có thể thấy được lấy hắn làm trung tâm bùng nổ ra phong vạn lý chấn động nói không tốt lúc say im bật dừng lại không gian vốn giống như vo thành cục cũng trở về bình thường. phong vạn lý đứng ngây ra ở tại chỗ, trong ánh mắt có khó có thể tin, cũng có chấn động không thôi. giờ phút này, quân thường tiếu đáp ở trước mặt hắn, thanh kiếm dãy thật lớn nhìn như nặng trịch này đã đặt ở trên cổ đối phương, hình ảnh xôi trào. đã xảy ra cái gì? cũng không có gì, chỉ là quân thường tiếu đột nhiên lao tới, lốc xoáy hội tụ quanh mình sụp đổ thành hư vô. sau đó có một màn bây giờ về phần cả quá trình đừng nói đám người liễu tư nam không thấy ngay cả phong vạ lý chịu khổ khống chế cũng chưa nhận thấy cho nên cũng sẽ không đến bây giờ còn ở trạng thái khiếp sợ cùng ngây dại mục quân thường tiếu phất tay đoạt lấy nhẫn không gian nói cảm ơn cái khác không nói linh thạch bên trong thực sự không ít vừa vặn có thể bù lại một bộ phận tổn thất lúc trước tàu vạn cổ lần đầu phá vây tiêu hao chương 1859 một tầng thân phận khác của quân thường tiếu thiên nguyên Trấn mục tháp cường giả được xưng là lão hạc vừa dặm bánh bao khô vừa nói dạ vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta không sai một đồng bạn khác tán đồng sau đó dùng đũa mùa sợi mì lạnh lão thân là tù phạm bọn họ chưa bị ức hiếp nhưng thức ăn mỗi ngày đưa tới có chút không đáng để bàn tới từ nơi này cũng có thể nhìn ra quân thường tiếu không có ý tứ chiêu mộ bọn họ nếu không đã sớm bảo thiện thực đường chuẩn bị đồ ăn ngon miệng tiến hành chiêu hàng trên vị giác ai cường giả gọi là lão lý bất đắc dĩ nói chúng ta của phụ dạ vương nhắc nhở câu này khiến hai đồng bạn đang ăn cơm xấu hổ bọn họ lần này phụng mệnh đến thương vân hệ là muốn giải cứu vị diện bị chấn áp tay máu kết quả nhiệm vụ chưa hoàn thành một cái nào đã trở thành tù nhân cuối cùng còn phải để dạ vương lao sư động chúng đến cứu giúp sau khi trở về lão lý nói chúng ta đều phải tạ tội từ trong lời nói của hắn không khó nhìn ra thực cho rằng có thể được cứu ra tay vào lúc này cửa phòng giam bị mở ra ngủ ngủ lão hắc và đồng bạn vội vàng vứt bỏ bánh bao cùng mì sợi trong tay sau đó ngạo nghĩ thẳng người khi chất thích cốt bong bong kia một lần nữa tràn ngập trong ánh mắt vào đi rắc 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 tiếng xiềng xích cùng mặt đất tiếp xúc vang lên lại có phàm nhân tới rồi ba người tự hỏi ở trong lòng sau đó chậm rãi mở to mắt bởi vì tu phạm từ bên ngoài đi vào đầu bù tóc rối lôi thôi lết thích hiển nhiên chính là lão lý chấn động nói phong hộ pháp phong vạn lý lắc đầu ngồi ở trên tấm ván gỗ, suy rút cúi đầu nói. Cái gì cũng không nên hỏi, để ta yên tĩnh một mình, làm một trong các hộ pháp dạ vương minh, Phong mệnh đến cứu ba thành viên, vốn tưởng dễ như chờ bàn tay, kết quả. Mình cũng trở thành tù nhân. Đau lòng nhất là, bảy tám cái nhẫn không gian trên người đều bị lục xuất đi. Vừa nghĩ tới gia sản mất rồi. Trái tim liền mơ hồ đau. Đau quá. Đau đau quá. Chật chật, trong đại điện vạn cổ tông, Quân Thường Tiếu sau khi lần lượt tra xét những không gian, có chút kinh ngạc nói: "Tên hộ pháp Dạ Vương Minh này rất giàu có nha, chúng ta đã đắc tội Thiên Ma Hoàng, hôm nay lại đắc tội Dạ Vương Minh, chỉ sợ." Liễu Tư Nam nói. "Ai?" Quân Thường Tiếu nói. "Bổn tọa cũng muốn bảo trì quan hệ hữu hảo với tổ chức này, nhưng bọn họ hoàn toàn không phối hợp." Liễu Tư Nam trầm mặc. "Ngươi luôn muốn tống tiền, ai muốn phối hợp chứ?" Nhưng, Quân Thường Tiếu mười ngón tay đan vào nhau, nói: Dạ vương minh này trái lại đã cho bổn tọa một cái dẫn dắt, so với một mình một ngựa chơi với thiên ma hoàng, không bằng tìm thêm chút giúp đỡ. Ý tứ tông chủ là ví dụ như thành lập liên minh, triệu tập cường giả các vị diện lớn cùng nhau chống lại thiên ma hoàng. Quân thường tiếu không cho rằng lấy thực lực trước mắt của mình có thể chống tại thiên ma hoàng. Nếu chỉ dựa vào âm thầm phát triển, có thể cần thời gian, không bằng dựa theo phương thức của dạ vương minh liên hợp vị diện khác, hình thành lực lượng có thể chống lại nó. Một khi đã như vậy. Hệ thống nói: Vì sao không gia nhập Dạ Vương mình? Chỉ loại thủ hạ ngu mốc này, có thể làm người ta yên tâm sao? Quân Thường tiểu nói: Với lại, đối phó Thiên Ma Hoàng cần lãnh tụ có đầu óc, điểm ấy ta vẫn có tự tin có thể đảm đương. suy hệ thống nhị không được nổ một cục đường. Ngươi chính là muốn làm lão đại, không muốn hạ mình dưới người khác, đúng vậy." Quân Thường Tiếu thẳng thắn thành khẩn, nhìn về phía bạn ngoài màn ảnh, hỏi: "Có sai không?" Thiên Nguyên trấn mục tháp tiêu tội kỳ đi trước tiến vào bày ở cửa một cái ghế quân thường tiếu tiêu sái ngồi xuống nhìn về phía phong vạn lý lương cúi đầu bên trong cười nói phong hộ pháp ở quen chưa phong vạn lý ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nói các hạ rốt cuộc là ai lã lần đầu tiên đến thương vân hệ cường giả nổi tiếng ít nhiều cũng đều có chút nghe nói nhưng chưa từng nghe có cường giả trẻ tuổi như vậy thậm chí một kiếm đã khống chế mình đi không thay tên mười không đổi họ quân thường tiêu nói tông chủ vạn cổ tông quân thường tiếu vạn cổ tông quân thường tiếu phong vạn lý lẩm bẩm một câu nói chưa từng nghe nói hộ pháp lão hạc chỉ quân thường tiếu giận dữ nói lão này là tàu cầu tay sai của thiên ma hoàng đơn giản bịa đặt thân phận cố ý giả chúng ta ma nó quân thường tiếu đứng dậy rít vào ngươi nói ai là cầu ngươi có gan lặp lại lần nữa tàu cầu cầu món tay lão hạc từ nhà giam vươn ra chỉ vào cái mũi quân thường tiếu liên tục cường điệu chọc giận người sau trực tiếp há mùng cắn nếu không phải tiêu tội kỷ liều mạng kéo lại thiếu chút nữa đã cắn chúng rồi tông chủ bình tĩnh tông chủ bình tĩnh phù quân thường tiếu thở phì phì ngồi ở trên ghế cố gắng bình ổn lửa giận trở về đề tài chính nói đương nhiên bổn tọa còn có một phân phận khác thân phận gì quân minh minh chủ quân minh phong vạn lý hoàn toàn chưa từng nghe nói đương nhiên quân thường tiếu mười ngón tay đan vào nhau nghiêm túc nói tổ chức này thành lập cần ngược dòng đến thời đại viễn cổ phàm là vũ trụ thượng tầng có đại kiếp nạn sắp tới sẽ tái hiện thế gian cứu thiên hạ thương sinh trong nước lửa phong vạn lý vẻ mặt hồ mi thằng nhãi này chém gió dữ dội teo đến viễn cổ rồi hơn nữa người con nào nó tên là quân thường tiếu tổ chức này tên là quân minh nhìn qua là biết chỉ là tùy tiện tưởng tượng tự coi chúng ta là ngu ngốc miệng mở ra khép lại liền tin tưởng bổn tọa biết quân thường tiếu nói các ngươi có nghi ngờ không sao cả. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh, ở lúc thiên ma hoàng làm sằng làm bệnh, ở khi vũ trụ hắc ám nhất, chỉ có quân minh ta mới có năng lực kéo lại cơn sóng lớn, đỡ tòa nhà sắp đổ. Ha ha, phong vạn lý cười. Chứ không nói quân minh chân thật tồn tại hay không, chỉ riêng câu này đã không sợ gió to đất lưỡi. Tiểu tử, phong vạn lý thản nhiên nói. Tuy không muốn đà kích ngươi, nhưng có chuyện phải nói cho biết, ở vũ trụ thượng tầng minh mông có tư cách cứu vớt thương sinh, chỉ có minh chủ dạ vương minh ta, quân thường tiếu ở trong lòng nói thầm sợ không phải bị tẩy não rồi chứ một khi đã như vậy hắn chờ mong nói bổn tọa trái lại muốn gặp vị dạ vương này một lần còn xin làm phiền nói cho địa chỉ bổn tọa chuẩn bị hậu lễ bái phòng xin lỗi phong vạn lý nói không thể phụng cáo vậy cứ ở đây đi quân thường tiếu đứng dậy rời khỏi hộ pháp chờ sau khi hắn đi rồi lão hạc nói Mai sẽ không thật sự tin tưởng người này là tông chủ vạn cổ tông minh chủ quân minh chứ không tin phong vạn lý lắc đầu theo ta thấy người này chính là tay sai chó săn của thiên ma hoàng không phong vạn lý nói kẻ này tuyệt đối không phải thủ hạ của thiên ma hoàng hắn không dám xác định là tông chủ hoặc minh chủ nhưng có thể xác định không có quan hệ với thiên ma hoàng bởi vì nếu thực có quan hệ mình cùng đồng bạn sẽ tuyệt đối không chỉ bị giam giữ đơn giản như vậy hắn rốt cuộc là ai phong vạn lý ngồi ở trong phòng giang vẫn luôn tự hỏi thẳng đến lúc kết hợp kiếm khí đặc thù và kiếm thế khủng bố vừa rồi tỉnh ngộ nói chẳng lẽ có liên quan với quy khư kiếm thánh quy khư kiếm thánh lão lý ngạc nhiên nói không phải ẩn cư rồi sao chưa chắc phong vạn lý nói dạ vương từng nói quy khư kiếm thánh lúc trẻ tuổi hận đời lần này thiên ma hoàng gây hại vũ trụ thượng tầng sao có thể ngồi yên được nói không chừng đã sớm âm thầm hành động người trẻ tuổi kia có thể chính là nhân mã của lão hắc xì sì, quy khư giới quy khư kiếm thánh đang giám sát chu hồng luyện kiếm bất thình lình hát gì có hiểu nói sao lại có dự cảm không lành chương 1860, người ta chỉ đổi bố cục rốt cuộc xuất hiện rồi phong vạn lý hiểu lầm rồi quân thường tiếu không quan hệ với quy khư kiếm thánh thật ra cũng không trách gã tưởng tượng quá khoa trương chủ yếu vẫn là ở thương vân hệ đề cập kiếm đạo mọi người nghĩ đến đầu tiên liền là vị tiền bối ẩn cư kia huống chi khởi động hình thái thứ năm bùng nổ kiếm thế quá đáng sợ nếu ra chút nữa tiên phong đạo cốt chút nữa. Rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi có phải bản tôn quy khư kiếm thành hay không. Giải quyết phong vạn lý thiên cơ cảnh cấp bậc đứng đầu như vậy, nói lên nan thu chi đao sau khi thăng cấp đã đuổi kịp phiên bản trước mặt. Sướng, tê tới thư phòng, cẩu thạng cười không khép được miệng. Khoảng thời gian này hắn sống rất nhẹ khuất. Bởi vì không thể chống lại thiên ma hoàng, chỉ có thể cúc bui chạy khắp vũ trụ. Nan thu chi đao một lần nữa cường thế, lại có thể không kêu nể gì phiêu rồi. Khạc 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 tiếng cười tiểu nhân đắc chí từ thư phòng truyền ra bịch đột nhiên tiếng tay ngã thay thế cười quái dị màn ảnh chuyển qua liền thấy quân thường tiếu đắc ý vinh vào bốn chân chạm đất nằm ở trong thư phòng năng lượng trong đan điền bị phong tỏa toàn thân không vận lên nổi một tia khí lực nhìn từ bệnh trạng này không sai cổ thạng lại nhũn rồi không phải không có tác dụng phụ sao trong lòng quân thường tiếu rít vào nan thu chi đao sau khi thang cấp hắn giải phong phong ấn qua lại chơi vài lần nhưng trước sau chưa có việc gì xảy ra kết quả hôm nay đột nhiên suy yếu khẳng định không tiếp nhận được hệ thống nói nếu không đoán sai kỳ chủ có thể tùy tiện giải phong tùy tiện lấy ra chơi chỉ cần đầu nhập chiến đấu sẽ kích hoạt tác dụng phụ quân thường tiếu cạn lời đã rất không tệ rồi hệ thống an ủi ít nhất bỏ đi giải phong cái trình tự này không tệ cái lông quân thường tiếu nói trước kia có phong ấn ta từng thiếu bổ khai ấn sao bây giờ bỏ đi cùng không bỏ lại có cái gì khác nhau sao hệ thống không còn lời nào để chống đỡ quả thực ở trước mặt một ít cục diện mấu chốt sinh tử cầu thạng thật sự chưa từng thiếu bù khai ấn đều là nói khai ấn liền khai ấn cho nên giải phong hay không đã không có ý nghĩa gì nữa cơ chế giải phong hủy bỏ tác dụng phụ vẫn còn điều này khiến quân thường tiếu đắc ý vinh vào nháy mắt tiến vào trạng thái tự bế vốn nghĩ nếu thủ hạ thiên ma hoàng lại đuổi tới trực tiếp vận dụng hình thái thứ năm mang bọn hắn tiêu diệt hết bây giờ sao lại phải cân nhắc một chút ai quân thường tiếu nằm ở thời không bí cảnh nhìn không gian vận vẹo thầm nghĩ nói đi nói lại vẫn là thực lực của mình quá yếu không mượn dùng lực lượng bên ngoài căn bản đấu không lại thiên ma hoàng nha càng là như thế càng kiên định ý tưởng hắn cần thành lập một tổ chức mang tính chất liên minh đi đối kháng thiên ma hoàng từ bây giờ trở đi quân thường tiếu ánh mắt ngưng trọng nói quân minh thành lập tổng bên ngoài trong vũ trụ hắc ám vô tận khi cầu thẳng mang lời nói thuận miệng đi hành động đột nhiên giấm dậy đất bằng vô luận vị diện xa xôi cỡ nào cũng có thể mơ hồ nghe được động tĩnh vừa rồi thanh âm gì vậy tiếng sấm a à, như đến từ sâu trong vũ trụ xa xôi võ giả rất nhiều tinh hệ đều đang nghị luận trong ánh mắt nổi lên một tia kính sợ mà ở một khu vực không bắt mắt của thương vân hệ người áo đen phi hành tốc độ cực cao nghe được tiếng sấm đột nhiên ngừng lại ánh mắt nổi lên phấn khởi nói người thay đổi bố cục vũ trụ thượng tầng rốt cuộc xuất hiện rồi là ai rốt cuộc là ai ồ quy khư giới Quy Khư kiếm Thánh ngồi ở rừng trúc uống trà cũng nghe được tiếng sấm. Lão nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, bên tai vang lên lời của cố nhân lưu lại. Ngày thiên lôi chấn động hoàn vũ, kỳ nguyên mới sẽ mở màn. Lời tiên đoán của vị bạc tử chẳng lẽ. Sắp ứng nghiệm rồi. Ngủ. Vào lúc này, một bóng đen bỗng dưng xuất hiện. Cung kính nói, đâu ra? Vừa nhận được tình báo, tông chủ vạn cổ tông liên tiếp diệt mấy hạng đội của thiên ma hoàng. Ô. Kiếm Quy Khư có chút bất ngờ. Thiên ma hoàng vô luận thực lực hay thế lực đều phi thường khủng bố tông môn chỗ đồ nhi thế mà dám động thủ với nó thật ra cũng có chút phách lực truyền lệnh xuống kiếm quy khư đứng dậy khi tức không màng danh lợi bị kiếm thế sắc bén không thể chống đỡ thay thế nói toàn bộ thành viên kiếm minh tập kết chính thức tuyên chiến với thiên ma hoàng cái này ngươi áo đen có chút lo lắng nói sẽ quá vội hay không kiếm quy khư nói ta tin tưởng rất nhiều lão già đã bắt đầu hành động dù sao đều đang đợi lời tiên đoán của vị bạc tử trở thành sự thật đều đang đợi người thay đổi bố cục vũ trụ xuất hiện hôm nay thiên lôi dị tượng dâng lên đại biểu cơ hội đã đến cơ hội người áo đen khó hiểu nói là chỉ không thể nói không thể nói kiếm quy khư ra vẻ thần bí nói tiếng sấm sò xuyên vũ trụ kinh động không ít nhân vật lớn nhất thời rất nhiều vì diện mạch nước ngầm sôi sục ngủ bên hồ nước của giới nào đó một người đầu bạc thu hồi cần câu sau đó cầm sọt cá rời khỏi bóng lưng hắn từ bình thản dần dần trở nên sắc bén loại cảm giác đó giống nhau từ lão nhân gần đất xa trời dần dần chuyển hóa thành người trẻ tuổi tinh thần hương hực ông dưới nào đó một ngọn núi hoang chậm rãi đổ nghiêng người trung niên giống như mang cả ngọn núi nâng lên cận tay từ dưới đáy lấy ra một thanh cửu hoàn đại đao cười nói ông bạn già lần này cơ hội xuất hiện chúng ta cũng không thể bỏ qua đao có khoét chín lỗ trên thân nào dùng để xỏ những cái vòng vào tình huống tương tự lục tục trình diễn ở rất nhiều vị diện người thường vốn rất bình thường ở sau khi nghe được tiếng thiên lôi vô luận khí thế hay tâm tính đều coi như tỏa sáng cuộc đời mới đại điện to lớn thiên ma hoàng ngồi ở vị trí thượng thủ tiếng sấm hắn cũng nghe được thậm chí nhớ tới vị bạc tử từng nói chỉ có tiếng thiên lôi tràn lập vũ trụ đại biểu người thay đổi bố cục xuất hiện ngô hoàng ngư sĩ vẻ mặt ngương trọng báo cáo các phân đà truyền đến tình báo rất nhiều cường giả cùng thế lực mai danh ẩn tích lục tục xuất hiện tựa như muốn đối địch với chúng ta thiên ma hoàng khinh thường nói một đám phía vật khó thành châu báu mà thôi hắn cũng không sợ kẻ địch nhiều cho dù đối địch cả thế giới thậm chí hoan nghênh bọn họ đối nghịch với mình bởi vì như vậy thì có thể có càng nhiều lý do đi đẩy nhanh tốc độ chinh phục vũ trụ thượng tầng truyền lệnh ánh mắt thiên ma hoàng hiện lên sát ý nồng động bất cứ kẻ nào phản kháng bồn hoang tính cả vị diện đều phải thừa nhận phiêu lưu bị hủy diệt vâng ngư sĩ lui xuống thiên ma hoàng tựa vào trên ghế thản nhiên nói vị bạc tử ngươi tuy tính không chút sơ hở nhưng đừng quên lấy tu vi bổn hoàng hoàn toàn có thể nghịch thiên sửa mệnh mà ở vũ trụ thượng tầng này cũng chỉ có bổn hoàng mới có tư cách thay đổi bố cục người khác không xứng vũ trụ thượng tầng bởi thiên lôi vang lên trở nên dị thường quỷ dị quân thường tiếu thì như một vũng bùn nhão nằm ở thời không bí cảnh điều dưỡng bắt đầu kế hoạch đi phát triển quân minh như thế nào minh tí tứ liên minh cho nên việc đầu tiên phải làm chính là chiêu mộ minh hữu chờ sau khi tác dụng phụ biến mất phải đi các vì diện lớn lượng lờ mới được quân thường tiếu nói thầm phát triển thế lực liên minh tính chất tâm huyết dân trào cũng là bởi vì dạ vương minh cho linh cả cũng cho rằng đối kháng với thiên ma hoàng tuyệt đối không phải lấy sức một người đã làm được phải liên hợp mọi người người ta dựa vào cái gì đi trong ngươi hệ thống lại hát nước lạnh không đúng lúc chỉ bằng quân thường tiếu hơi tạm dừng chi chỉ mình ta hiểu không đợi hắn nói chuyện hệ thống giành nói chỉ bằng ký chủ ra mặt dày